Hạ Tưởng hiện tại là một mình làm việc, bình thường văn phòng khóa chặt cửa lớn, người không phận sự miễn vào, hắn ở trong đó đang làm công việc gì, từ trước đến nay không tiết lộ với người ngoài, vì vậy càng khiến người trong tổ lãnh đạo bàn tán xôn xao, trưởng phòng Hạ lại đang chuẩn bị đại sự gì. Hạ Tưởng quả thật là đang chuẩn bị một đại sự. Nhà máy rượu tương đài thành phố Đan Thành và tập đoàn Tề Thị góp vốn đã ký kết thỏa thuận chính thức, nguồn vốn đầu tiên đã đến nơi, đang chiêng trống dùm beng mở rộng sản xuất. Tổ chức lại bộ máy quản lý, hơn nữa lập quan hệ với bên trong Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng hạng mục văn hóa du lịch tiến hành tuyên truyền buộc chặt, đang bày ra một kế hoạch tuyên truyền quảng cáo đại hình, chỉ đợi kế hoạch thông qua xét duyệt, sau đó mới đưa ra thị trường. Hạ Tưởng chu toàn bên trong, làm cho Nghiêm Tiểu Thì và Tề Á Nam duy trì liên hệ chặt chẽ, chuyện cùng tuyên truyền tiến hành thỏa thuận. Đương nhiên, Tề Thị bỏ vốn quảng cáo ở CCTV đưa lên chỉ có quảng cáo nhà máy rượu tương đài, không có liên quan đến hạng mục du lịch văn hóa. Hai chuyện buộc chặt lại cùng tiến hành tuyên truyền lấy cớ là mở rộng truyền thống văn hóa, do Ủy ban Nhân dân thành phố ra mặt, hình thức tuyên truyền phía chính phủ với tin tức tuyên truyền là chính, phim chuyên đề là phụ. Hạ Tưởng còn giúp họ liên hệ thu viên ở đài truyền hình tỉnh, thu viên vì thấy Hạ Tưởng ra mặt, đương nhiên vô cùng ra sức. Trên cơ bản, tất cả mọi công việc ở thành phố Đan Thành tiến hành thuận lợi, khoảng hơn một tháng có thể tiến hành đẩy ra thị trường, tin rằng tin tức nhà máy rượu tương đài góp vốn, cùng với đại hình quảng cáo mà CCTV đưa lên, còn có tổng thể tuyên truyền buộc chặt với hạng mục du lịch văn hóa, một khi đưa ra, nhất định sẽ gây chấn động. Cùng lúc đó, Vệ Tân cũng truyền đến tin tức, Mai Đệ Trình đề nghị góp vốn với thành phố Bảo đã được thông qua hội đồng quản trị, ít ngày nữa là có thể chính thức ký kết thỏa thuận. Hạ Tưởng cũng không nôn nóng nhất thời, cho Vệ Tân nói lại với Mai, sau khi đợi xí nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Bảo sát nhập xong, mới thông báo lại ngày ký kết thỏa thuận. Hạ Tưởng không phải vì muốn kéo dài, mà là hắn biết bây giờ ký kết thỏa thuận, nhất định sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Hắn cố ý đợi thành phố Đan Thành chuẩn bị xong hết mọi chuyện, khi mọi chuyện đã sẵn sàng, mới đưa ra ánh sáng chuyện góp vốn với công ty Nhật Quang, hai quả bom nặng ký cùng đưa ra, tuyệt đối sẽ bùng nổ cho đối phương choáng đầu. Sau khi Vệ Tân chuyển lời, rất nhanh điện thoại gọi đến, nói là Mai cũng đang cần thời gian để chuẩn bị công tác giai đoạn đầu, y rất trông đợi một ngày cùng bắt tay với Hạ Tưởng. Sau khi nói chuyện điện thoại, Vệ Tân đột nhiên nói. Nói cho anh biết một chuyện, em vẫn cảm thấy người Trung Quốc nhìn thuận mắt, cho nên giữa em và Mai chỉ có thể là bạn. Hạ Tưởng sửng sốt, lập tức nói. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Vệ Tân lại không nói gì nữa, yên lặng mà cúp điện thoại. Trên cơ bản sau khi chuẩn bị xong công việc giai đoạn đầu, Hạ Tưởng liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bài văn phản bác đợt thứ ba. Lần này, Cao Tấn chủ đích thân ra tay soạn văn, lấy sự thật không thể bắt bẻ đưa ra ví dụ về thành công của tổ lãnh đạo để chứng minh tính chính xác sản nghiệp cấu kết điều chỉnh. Lão Cao vốn chỉ phụ trách kiểm định bài văn, sau khi trải qua chuyện Hạ Tưởng bị người khác vu cáo hãm hại, ông vô cùng phẫn nộ, cũng để bút soạn văn, chuẩn bị tự mình mặc giáp trụ ra trận, tham gia vào luận chiến. Nhằm cùng lúc đưa ra tin tức về sự kiện bài văn luận chiến và thành phố Đan Thành, thành phố Bảo góp vốn thành công cũng đúng lúc gây nên hiệu ứng chấn động, Hạ Tưởng bày ra một phương án vô cùng hoàn mỹ, mọi thứ, chỉ đợi thời cơ đến. Tuy nhiên trước khi thời cơ đến, cũng chính là trước bữa tiệc lớn, Hạ Tưởng còn quyết định cho đối phương một mâm khai vị, cái gọi là người ta đến mà không tiếp đón thì vô lễ. Sự kiện lần trước bị hãm hại, cũng phải có một kết quả mới được. Sau sự kiện lần trước, đêm hôm đó, Cổ Nhân Kiệt cùng với Thôi Hướng, Mã Tiêu và Phó Tiên Phong, được màn đêm che chắn, đã đến Tĩnh Tâm Sơn Trang vùng ngoại ô thảo luận sự tình. Tĩnh Tâm Sơn Trang nằm ở phía nam thành phố Yến, là một tòa trang viên xây dựa vào núi. Từ bên ngoài nhìn thấy Sơn Trang không lớn, chỉ là vài khuôn viên vài nơi đậu xe, thật ra sau khi xe hơi chạy vào, bên trong còn có một cửa lớn, từ cửa lớn đi vào, xuyên qua một hang núi, bên trong mới rộng mở trong sáng, khác với kinh doanh bình thường bên ngoài chính là, bên trong oanh ca yến hót, xa hoa trụy lạc, một cảnh tượng xa hoa. Thôi Hướng cau mày, liếc nhìn Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt biết Thôi Hướng yêu quý thanh danh, cho rằng y đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, không thích hợp đến những nơi thanh sắc khuyển mã, vội giải thích nói. Phó bí thư Thôi có điều không biết, Tĩnh Tâm Sơn Trang nếu đặt tên gọi là Tĩnh Tâm, chính là để lãnh đạo tỉnh thành phí tâm phí lực đến đây tu thân dưỡng tính, trên cơ bản hai cấp lãnh đạo tỉnh Yến và thành phố Yến chưa có tới Tĩnh Tâm Sơn Trang là rất ít.
Nơi đây là một vị trong thái tử đảng ở thủ đô mở, mọi người đến đây, một là để tĩnh tâm, hai là đến giao lưu và tăng thêm tình cảm. Thôi Hướng không tin cái gì tĩnh tâm vừa nói, tuy nhiên nghe nói nếu có hậu thuẫn thủ đô, lại có không ít đồng lưu từng đến, cũng yên tâm, nói. Bàn chuyện là chính, những chuyện khác cũng không cần sắp xếp, anh cũng biết con người tôi. Cổ nhân kiệt đương nhiên biết con người của Thôi Hướng, có thể là nguyên nhân lớn tuổi, quả thật là không háo nữ sắc. Tuy nhiên cổ nhân kiệt đoán có thể là Thôi Hướng tự cao thân phận, trước mặt người ngoài không tỏ ra, phỏng chừng sau lưng thì bên cạnh cũng không ít phụ nữ. Nhưng so với những lãnh đạo tỉnh bên cạnh đều có phụ nữ mà cổ nhân kiệt biết thì khác, y quả thật phát hiện Thôi Hướng về phương diện phụ nữ vẫn hơi hạn chế. Tĩnh Tâm sơn trang rất lớn, xuyên qua từng nơi cảnh xuân tươi đẹp, cuối cùng xe cũng ngừng lại. Mục đích chính là một khuôn viên vài chục mét vuông, trên viết ba chữ thiên hạ lạc, hai bên đều có câu đối trên là tiên thiên hạ chi lạc mà lạc vui trước niềm vui của thiên hạ. Câu đối dưới là hậu thiên hạ chi yêu không buồn sau nỗi buồn của thiên hạ. Mấy người xuống xe, đẩy cửa khuôn viên đi vào, bên trong hoa thơm ngào ngạt, thì ra trong khuôn viên trồng đầy các loại cây ăn quả và hoa tươi. Tuy rằng khuôn viên không lớn, nhưng tu chỉnh vô cùng sạch sẽ. Ngay giữa còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, nước suối róc rách. Phối hợp hiệu quả ánh đèn giả quang đặc biệt, như thơ như tranh. Như thơ như tranh không chỉ là cảnh đẹp, còn có vài cô gái xinh đẹp mặc trang phục cổ trang, đi xuyên dưới cây giữa hoa. Mỹ nữ cổ điển Trung Quốc đẹp nhất với khuôn mặt trái xoan, chủ nhân của sơn trang cũng là người tao nhã, những cô gái cổ trang đều là mặt trái xoan, mặc áo cổ trang, nét đẹp cổ điển thấu tình đạt lý. Họ lại đùa vui giữa hoa, còn có người ngồi bên dòng suối rửa chân, làm cho người khác cảm thấy như thời gian quay ngược trở lại, cảm thán thắng cảnh trước mắt. Như một bức tranh cung nữ du ngoạn. Thôi Hướng nhìn thấy, trong lòng dễ chịu rất nhiều, âm thầm gật đầu, người tao nhã có nhã ý, sự sắp xếp sáng tạo như vậy, so với những cô gái ăn mặc lõa lộ khiêu khích a dua, thì cao nhã hơn rất nhiều. Tuy rằng ông cũng rõ, trong đại nhã tất có đại tục, nhưng là nhã là tục chỉ do sở thích mỗi người. Có thể khiến những lãnh đạo đứng đắn, không đứng đắn và giả đứng đắn, đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Thôi Hướng chỉ là thoáng nhìn những cô gái áo xanh lục, áo đỏ, áo vàng còn có áo hồng, nhưng không hề có hứng thú. Ông tràn đầy tâm sự, mặc kệ là đại nhã hay là đại tục cũng không bận tâm ứng phó, chỉ khẽ gật đầu đối với cổ nhân kiệt, nói. Các anh tùy ý, nếu đã đến đây thì vui vẻ chút, mặc kệ tôi. Cổ nhân kiệt đã sớm thích cô áo xanh lục. Liền đưa tay ra hướng về cô chỉ một cái. Mã Tiêu cũng điểm cô áo đỏ, Phó Tiên Phong lại không điểm. Hai cô gái không được điểm đến vẫn lưu luyến giữa hoa, cũng không lảng tránh. Mấy người vào trong phòng bài trí cũng như thời cổ, ngay cả bóng đèn cũng làm thành hình dạng đèn lồng. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn ở ngay giữa, còn bài trí cờ vua, đàn tranh và bút mực, tứ phía có bình phong cực đại. Không cần nói sau bức bình phong chính là nơi khúc kính thông u, đường ngoắt nghéo tới nơi sâu thẳm. Quả nhiên là nơi sang hèn cùng hưởng, Thôi Hướng nghĩ thầm, chủ nhân nơi đây cũng là người có lòng, có thủ đoạn như vậy, chắc chắn có thể tiền tài như nước. Bốn người ngồi xuống ăn cơm, hai cô gái một cô đàn, một cô múa, kết hợp với nhau thì càng hay. Thôi Hướng nghe đến cao hứng, nhất thời hứng khởi, nói với cổ nhân kiệt. Cũng cho hai người bên ngoài vào đây góp vui. Để chúng ta cũng hưởng thụ đánh chuông đỉnh thực của sĩ tộc quan lớn thời cổ. Sau khi cô gái áo vàng và áo hồng đi vào, trước là vén áo thi lễ, sau đó một người múa, một người đánh chuông. Chính là hai người tấu nhạc, hai người vũ đạo, cộng thêm trong phòng còn tỏa ra mùi hương thơm ngát lượn lờ làm cho người khác ngỡ như về với thời cổ. Bốn cô gái vô cùng thông minh cách bốn người không xa không gần, vừa để mấy người thưởng thức được âm nhạc và điệu múa tuyệt vời. Vừa không ảnh hưởng đến mọi người nói chuyện. Trong cổ khúc cổ vũ từ gần đến xa, Thôi Hướng trong lòng dần dần lặng xuống, vừa nhấm nháp mỹ vị, vừa suy nghĩ tình hình trước mắt. Phản kích của Hạ Tưởng sắc bén mà chí mạng, chuyện xảy ra trong một ngày nhiều đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, khó mà có được tin tức hữu dụng từ trong đó. Cho đến giờ Thôi Hướng mới hiểu ra tất cả ý nghĩ, có được kết luận. Việc này thất bại có ba cái không ngờ đến. Một là không ngờ Hạ Tưởng không tham tài không háo sắc, hai là không ngờ Cổ Ngọc gây thêm rắc rối, nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Hạ Tưởng, ba là không ngờ Cổ Ngọc lại có khả năng điều động quân đội bảo mật, quá khiến người ta kinh ngạc. So với ba cái không ngờ, chuyện thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên,
Thôi Hướng tuy rằng cũng để trong lòng, nhưng cũng không quá coi trọng, cho rằng chỉ là những lá thư tố giác cũng không làm gì được Chu Kỷ Nguyên, cũng không thể làm gì Cổ Nhân Kiệt. Thôi Hướng và Chu Kỷ Nguyên cũng không quá thân, cũng nghe Cổ Nhân Kiệt nói qua Chu Kỷ Nguyên hơi tham lam, cũng lấy không ít lợi ích của người khác. Thôi Hướng để cho Cổ Nhân Kiệt báo cho Chu Kỷ Nguyên, gần đây kiềm chế một chút, ngoài ra có thể tham ít thì cố gắng tham ít một chút, có chừng có mực, đừng gây đến mức độ không thể vãn hồi là được. Bây giờ hễ là cán bộ tay cầm quyền lớn, có ai không thừa cơ hội vớt chút tiền. Vớt tiền cũng phải có mức độ, có chừng mực mới được. Hạ Tưởng dằn vặt một hồi, chính là muốn thừa cơ bắt Chu Kỷ Nguyên sao? Mơ tưởng, Thôi Hướng thậm chí còn đắc ý nghĩ, chỉ dựa vào mấy lá thư tố giác mà muốn lật đổ một quan lớn cấp sở thực quyền, trò trẻ con quá. Hạ Tưởng tuy rằng thủ đoạn phản kích khá cao minh nhưng cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không tin chờ xem, cuối cùng Chu Kỷ Nguyên cũng không sao, Cổ Nhân Kiệt càng không bị liên lụy. Cổ Nhân Kiệt và Thôi Hướng cách nhìn nhất trí, Chu Kỷ Nguyên tuy rằng đã tham không ít tiền, nhưng đều là tiền mặt qua tay giữa hai người, vừa không chuyển khoản, vừa không có nhân chứng thứ ba, hơn nữa Chu Kỷ Nguyên lại đem tiền giấu rất bí mật, cho dù nghi ngờ y, cũng không có bằng chứng xác thật. Cho dù Hoàng Lâm và Lưu Húc là kẻ rắn mặt, xử lý vụ án không nói tình người, rất đòi hỏi nguyên tắc, họ tìm không được kẽ hở, không chỗ xuống tay, cũng là làm công vô ích. Tuy nhiên qua chuyện này, nhận thức của Thôi Hướng và Cổ Nhân Kiệt đối với Hạ Tưởng đề cao không ít, không ngờ chàng trai này đừng thấy trẻ, làm việc cũng rất có tài, tiền không lấy, mỹ nữ không dính, quả thật là cán bộ tự kiềm chế hiếm thấy. Nhưng chính bởi vì trên người Hạ Tưởng không có khuyết điểm như họ hy vọng, cũng khiến Thôi Hướng càng thêm buồn rầu, từ chính diện ra tay, tìm không được vấn đề của Hạ Tưởng. Âm thầm ra tay, cũng không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ Hạ Tưởng quả thật là một người nước tạt không vào? Thủ đoạn đối phó với đối thủ chẳng qua chỉ hai điểm, một là vấn đề kinh tế, hai là vấn đề tác phong, trước mắt xem ra muốn từ vấn đề kinh tế để ra tay, đã không có khả năng. Vấn đề tác phong thì còn có thể suy nghĩ. Lần trước thử không thành công, có lẽ là Tùng Phong Nhi không phải là loại hình Hạ Tưởng thích, có lẽ Hạ Tưởng là loại người chậm nhiệt, dù sao Thôi Hướng không tin Hạ Tưởng sẽ không thích phụ nữ. Thôi Hướng cũng hiểu rõ, cho dù bây giờ ông dừng tay, không bày mưu lập kế để đưa Hạ Tưởng vào chỗ chết, Hạ Tưởng cũng không chịu để yên. Qua chuyện này, Hạ Tưởng chắc chắn có thể đoán ra ông là kẻ đứng sau lưng điều khiển, Hạ Tưởng là tạm thời không làm gì được ông, nhưng Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đả kích ông. Nghĩ lại kết cục năm xưa của Cao Thành Tùng, Thôi Hướng không khỏi có chút lo sợ, trước đó thật không nên giở âm mưu với Hạ Tưởng. Con người của Hạ Tưởng cũng coi như có nguyên tắc, ít ra hắn không chủ động ám hại người khác. Bây giờ thì hay rồi, Hạ Tưởng bị ông hãm hại một phen, chắc chắn sẽ bất chấp thủ đoạn tiến hành trả thù. Ai biết Hạ Tưởng còn chuẩn bị gì ở phía sau? Khó tránh đả kích ngấm ngầm hay công khai đâm sau lưng, Hạ Tưởng và Tống Triều Độ liên kết. Ngay cả Cao Thành Tùng cũng khó lòng phòng bị, ông thì có thể ứng phó thế nào với thủ đoạn của Hạ Tưởng. May mắn là Thôi Hướng tự tin ông không có nhiều vấn đề kinh tế và chính trị như Cao Thành Tùng, cho dù có, cũng rất ít, không dễ bị bắt. Ông tự tin bản thân không chê vào đâu được, nhưng Hạ Tưởng cũng lươn lẹo. Thôi Hướng trong lòng trước sau cũng vướng một tảng đá lớn, cảm thấy không chừng lúc nào sẽ trúng âm mưu quỷ kế của Hạ Tưởng. Vừa lúc Phó Tiên Phong hôm nay hẹn ông, nói là có việc quan trọng thương lượng, Thôi Hướng cũng biết trong thời điểm mấu chốt cũng phải cậy vào sức mạnh của Phó gia, liền nghe theo sự sắp xếp của Phó Tiên Phong, đến Tĩnh Tâm Sơn Trang. Tĩnh Tâm Sơn Trang, quả nhiên có thể tu tâm dưỡng tính. Tạm thời làm một người nhàn rỗi phú quý. Mấy người liền bàn bạc. Phó Tiên Phong sau khi được biết chuyện quốc bảo, cũng giật mình không ít, kinh ngạc thì thừa, vô cùng khâm phục bản lĩnh tùy cơ ứng biến của Hạ Tưởng rất cao. Tuy nhiên y không lo lắng như Thôi Hướng mà là cảm thấy cho dù Hạ Tưởng vượt qua nạn này, chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi. Trước thực lực hùng mạnh thì bất kỳ thủ đoạn gì cũng không có tác dụng, bởi vì y đã điều tra được quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm quả thật có mờ ám, mà con trai của Liên Nhược Hạm không ngoài dự đoán, chính là con trai của Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong mừng rỡ như điên, chỉ cần y đem chân tướng nói cho ông cụ Ngô ra, hoặc là nói cho Ngô Tài Dương. Chẳng cần hao tổn tâm cơ đối phó Hạ Tưởng, Ngô gia giận dữ, Hạ Tưởng còn có thể có tiền đồ sao? Phó Tiên Phong liền ôm thái độ thoải mái tự nhiên mời Thôi Hướng dự tiệc. Y chính là muốn cho Thôi Hướng nhìn thấy, cao thủ thật sự, vừa không cần giao tranh chính diện với đối thủ, càng không cần chủ tính đánh lén đối thủ,
mưu kế cao minh nhất chính là mượn đao giết người. Mặc dù Mã Tiêu là người Phó gia, nhưng Phó Tiên Phong vẫn không thèm để ý đối với việc y và Thôi Hướng chủ tính hạ tưởng, cảm thấy cách làm của họ quá bỉ ổi, không lịch sự. Phó Tiên Phong thân là thái tử đảng, từ trước đến nay thích hỉ thế hiếp người hoặc là chỉ trông vào thực lực cứng trọi cứng. Nhưng bọn họ làm cũng đã làm rồi, y cũng sẵn lòng vui vẻ quan sát thành công, dù sao thì nếu chuyện bại lộ, cũng sẽ không liên lụy thanh danh y. Nhưng kết quả thảm bại như thế cũng ngoài dự đoán của y cũng không có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, chính là cho rằng Hạ Tưởng so với tưởng tượng của y còn lợi hại hơn một chút, chỉ là y và Hạ Tưởng chưa từng có xung đột chính diện. Tâm trạng chèn ép bức thiết đối với Hạ Tưởng không mãnh liệt bằng Thôi Hướng. Nhưng sau khi nghe được tin tức xác thật có liên quan đến Liên Nhược Hạm, vẫn vô cùng cao hứng. Có thể mượn tay Ngô gia diệt trừ Hạ Tưởng, rời đi một chướng ngại vật cũng là một chuyện tốt. Phó Tiên Phong liền ý thái thoải mái, vừa khẽ thưởng thức rượu ngon, vừa lắng nghe cổ khúc du dương, chậm rãi mà nói cho Thôi Hướng biết tin tốt của y. Thôi Hướng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha, nâng ly rượu lên cùng ly với Phó Tiên Phong, nói. Người xưa nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao. Tiếp theo phạt binh, kỳ hạ công thành nhất là dùng mưu chiến thắng, thứ hai là dùng ngoại giao, thứ ba là đánh nhau trực diện, kém nhất là tấn công thành. So với phạt mưu của Tiên Phong, kế sách của chúng tôi chỉ là phạt binh. Chương 481, tính toán của Chu Kỷ Nguyên. Mã Tiêu cũng cười. Mượn đao giết người là tốt nhất, chúng ta có thể vừa thưởng thức trà vừa quan sát. Vẫn là Tiên Phong thông minh, quả nhiên là ở thủ đô lâu ngày, chẳng những nhiều tiền tài trong tay, mà cách nhìn cũng cao. Chẳng qua không biết khi nào đem chuyện này nói cho Ngô gia biết. Không vội, không vội. Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Phó Tiên Phong đã tính trước mọi việc mà nói. Bây giờ Ngô gia biết rồi, cao lắm là bắt Hạ Tưởng. Hiện giờ Hạ Tưởng mới chỉ là cấp cục nhỏ bé, bắt hắn cũng không có cảm giác thành tựu. Thôi Hướng vội hỏi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, bây giờ bắt Hạ Tưởng là nhất cử được nhiều, tuyệt đối không được bỏ qua thời cơ tốt. Phó Tiên Phong vẫn lắc đầu. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chưa chắc có thể thành công. Cho dù có thể thành công, cũng nằm trong phạm vi cấp trên cho phép. Bây giờ nói với Ngô gia cũng sẽ không lập tức ra tay, sẽ còn điều tra sự thật, ngầm hỏi lại, xác định lại quan hệ phụ tử giữa Hạ Tưởng và con trai Liên Nhược Hạm, một khi kéo dài là 1-2 tháng sau. Tôi có hai thời cơ tốt, chọn bất kỳ một thời cơ đều được. Hai thời cơ nào? Tất cả đồng thanh hỏi. Phó Tiên Phong cần chính là sự đắc ý mà mọi người bị y dẫn đến xoay vòng, y cười tự tin. Một là đêm trước khi ông cụ Ngô gia làm phẫu thuật, nếu như ông đột nhiên nghe được một tin như vậy, e rằng bước lên bàn phẫu thuật rồi sẽ không bước xuống được, ha ha. Hai là nếu như thời cơ không đúng, không đuổi kịp trước khi ông cụ Ngô gia lên bàn phẫu thuật, thì vào đêm trước khi Hạ Tưởng được đề bạt. Tin rằng Hạ Tưởng có kinh nghiệm lý lịch của tổ lãnh đạo, bước tiếp theo ít nhất có thể được đề làm phó giám đốc sở. Khi chức phó giám đốc sở của hắn mắt thấy đến tay, sẽ để Ngô gia hủy đi tiền đồ của hắn. Chẳng phải so với hắn hiện tại chỉ là một người cấp cục càng khiến người ta hả lòng hả dạ hay sao? Mọi người nghe xong, đồng loạt cười ha ha. Thôi Hướng cũng cười, tuy nhiên trong lòng lại thoáng qua một chút ớn lạnh, Phó Tiên Phong so với ông còn ác độc hơn, chiêu thứ nhất là muốn ông cụ Ngô gia tức chết, chiêu thứ hai là muốn Hạ Tưởng tức chết. Chiêu nào cũng chí mạng không nói, còn chọn thời cơ tuyệt hảo, cũng không cần bản thân ra tay, quả nhiên là đại gia tộc xuất thân thái tử đảng. Ngay cả thủ đoạn đấu tranh cũng có hiệu quả nhìn xa trông rộng. Bởi vì tin tốt mà Phó Tiên Phong mang đến, khẩu vị của mọi người đều rất tốt, vừa gọi thêm vài món ăn, vừa mở thêm hai bình rượu. Sau khi ăn uống no say, Thôi Hướng thấy sắc trời không còn sớm, đề xuất rời khỏi, Cổ Nhân Kiệt liền đánh bạo nói. Phó Bí Thư thôi, hiếm khi thả lỏng một lần, nếu như đã đến Tĩnh Tâm Sơn Trang, hay là Tĩnh Tâm đến cùng, tu thân, đêm nay cứ ở lại. Ngài xem có 4 căn phòng cho ngài chọn. Thôi Hướng nhìn theo hướng ngón tay của Cổ Nhân Kiệt, thấy xung quanh có 4 bức bình phong phân biệt đặt ở hướng đông tây nam bắc, sau mỗi bức bình phong mờ ảo có thể nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, trên cửa có chữ, hướng đông đề, nơi khúc kính thông u, hướng nam đề, tỉnh trường thiên hạ quyền, hướng tây đề, đào nguyên du lịch, hướng bắc đề, túy nằm mỹ nhân tất, 4 hướng đề chữ màu sắc khác nhau, hiển nhiên mỗi màu sắc tương ứng với một cô gái cổ trang. Thôi Hướng uống rượu vào, vừa rồi khi thưởng thức vũ đạo,
lại đối với vòng eo duyên dáng của cô gái áo vàng miên man bất định, thấy mọi người đều có ý ngủ lại, cũng không được phất lòng tốt của mọi người, nhưng mà ông vẫn không thể bỏ xuống thân phận phó bí thư tỉnh ủy, rụt rè nói. Quả thật cũng có chút đau đầu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tôi nằm nghỉ chút là được, những sắp xếp thượng vàng hạ cám khác thì thôi đi. Cổ nhân Kiệt hiểu tâm tư của Thôi Hướng hơn người khác, vội lấy lòng hỏi han. Phó bí thư Thôi muốn đi hướng nào? Thôi Hướng giả bộ híp mắt, nhìn như tùy ý mà lấy tay chỉ ra hướng nam nói. Ở đây là tốt, tùy ý được rồi. Hướng nam đề chữ màu vàng, vừa rồi cổ nhân Kiệt nhìn mặt đoán lòng, đã sớm chú ý tới ánh mắt Thôi Hướng dừng lại lâu nhất trên người cô gái áo vàng, trong lòng hiểu rõ sở thích của Thôi Hướng, liền đưa mắt hướng về cô gái áo vàng ra hiệu. Dưới sự dìu dắt của cô gái áo vàng, Thôi Hướng làm bộ không thắng rượu lực, khép hờ hai mắt, đi vào tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Những người khác hiểu ý mà cười, đi theo hướng đông, bắc, tây, kết thúc một màn tiệc rượu, sắp diễn ra một màn tiệc vui vẻ. Cùng lúc mấy người mở tiệc vui, lúc này Chu Kỳ Nguyên, đang ở trong một căn phòng trong một tòa nhà hai phòng ở thủ đô, cũng đang ngao du đào nguyên trên người Tùng Diệp Nhi. Sau một hồi lâu, Chu Kỳ Nguyên xoay người xuống ngựa, thở hổn hển mấy hơi, hướng Tùng Diệp Nhi mảnh mai không có sức mà há miệng. Tùng Diệp Nhi biết rõ thói quen của y lập tức từ trên bàn trà ở dưới đất lấy điếu thuốc, giúp hắn châm lửa. Sau khi hút một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt của Chu Kỳ Nguyên lướt qua ngọc thể của Tùng Diệp Nhi, dừng trên giàn loa xa xa. Tùng Diệp Nhi bất đắc dĩ mà đứng dậy, hơi bất mãn nói. Mỗi lần giày vò người ta ở trên giường xong còn chưa chịu xong, còn muốn giày vò người ta thêm một lần ở dưới đất. Thói quen của anh cũng thật nhiều. Kêu ca thì kêu ca, Tùng Diệp Nhi vẫn trần trụi xuống giường, vặn vẹo cái mông đầy đặn đi mở giàn loa cho Chu Kỳ Nguyên. Ánh mắt của Chu Kỳ Nguyên nhìn chằm chằm cái mông của Tùng Diệp Nhi không rời, y thích nhất là mông của Tùng Diệp Nhi vô cùng hoàn mỹ, vô cùng căng tròn. Tính đàn hồi tốt, cảm giác tốt, khiến y lưu luyến quên về. Âm nhạc vang lên, là dự kịch mà Chu Kỳ Nguyên thích nghe nhất. Là người tỉnh dự, sở thích của Chu Kỳ Nguyên đối với dự kịch đã đến mức độ si mê. Y xuất thân từ quân ngũ, sau khi chuyển nghề được điều đến tỉnh Yến công tác, từng bước leo đến vị trí cao như ngày hôm nay cũng không dễ. Bởi vì từ nhỏ nhà nghèo, y sợ bị nghèo nên luôn có sở thích đặc biệt đối với tiền bạc, dường như đến mức độ yêu tiền như mạng. Từ sau khi đảm nhiệm giám đốc sở cơ điện tỉnh, quyền lực trong tay Chu Kỳ Nguyên cao hơn, tiếp xúc với phú lớn thương lớn cũng nhiều, tầm mắt cũng sẽ cao, đối với người khác tiểu đánh tiểu nháo tặng y vài chục ngàn trăm mấy ngàn, y cũng không xem ra gì. Nhất là sau khi quen biết khu hoa quan, Chu Kỳ Nguyên mới biết cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là vung tiền như rác. Con người khu hoa quan nhiệt tình, lại hào phóng, lần đầu gặp mặt đã mời y đánh gôn, đến khách sạn ngoại giao dùng cơm, trong một ngày đã tiêu hết trăm mấy ngàn. Nhớ lại cảnh tượng xưa kia lúc nghèo khổ, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao qua ngày, Chu Kỳ Nguyên có cảm giác không thật, như cách một thế hệ mới biết, trên thế giới này, khoảng cách giữa trời và người quả thật là có sự khác biệt một trời một vực. Sau khi bắt đầu quen thân, khu hoa quan đề xuất muốn lợi dụng hạn ngạch xe hơi nhập khẩu của tỉnh Yến nhiều để đổi tay nhập khẩu xe hơi kiếm lời, bởi vì công ty mậu dịch xe hơi của y ở thủ đô, hạn ngạch quá ít, một năm trở lại cũng không qua được vài chiếc, không thể kiếm lời. Chu Kỳ Nguyên vì tình cảm trước đây của khu hoa quan đối với y liền đồng ý ngay, chẳng những giúp khu hoa quan làm đến hàng trăm hạn ngạch, còn nghĩ cách chuyển đến thủ đô. Khu hoa quan vui mừng quá đỗi, bỏ ra 3 triệu lễ cảm ơn. Chu Kỳ Nguyên lần đầu tiên thấy khoản tiền lớn 3 triệu, cảm giác như đang nằm mơ. Đợi nửa ngày sau khi khu hoa quan rời khỏi, y đối diện với những tờ tiền mặt màu sắc rực rỡ, suýt chút không cao hứng đến ngất đi. Y cũng là người giàu có, không còn phải chịu khổ nữa, cũng không còn phải sống những ngày tháng buồn vì tiền. Nhớ lại trước đây khi ở nhà, bởi vì nghèo nên bị hương thân xem thường, Chu Kỳ Nguyên thầm thề, đợi sau khi y rút lui trở về quê nhà, làm một con đường xây một cây cầu cho quê nhà, để những người từng xem thường y đều phải nịnh bợ y, cũng niệm cái tốt của y. Sau đó không lâu, khu hoa quan lại tìm Chu Kỳ Nguyên, đề xuất lại chuẩn bị một ít hạn ngạch xe hơi. Chu Kỳ Nguyên cũng đã nếm được vị ngọt, không hề hàm hồ mà đồng ý, để khu hoa quan cứ yên tâm, y sẽ cố gắng nhanh chóng làm ổn thỏa. Bởi vì công ty của khu hoa quan ở thủ đô, sở cơ điện tỉnh Yến không thể trực tiếp phê cho y, cần phải trung chuyển một chút. Lần đầu tiên Chu Kỳ Nguyên tìm giám đốc Hoàng của một công ty mậu dịch xe hơi,
sau khi lấy công ty ở tỉnh Yến để xin phép rồi chuyển lại cho khu Hoa Quan, đương nhiên giám đốc Hoàng cũng được phí ưu đãi 300 ngàn. Lần này Chu Kỷ Nguyên chẳng những tìm giám đốc Hoàng, còn tìm giám đốc của những công ty mậu dịch xe hơi các thành phố khác cùng liên kết xin phép, tổng cộng xin phê được hơn 300 hạn ngạch xe hơi nhập khẩu. Khu Hoa Quan nghe nói Chu Kỷ Nguyên vừa ra tay là hơn 300 hạn ngạch xe hơi nhập khẩu, mừng rỡ như điên, kích động không ngừng. Y không ngờ Chu Kỷ Nguyên chẳng những lên đường, hơn nữa hiệu suất làm việc còn cao như vậy, vội không ngừng tỏ vẻ cảm ơn. Bởi vì y biết rõ Chu Kỷ Nguyên cẩn thận, chỉ lấy tiền mặt, liền cố ý chuẩn bị khoản tiền thù lao 9 triệu. Khoản tiền lớn 9 triệu, đựng đầy trong 8 túi du lịch dài khoảng 60cm, cao khoảng 20cm, rộng khoảng 20cm. Không lâu sau, Chu Kỷ Nguyên đích thân lái xe đến thủ đô nhận tiền. Chu Kỷ Nguyên lái một chiếc Zeta, y không dám lái xe tốt, sợ bị sét. Cốp xe sau căn bản bỏ không lọt, đành phải ném vài túi ở ghế sau. Một chiếc xe Zeta trăm mấy ngàn kéo theo khoản tiền lớn gần chục triệu, Chu Kỷ Nguyên lái xe suốt dọc đường trở về thành phố Yến, trên đường đi cao hứng đến nỗi tay không ngừng run lên. Trong nháy mắt trở thành tỷ phú, nếu lúc này Chu Kỷ Nguyên dừng tay, có lẽ không có người điều tra đến y, nhưng sự tham lam của con người đều là vô tận, có 10 triệu, lại muốn có 20 triệu. Không lâu sau, khu Hoa Quan lại đề xuất cần hạn ngạch nhập khẩu xe hơi, Chu Kỷ Nguyên không nói câu thứ hai liền giúp y phê được 400. Lần này không đợi khu Hoa Quan mở miệng, Chu Kỷ Nguyên liền đích thân đề xuất đòi đền ơn 10 triệu. Khu Hoa Quan đương nhiên không dám chậm trễ, luôn miệng đồng ý. Sau sự kiện Quốc Bảo ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, sau khi bị Cổ Nhân Kiệt cảnh cáo, Chu Kỷ Nguyên luống cuống, vốn dự định lập tức dừng tay, tạm thật thà một thời gian rồi tính tiếp, tuy nhiên lại nghe thấy Hoàng Lâm và Lưu Húc đã âm thầm lập án tiến hành điều tra y lại thay đổi ý định, quyết định sau cùng làm thêm một vụ lớn, chạy sang nước ngoài lánh nạn. Bởi vì tuy rằng Cổ Nhân Kiệt nói Hoàng Lâm và Lưu Húc không có nắm giữ chứng cứ xác thực, nhưng trong lòng Chu Kỷ Nguyên rất rõ, chỉ cần làm rõ quan hệ giữa y và khu Hoa Quan, lại tìm thêm những nhân vật mấu chốt trung chuyển hạn ngạch xe hơi cho khu Hoa Quan, vụ án sẽ được phá. Y có lòng tin đối với bản thân, cũng có lòng tin đối với khu Hoa Quan, nhưng không có lòng tin đối với người làm việc trung gian. 36 kế, chạy là thượng sách. Lần sau cùng sau khi phê cho khu Hoa Quan hơn 500 hạn ngạch xe hơi nhập khẩu, Chu Kỷ Nguyên mở miệng đòi tiền tham ô 16 triệu. Khu Hoa Quan đương nhiên không dám chậm trễ, nhưng 16 triệu tiền mặt quả thật quá nhiều, liền để Chu Kỷ Nguyên hoãn lại, cho y gom góp tiền. Chu Kỷ Nguyên cũng biết rõ y một lần cũng không thể kéo hết 16 triệu tiền mặt, liền đồng ý. Lần đầu tiên từ thủ đô trở đến thành phố Yến 4 triệu, lần thứ hai trở đến 5 triệu. Lần này đến thủ đô là muốn lấy 7 triệu sau cùng. Tiền của Chu Kỷ Nguyên chia làm 3 nơi cất giấu, một là trong tòa nhà 2 phòng ở thành phố Yến, y tìm thợ mộc đóng một chiếc giường, bên trong là giống, trong đó đặt hơn 20 triệu tiền mặt. Một nơi là trong một tòa dân cư ở thủ đô, có hơn 10 triệu được y nhét vào trong tường tivi. Trước kia trong quân đội y từng học xây nhà, có thể làm công việc kỹ thuật. Trong một căn nhà ở thành phố Yến còn có 10 triệu. Được y chôn trong một khu vườn nhỏ dưới lầu. Y ở lầu 1, đằng sau có một khu vườn nhỏ không lớn. Còn một ít tiền giải rác, Chu Kỷ Nguyên đã chuyển vài triệu cho con trai ở nước ngoài, để lại 3 triệu cho Tùng Diệp Nhi. Dù gì họ cũng là tình nhân, hơn nữa quả thật y cũng có chút tình cảm với Tùng Diệp Nhi. 7 triệu đã đến tay, Chu Kỷ Nguyên dự tính sau khi về đến thành phố Yến, giả vờ yên tâm công tác vài ngày, sau đó dùng tên giả lén làm xong thủ tục xuất ngoại. Thừa cơ bỏ trốn. Đối với khoản tiền lớn vài chục triệu trong tay, trước hết y để Nguyên không động đến, dù sao thì chỉ có một mình y biết, tin rằng qua 5-10 năm cũng không ai phát hiện. Đợi sóng gió qua đi, y có thể lặng lẽ lẻn về nước, chia đợt lấy đi số tiền. Vốn y còn có ý giao tiền cho Tùng Diệp Nhi bảo quản, nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn không yên tâm Tùng Diệp Nhi. Người vừa đi thì trà sẽ lạnh, y và Tùng Diệp Nhi vốn chỉ là nhân duyên ngắn ngủi. Giao tiền cho cô, nếu như người và tiền đều mất hết chẳng phải sẽ hối hận. Khoản tiền lớn 7 triệu chia thành nhiều túi du lịch đặt trong xe ở dưới lầu, từng có kinh nghiệm vài lần trở tiền, Chu Kỷ Nguyên vô cùng bình tĩnh. Có những lúc càng thể hiện bộ dạng không để ý, càng không có người biết trong túi là vật gì. Luôn luôn ôm túi trong người là hành động e rằng người khác không biết là vật quý giá mới dễ dàng bị kẻ trộm để ý. Cho nên y chỉ để tiền trong cốp xe phía sau, yên tâm ngừng dưới lầu.
cũng không sợ bị người khác cậy ra. Bài dự kịch vang lên, Chu Kỳ Nguyên hơi híp mắt lại, đập theo nhịp, bắt đầu ngâm nga. Không lâu sau, Tùng Diệp Nhi lại bưng tới một ly trà nóng, y uống một hơi cạn sạch, lại đưa tay sờ mó trên người Tùng Diệp Nhi, cảm nhận được làn da trắng mịn của cô, trong lòng lại có chút không đành lòng. Chu Kỳ Nguyên từ thân hình đẫy đà trắng nõn của Tùng Diệp Nhi, liên tưởng đến trên người Tùng Phong Nhi nở mày nở mặt biết bao, không khỏi trong lòng ngứa ngáy khó kiềm chế. Y từng nghĩ muốn lên giường với Tùng Phong Nhi, đều nói hoa chị em chơi mới vui, cũng không biết kiều mị của Tùng Diệp Nhi cộng thêm quyến rũ của Tùng Phong Nhi sẽ là mùi vị mất hồn thế nào. Chỉ đáng tiếc là Tùng Phong Nhi bề ngoài đối với y vô cùng cung kính, nhưng lại là lươn lẹo. Hi hi ha ha nói đùa vài câu thì được, động tay động chân thì không được, cô trơn trượt như con lươn, luôn tìm được trăm ngàn lý do kỳ quái, lần nào cũng có thể trốn mất dạng. Khiến cho Chu Kỳ Nguyên càng thấy càng thích. Nghĩ chuyện kiều diễm một hồi, tâm tư của y lại quay trở về việc chính, hỏi. Gần đây Phong Nhi đi đâu? Bây giờ xảy ra chuyện, để cô ấy trốn xa một chút. Đừng để Hạ Tưởng phát hiện quan hệ giữa cô ấy và em. Tùng Diệp Nhi nghiêng chân ngồi ở trên giường, cô cũng châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một hơi, thở dài nói. Phong Nhi đang ở thủ đô, cụ thể ở đâu em không rõ, gần đây nó không tìm em. Chuyện lần trước nó đã hối hận, có chút giận em cũng không dám liên lạc với nó. Anh cũng biết tính của nó, lúc thì hi hi ha ha, lúc thì vô cùng ngoan cố, ai nói cũng không nghe. Gần đây anh khoan về thành phố Yến, cứ ở thủ đô một thời gian, dù sao tiền cũng đủ cho anh tiêu xài rồi. Chu Kỳ Nguyên lại nhìn thân hình Tùng Diệp Nhi, không kìm nổi nhớ lại thân hình duyên dáng của Tùng Phong Nhi, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Phong Nhi là cô bé tốt, anh để lại cho cô ấy 1 triệu, coi như là tặng cho cô ấy làm của hồi môn. Quả thật muốn đi. Trong lòng Tùng Diệp Nhi rất mâu thuẫn, vừa muốn thoát khỏi Chu Kỳ Nguyên, vừa muốn vớt thêm một ít trên người y. Tùng Diệp Nhi vốn tưởng rằng không có chút tình cảm gì đối với Chu Kỳ Nguyên, hôm nay nghe thấy y chuẩn bị bỏ trốn, trong lòng cô lại lưu luyến không rời, dù sao cũng là con người, sống chung hơn 2 năm, ít nhiều cũng có tình cảm. Em sẽ đợi anh 5 năm nữa, sau 5 năm nếu như anh có thể trở về, hoặc là đón em đi, em sẽ theo anh suốt đời, nếu như không thể, em sẽ sống một mình. Chu Kỳ Nguyên cười thỏa mãn. Cũng được, coi như em có lương tâm. Anh sẽ để lại cho em thêm 1 triệu. Anh đi tránh sóng gió trước, hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc giống như chó điên, anh đã bị họ để ý, ngày nào họ cũng phải điều tra anh cho bằng được, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh đổi tên khác, đi nước ngoài ở 2 năm, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, sau khi thay hình đổi dạng sẽ trở về đón em, đến lúc đó sóng gió đi qua, ai còn nhớ Chu Kỳ Nguyên là ai? Đều trách Hạ Tưởng. Tùng Diệp Nhi ẩn ý oán hận Hạ Tưởng. Hắn không tham tiền không háo sắc, bây giờ cũng còn cán bộ như vậy. Phong Nhi cũng thật là, chắc chắn nó không cố gắng hết sức, nếu không với thủ đoạn của nó, Hạ Tưởng có thể không mắc mưu. Không nhắc Hạ Tưởng, không nhắc hắn. Chu Kỳ Nguyên cũng hận Hạ Tưởng, y hận Hạ Tưởng không mắc mưu, càng hận Hạ Tưởng tương kế tự kế, kết quả moi ra vấn đề thư tố giác. Y cũng nghe cổ nhân Kiệt nói. Tuy rằng hiện nay Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có tỏ thái độ gì đối với việc tự ý cất giấu thư tố giác, nhưng không tỏ thái độ chính là thái độ lớn nhất, chính là đang ấp ủ tỏ thái độ, đang chờ đợi một thời cơ. Thời cơ chính là đợi Chu Kỳ Nguyên bại lộ, chỉ cần y bị người ta điều tra được chứng cứ rõ ràng, cổ nhân Kiệt chắc chắn bị liên lụy. Đến lúc đó nhắc lại chuyện tự ý cất giấu thư tố giác, cổ nhân Kiệt sẽ phải gánh chịu trách nhiệm không thể trốn tránh. Vậy Hạ Tưởng đã thành công đem tai họa dẫn tới trên người y, để y dẫn lửa thiêu thân, Chu Kỳ Nguyên sẽ khao khát một chân đá chết Hạ Tưởng. Một tên tiểu tử thối, không yêu tiền không yêu phụ nữ, còn sống để làm gì, sao không đi chết? Chỉ là hận thì hận, y chẳng thể làm gì được Hạ Tưởng. Đã hơn 11 giờ đêm, Chu Kỳ Nguyên mặc quần áo, xuống lầu từ trong xe lấy ra 2 triệu giao cho Tùng Diệp Nhi. Tùng Diệp Nhi vui sướng nhận lấy, lại vô cùng dịu dàng hầu hạ Chu Kỳ Nguyên thêm một lần. Dù sao Chu Kỳ Nguyên đã hơn 40 tuổi, tinh lực chống đỡ hết nổi, nặng nề ngủ đi một giấc ngủ đến 8 giờ. Sau khi thức dậy ăn sáng, lại căn dặn Tùng Diệp Nhi vài câu, liền lái xe lên đường. Chu Kỳ Nguyên vừa đi không lâu, Tùng Diệp Nhi đang thu dọn đồ đạc thì có người gõ cửa. Cô mở cửa ra xem, không ngờ là Tùng Phong Nhi, Tùng Diệp Nhi không khỏi kinh ngạc nói. Gần đây em trốn đi đâu rồi, chị không thể liên lạc được em.
Chị, đoán chừng sắp xảy ra chuyện rồi, nghe lời em, bây giờ chị lập tức đi. Tùng Phong Nhi vẻ mặt sốt ruột, trong tay cô cầm một cuốn hộ chiếu. Làm xong hộ chiếu cho chị rồi, đi Mỹ, đi Canada đều được, chỉ là đừng ở lại trong nước. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tùng Diệp Nhi vẫn chưa nhận thức rõ ràng về tình cảnh khốn khổ hiện nay mà Chu Kỷ Nguyên đang gặp phải, bởi vì từ khi cô quen biết Chu Kỷ Nguyên đến nay, cũng nghe Phong Thanh vài lần muốn điều tra Chu Kỷ Nguyên, mỗi lần đều bạt vô âm tính, cô cho rằng lần này cũng vậy. Chương 482, sóng phản kích thứ 3. Tùng Phong Nhi không nói lời thứ hai liền giúp Tùng Diệp Nhi thu dọn đồ. Em đã cẩn thận nghiên cứu lý lịch của Hạ Tưởng, mới phát hiện hắn là một người vô cùng đáng sợ. Hắn không có gốc rễ, đột nhiên được Trần Phong coi trọng, từ huyện Bá Điều về thành phố Yến. Sau khi đến thành phố Yến, đã làm rất nhiều chuyện lớn, nhưng mà hắn luôn trốn đằng sau, người khác đều không biết mà thôi. Tất cả những người chống đối với hắn đều không có kết quả tốt, không phải bị hắn giăng bẫy thì bị hắn hãm hại thê thảm. Lần này chúng ta chủ động gây sự, chắc chắn hắn sẽ ra tay báo thù. Chu Kỷ Nguyên xong rồi, không có tiền đồ. Chu Kỷ Nguyên mà ngã, chắc chắn sẽ liên lụy đến chị, đến lúc đó chị cũng sẽ chịu hình phạt, bây giờ không chạy sẽ trễ. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp cục, có gì đáng sợ. Chẳng qua cũng chỉ là con người. Chu Kỷ Nguyên còn là cấp sở, chẳng phải lên giường của chị rồi chẳng xuống được. Tùng Diệp Nhi không biết lợi hại, lại càng không muốn vội vàng chạy ra nước ngoài. Người và người không giống nhau, một người đàn ông trẻ tuổi, nhận tiền có thể lập tức giao đến cơ quan từ thiện, em cố ý trêu chọc mà hắn không chút động lòng, chị nói hắn có đáng sợ hay không? Là đàn ông đều không qua được hai ải tiền tài và phụ nữ, hắn có thể qua hết hai ải, chị nói hắn có lợi hại hay không? Tùng Phong Nhi tránh đi là muốn âm thầm nghe ngóng Hạ Tưởng, không ngờ càng hiểu Hạ Tưởng, cô càng run sợ trong lòng, càng nghĩ mà sợ. Cô nghĩ đến những quan lớn lần lượt ngã xuống trước mặt Hạ Tưởng, Chu Kỷ Nguyên còn đi nịnh bợ, hơn nữa bản thân Chu Kỷ Nguyên chính là một đại tham quan. Chẳng qua bất luận cô giải thích thế nào, Tùng Diệp Nhi cũng không tin, nói thế nào cũng không chịu đi, Tùng Phong Nhi khóc không ra nước mắt. Sau khi Chu Kỷ Nguyên lên đường cao tốc, liền cảm giác có chút buồn ngủ. Dù sao thì đêm qua cũng gặt hái quá độ, cơ thể có chút ăn không tiêu. Y ngáp, nhìn những chiếc xe tốt nối tiếp nhau chạy qua, không khỏi thầm cười nhạo, thật là nghèo niềm vui, lái chiếc xe vài trăm ngàn thì là xe tốt, chạy 180 km/h trên đường cao tốc đùa với tính mạng, nhìn thì biết ngay đó là bọn nhà giàu mới nổi. Tuy rằng y lái một chiếc xe ta, nhưng phía sau để 5 triệu tiền mặt, đến 5 triệu tiền mặt, xem các người chạy chiếc xe vài trăm ngàn, ai có nhiều tiền như vậy. Chu Kỷ Nguyên cuối cùng cũng được thỏa mãn một chút lòng hư vinh, đều đánh giá thấp đối với tất cả những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Cũng phải, thông thường một chiếc xe 2 triệu trên đường cao tốc là rất hiếm thấy, cơ hội có thể bắt gặp một chiếc xe hơi 5 triệu dường như là không có. Y không nhanh không chậm mà giữ tốc độ 120 km/h, là người nhà giàu, là người có sự nghiệp thành đạt nắm giữ quyền cao mỹ nữ trong vòng tay, đối với y an toàn là nhất. Cứ để cho những người nhà giàu mới nổi hoặc những kẻ lỗ mãng không coi trọng tính mạng lái xe với tốc độ 180 km/h, y vẫn còn vô số ngày tháng vui vẻ ở phía trước, không muốn lấy tính mạng ra đùa. Sau khi chạy hơn 100 km, Chu Kỷ Nguyên thật sự hơi mệt, liền vào khu phục vụ ở dọc đường nghỉ ngơi một chút. Y ở trong xe chợp mắt một lát, sau đó lại tiếp tục lên đường. Lúc này đã hơn 10 giờ trưa, y cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Liền giảm tốc độ còn khoảng 100 km/h. Tốc độ 100 km/h, gần như là tốc độ chậm nhất, Chu Kỷ Nguyên lái xe một hồi, phát hiện bên cạnh ngoài vài chiếc xe tải, dường như không có chiếc xe hơi nào chạy chung với y, không khỏi lắc đầu cười, thầm nghĩ bản thân có phải là lái xe chậm quá hay không. Ngay lúc muốn tăng tốc, đột nhiên phát hiện sau lưng khoảng 200 mét có một chiếc xe hơi chạy không nhanh, không xa không gần theo sau y. Y nhìn thoáng qua, không nhìn rõ bảng số xe, chỉ thấy hình dáng xe giống như chiếc Santana. Y cũng không nghĩ nhiều, không phải xe tốt, chạy không nhanh cũng bình thường. Tốc độ từ từ tăng đến 120 km/h, sau lưng có một chiếc xe đã vượt qua, sau đó lại giảm tốc độ, ép trước mặt y. Chu Kỷ Nguyên nhìn thấy đó là một chiếc Audi, bảng số xe tỉnh dự, hơn nữa còn là xe ở quê nhà của y, không khỏi có chút cảm giác thân thiết. Chỉ chốc lát sau, xe phía trước đột nhiên bắt đầu chao đảo, Chu Kỷ Nguyên hoảng sợ, uống rượu lái xe.
say rượu lái xe trên đường cao tốc, không phải chuyện đùa. Y vội vàng đánh tay lái sang bên trái, muốn tách ra làn xe khác tránh chiếc xe đó, tránh xảy ra tai nạn giao thông. Không ngờ y vừa quay sang làn xe bên trái, chiếc xe phía trước cũng chuyển sang làn xe bên trái. Chu Kỷ Nguyên giật mình, vội vàng chuyển sang làn xe bên phải, không ngờ chiếc xe phía trước dường như biết được ý đồ của y, cũng nhanh chóng quay về làn xe bên phải. Đồng thời, còn lập tức phanh xe. Mẹ mày! Cuối cùng Chu Kỷ Nguyên cũng nóng nảy. Y kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chửi ầm lên. Muốn chết à, đồ khốn khiếp, lái xe kiểu gì vậy? Chơi máy bay trên đường cao tốc, chán sống thì đi đụng xe lửa, đừng gây phiền phức cho người khác. Má, ông cho mày chết. Chu Kỷ Nguyên cũng vội vàng đạp thắng xe, sau đó thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau quan sát tình trạng xe. Trên đường cao tốc gặp tình hình khẩn cấp thì cách xử lý đúng nhất là đạp thắng xe trước, sau đó nhìn tình trạng phía sau và trái phải của xe, nhìn xem có phải có điều kiện thay đổi làn xe, mà không phải đổi làn xe trước rồi thắng xe. Chu Kỷ Nguyên có kinh nghiệm lái xe phong phú, tự nhận xử lý cũng coi như thỏa đáng, không ngờ y chỉ nhìn thoáng qua trong kính chiếc hậu liền lập tức sợ đến hồn bay mất, chỉ nhìn thấy chiếc Audi phía sau dường như không áp dụng bất kỳ cách thắng xe nào, đâm thẳng vào đuôi xe của y. Muốn né tránh cũng không kịp, Chu Kỷ Nguyên chỉ nghe vang lên một tiếng, đùng thật lớn truyền đến bên tai. Tiếp theo đó y cảm giác sau lưng có một lực rất lớn đập tới, cổ đột nhiên giật ngược ra sau. Sau đó xe không thể khống chế lao ra phía trước. Chiếc Audi phía trước còn đang phanh xe, Chu Kỷ Nguyên hoảng sợ vô cùng, nhưng lại không thể nào khống chế được tình thế xe lao về phía trước, đành phải trơ mắt nhìn hai chiếc xe đụng mạnh vào nhau. Ba chiếc xe liên tiếp đụng nhau, sau khi vang lên tiếng phanh xe chói tai, ba chiếc xe đều dừng lại. Chu Kỷ Nguyên tức giận dữ dội mà xuống xe, tuy rằng y biết đụng không mạnh lắm, nhưng trong lòng tức giận khó bình. Nổi trận lôi đình đối với chiếc xe Audi phía trước lái xe lung tung tùy ý phanh xe, chuẩn bị qua đó mắng cho một trận. Cũng có thể trút ra ác khí trong lòng. Khi lái xe trên đường cao tốc, tinh thần vô cùng khẩn trương, đều sợ xảy ra chuyện, bởi vì xe chạy với tốc độ nhanh, thông thường khi xảy ra chuyện đều là chuyện lớn. Xe Audi cũng quá đáng, quả thật là coi sinh mạng của người khác không ra gì. Chu Kỷ Nguyên nổi trận lôi đình, vừa xuống xe thì lao đến chiếc Audi phía trước. Đi hai bước bị gió thổi một cái lại bình tĩnh trở lại, luôn cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người ở xe phía sau cũng bước xuống xem xét tình hình, vừa nhìn vừa gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát, đợi đã, không hay, Chu Kỷ Nguyên đột nhiên giật mình, trong cốp xe sau có khoản tiền mặt lớn 5 triệu, một khi cảnh sát đến, chắc chắn y sẽ giải thích không rõ. Làm sao đây, không thể báo cảnh sát, Tiêu Việc Riêng cũng không thể để cảnh sát đến đây. Y vội vàng quay lại ngăn cản xe sau gọi điện thoại, nhưng lại nghe thấy người ở xe trước sau khi xuống xe, ngay cả tình hình cũng không xem xét, liền trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Xảy ra tai nạn giao thông, địa điểm 150 km, đúng, đúng. Chu Kỷ Nguyên đột nhiên có cảm giác mắc mưu, trước sau giáp kích, tạo tai nạn giao thông, sau khi thành công lập tức báo cảnh sát, căn bản chính là cái bẫy đã được sắp xếp từ trước. Sau khi y tỉnh ngộ, lại tập trung nhìn. Suýt chút nhảy lên, cốp sau xe đã bị đụng mốp, lộ ra túi du lịch ở trong, điều khiến người ta chú ý nhất chính là túi du lịch đã mở ra rất to, lộ ra những tờ tiền mệnh giá 100 tệ ở bên trong. Trời, tiêu rồi, lộ tẩy rồi. Chu Kỷ Nguyên dừng bước, hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ xe chạy trốn, dù sao thì trên xe hơi cũng không có bất kỳ giấy tờ gì của y, bỏ chạy cho thôi chuyện. Dù y bỏ 5 triệu không lấy, cũng phải vượt qua ải trước mắt. Chỉ là y vừa di chuyển, trên hai xe trước sau đều có vài người bước xuống, trước sau trái phải lập tức phá hỏng đường lui của y. Trong lòng Chu Kỷ Nguyên hiện lên một chút ớn lạnh, đối phương tính toán không bỏ sót, cắt đứt toàn bộ đường lui của y, trong đầu y lập tức thoáng qua tên của một người, Hạ Tưởng. Lúc này Hạ Tưởng đang vẻ mặt tươi cười ngồi trong văn phòng của Diệp Thạch Sinh, báo cáo công việc cho Diệp Thạch Sinh. Hạ Tưởng nói càng nhiều, nụ cười trên mặt Diệp Thạch Sinh càng dữ dội. Hạ Tưởng chẳng những hoàn thành cải cách nhà máy rượu tương đài thành phố Đan Thành vô cùng hoàn hảo, tổng thể bày ra cũng vô cùng hoàn mỹ, còn việc góp vốn đầu tư năng lượng mặt trời thành phố Bảo cũng cơ bản xác định ngày ký kết thỏa thuận chính thức, ngay cả trích dẫn bài văn phản bác về vụ án thành công của hai thành phố cũng đang được biên soạn, chẳng những có bút tích của Cao Tấn Chu, ngay cả Cao Lão cũng tự mình ra mặt soạn văn, tham gia vào chiến luận, có thể nói sự sắp xếp tỉ mỉ của Hạ Tưởng tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn.
chỉ chờ thời cơ chín muồi, tuyệt đối có thể quyết định thắng bại. Trong lòng Diệp Thạch Sinh rất bình tĩnh, đã trút bỏ một tảng đá lớn, muốn mở miệng khen Hạ Tưởng vài câu, nhưng thật sự không nghĩ ra từ hình dung nào hay, đành thuận miệng động viên Hạ Tưởng vài câu, nói. Làm cho tốt, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không bạc đãi người có công. Nghĩ một hồi, ông lại hỏi chuyện Quốc Bảo. Chuyện Quốc Bảo, cậu có gì phải giải thích không? Tuy rằng Diệp Thạch Sinh đoán được sự kiện quân đội có liên quan đến Hạ Tưởng, Cổ Ngọc, nhưng cũng không phải vô cùng khẳng định, tuy nhiên ông cũng biết bảo vệ Quốc Bảo chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự vẫn là vì muốn khoét văn phòng của Cổ Nhân Kiệt, để đưa ra một lý do lập án danh chính ngôn thuận cho Ủy ban kỷ luật. Cổ Nhân Kiệt và Thôi Hướng quan hệ chặt chẽ, ông đương nhiên biết rõ. Chu Kỷ Nguyên và Cổ Nhân Kiệt có liên quan, ông cũng biết. Thân là bí thư tỉnh ủy, đối với một vài cán bộ cấp sở trở lên của bộ phận mấu chốt là người của ai, thường xuyên đi lại với ai, ông vẫn có thể hiểu không ít nội tình, nếu không bí thư như ông làm quá thất bại rồi. Cho nên ngay lúc đó ông mới để cho Hình Đoan Đài đến văn phòng ông một chuyến. Hình Đoan Đài và Diệp Thạch Sinh giống nhau, chỉ biết một mà không biết hai, bởi vì Cổ Ngọc lai lịch thần bí, y cũng không biết người đứng sau Cổ Ngọc là ai. Nhưng chuyện này làm lớn như vậy, rõ ràng là kế một hòn đá ném hai con chim, một miếng ngọc thạch, đánh trúng hai con chim là Cổ Nhân Kiệt và Chu Kỷ Nguyên. Trước đó Tống Triều Độ từng nói với Hình Đoan Đài rằng Hạ Tưởng đã giao tiền cho cơ quan từ thiện, sở dĩ không như lần trước đến Ủy ban kỷ luật, e rằng cũng là Hạ Tưởng không yên tâm người của Ủy ban kỷ luật, hoặc là có suy nghĩ khác, Hình Đoan Đài thì không có để ý, y cũng có thái độ ngầm thừa nhận đối với hành động Hạ Tưởng chuẩn bị tương kế tựu kế đối phó Cổ Nhân Kiệt đưa Chu Kỷ Nguyên ra. Nhưng đột nhiên chuyện lớn như vậy, cũng khiến y kinh ngạc không ít. Tuy nhiên sau kinh ngạc là thầm vui mừng, chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng. Trong lòng Hình Đoan Đài đã có chủ ý, khi báo cáo công tác với Diệp Thạch Sinh, y đã đề xuất ba kiến nghị. Một là tạm thời không tỏ bất kỳ thái độ gì đối với chuyện Cổ Nhân Kiệt tự ý giấu thư tố giác, bởi vì giấu thư tố giác trong Ủy ban kỷ luật không phải chuyện lớn, dường như ai cũng làm qua, trước khi không có chứng cứ về hành vi phạm tội của Chu Kỷ Nguyên, Cổ Nhân Kiệt có rất nhiều lý do có thể làm lấy lệ. Hai là đối với thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên, Ủy ban kỷ luật không công khai lập án, do đồng chí Hoàng Lâm và Lưu Húc âm thầm lập án tiến hành điều tra. Ba là giao đặc quyền nhất định cho hai vị đồng chí Hoàng Lâm và Lưu Húc, cho phép họ sử dụng thủ đoạn phi thường tiến hành điều tra. Diệp Thạch Sinh suy nghĩ, đã gật đầu đồng ý. Tiếp theo Diệp Thạch Sinh lại hỏi về đầu đuôi chân tướng sự việc, Hình Đoan Đài quả thật không rõ lắm tin tức cụ thể, liền thoái thác cho qua. Diệp Thạch Sinh từ đầu đến cuối đều không yên tâm đối với sự kiện đột ngột lần này, ông cảm thấy nếu như là trùng hợp, cũng hơi quá trùng hợp. Nói là Hạ Tưởng cố ý sắp xếp, cũng quá trùng hợp rồi, hơn nữa làm sao Hạ Tưởng có thể tính toán không chút sai sót, lại làm sao có thể biết Cổ Nhân Kiệt tự ý giấu thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên. Cho dù Ủy ban kỷ luật có người tiết lộ tin tức cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại dựa vào đâu có thể điều động quân đội bí mật cao độ. Diệp Thạch Sinh ngoại trừ tò mò, càng là khó hiểu và bất mãn, cho rằng Hạ Tưởng gạt ông gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên. Cho dù Hạ Tưởng xuất phát từ công tâm, cũng có chút quá đáng. Hôm nay Hạ Tưởng đến báo cáo công tác, mặc dù Diệp Thạch Sinh vô cùng hài lòng, cũng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn thăm dò Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết thân là người đứng đầu, đều muốn cấp dưới phục tùng 100%, hơn nữa chuyện gì cũng phải xin phép báo cáo với ông mới được. Bí thư Diệp cũng là có tính cách quyền uy của người đứng đầu, cảm thấy bản thân ở sau lưng ông gây ra một trò hay, còn ông thì chẳng hay biết gì, không ít thì nhiều vẻ mặt cũng không được vui. Mặc dù là vậy, Hạ Tưởng cũng không thể nói thật lòng với Diệp Thạch Sinh. Không nói bản thân âm thầm dùng lực lượng an ninh quốc gia điều tra ra thân phận Tùng Phong Nhi, cũng không nói để Tiêu Ngũ theo dõi Tùng Phong Nhi, điều tra được Tùng Diệp Nhi từ đó nắm được nhược điểm của Chu Kỷ Nguyên, đều là hành vi không hợp quy cách. Chính là chuyện dùng quân đội xông vào tỉnh ủy, cũng sẽ khiến Diệp Thạch Sinh giảm bớt vài phần điểm ấn tượng đối với hắn. Không cách nào, đều là họa do Cổ Ngọc gây ra, là cô nhất định muốn làm vậy, hắn chỉ là mở đầu, sau đó cảm thấy không hay lắm, ngay lúc muốn phủ quyết, Cổ Ngọc đã gọi xong điện thoại. Chẳng lẽ hắn có thể đẩy vấn đề lên người Cổ Ngọc, để tỏ trong sạch? Hạ Tưởng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, càng không bán đứng người khác. Hạ Tưởng cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục trả lời Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp, thật ra ngài cũng biết, tôi và lão Cổ vốn không quen biết, ông ấy vô cùng coi trọng tôi,
khi tôi đám cưới ông còn tặng cho tôi một món đồ bằng ngọc, chính là quốc bảo. Tôi cũng không biết là quốc bảo, ông chỉ dặn dò tôi phải bảo quản thật tốt, không được có chút tổn hại. Khi đồng chí ủy ban kỷ luật điều tra tôi, cô bé Cổ Ngọc nôn nóng, thuận miệng nói ra, kết quả là đồng chí ủy ban kỷ luật đã để tâm, nhất định phải lấy ra coi như vật chứng. Hạ Tưởng châm trước câu nói, cố gắng làm cho sự việc có vẻ không phải có ý sắp xếp, mà là trùng hợp vô ý. Vừa đúng lúc trên đường từ nhà tôi đến ủy ban kỷ luật, lão Cổ gọi điện cho Cổ Ngọc thuận miệng nói ra món đồ bằng ngọc bị đưa đến ủy ban kỷ luật làm bằng chứng, còn nói có thể phải giám định giá trị, vâng vâng, nói chưa dứt lời, điện thoại hết pin, kết quả lão Cổ tưởng rằng quốc bảo sẽ bị tổn hại, có thể do nôn nóng, đã cử người đến lấy lại quốc bảo. Coi như Hạ Tưởng cũng biên rất hợp tình hợp lý, Diệp Thạch Sinh nghe xong cũng không có hoài nghi. Ông cũng cho rằng Hạ Tưởng không thể sắp xếp mọi chuyện trôi chảy, quả nhiên cũng thật là một sự trùng hợp. Nếu như là trùng hợp, cũng không trách gì Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh rất yên tâm, lại nghĩ tới cảnh ngộ mà Hạ Tưởng gặp phải, lại nói. Cũng thật làm khó cho cậu, bị người ta giăng bẫy hãm hại, còn có thể tận tâm tận lực hoàn thành công việc. Đồng chí Hạ Tưởng, quả thật cậu là cán bộ tốt của đảng ta, không bị tiền tài và mỹ nữ làm sa ngã, hiếm thấy đáng quý. Hạ Tưởng lập tức đứng lên. Người khác giăng bẫy tôi hãm hại tôi, là muốn bôi đen tổ lãnh đạo. Cá nhân tôi chịu chút uất ức không đáng là gì, nhưng bí thư Diệp giao công việc và nhiệm vụ cho tôi nhất định phải hoàn thành, mới xứng đáng với hậu ái của bí thư Diệp. Diệp Thạch Sinh rất hài lòng, liên tục nói. Ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Hạ, bước tiếp theo sau khi cải cách bộ máy thành công, cậu nói, việc lựa chọn thành phố làm thí điểm đợt 2, nên đặt trọng điểm ở đâu? Hạ Tưởng cảm giác trên vai bỗng nhiên có một áp lực nặng nề, bí thư tỉnh ủy với giọng nói thương lượng cùng hắn thảo luận vấn đề chọn tên thành phố làm thí điểm đợt 2. Phải biết, vấn đề trọng đại như vậy, nên là bí thư và chủ tịch tỉnh thảo luận mới đúng. Hạ Tưởng hít sâu một hơi, nói. Cá nhân tôi cảm thấy, nên chú trọng hai cực đoan, phải chọn một thành phố phát triển nhất và một thành phố kém phát triển nhất, mới có tính chống đối nhất. Trong lòng Diệp Thạch Sinh yên tâm. Cách nói của Hạ Tưởng và suy nghĩ của ông hoàn toàn nhất trí. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo là thành phố thí điểm đợt 1, hai thành phố vừa đúng xếp bậc chung trong xếp hạng ở tỉnh Yến, vừa không quá nổi trội, vừa không quá lạc hậu, cho nên thành phố thí điểm đợt 2, chọn một hai thành phố phát triển nhất, rồi chọn thêm hai thành phố lạc hậu nhất, sau khi có thành tích thì hoàn toàn có ý nghĩa phổ biến, liền có thể yên tâm bạo gan mở rộng ra toàn tỉnh. Cậu nói xem. Thành phố phát triển nhất chọn những nơi nào? Thành phố lạc hậu nhất chọn những nơi nào? Diệp Thạch Sinh tiếp tục đặt câu hỏi. Thành phố phát triển nhất, đầu tiên chọn thành phố Yến, kế đó là thành phố Tần Đường. Thành phố lạc hậu nhất đầu tiên chọn thành phố Chương Trình, kế đó chọn thành phố Thủy Hằng. Hạ Tưởng đã sớm có suy nghĩ chu đáo về thành phố thí điểm đợt 2. Diệp Thạch Sinh vừa hỏi, hắn liền thốt ra. Ồ, Diệp Thạch Sinh cảm thấy tò mò. Sao lại xếp thành phố Yến đứng đầu? Là tỉnh lỵ, thành phố Yến cũng không thể dễ dàng làm thí điểm, thành công rồi sẽ bị người ta nói là dựa hơi tỉnh lỵ, thất bại rồi, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu xa. Kế hoạch to lớn trong lòng Hạ Tưởng nhất định phải cậy vào lực lượng của Diệp Thạch Sinh mới có thể thực hiện, cho nên bước đầu hắn phải thuyết phục được Diệp Thạch Sinh. Thật ra tôi suy xét vấn đề từ một góc độ đơn giản nhất, chính là nếu như để thành phố Tần Đường trở thành thành phố thí điểm. Tin rằng rất nhanh thành phố Tần Đường xếp hàng thứ hai sẽ có thể vượt qua thành phố Yến. Trong tất cả những thành phố có giá trị sản lượng đứng đầu trực thuộc tỉnh Yến, thành phố Yến là tỉnh lỵ cũng đành phải xếp thứ hai, trên mặt không chút vẻ vang. Hạ Tưởng cười nói, hắn biết bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là người ruột của Diệp Thạch Sinh, đề cử thành phố Tần Đường vừa đúng ý của Diệp Thạch Sinh, nhưng nhất định phải mượn cơ hội đề bạc thành phố Yến mới là mục tiêu quan trọng nhất. Đương nhiên. Bí thư Diệp nói cũng không phải không có lý, nhưng mà thành phố Yến tiến hành thí điểm thay đổi chế độ xã hội so với những thành phố khác có điều kiện thuận lợi hơn nhiều, chính là thành phố tỉnh lỵ, có thể có được sự chiếu cố trọng điểm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi nghĩ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn nhìn thấy một thành phố Yến phát triển không ngừng. Lại có thành phố Yến là thành phố mới phát triển, không có quá nhiều vấn đề di sản lịch sử. Chương 483, dọn đường. Hạ Tưởng biết trước mắt là một cơ hội hiếm có, nếu như Diệp Thạch Sinh thẳng thừng tham khảo ý kiến hắn về lượt thí điểm cải cách tiếp theo, hắn nhất định nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng,
nếu không sau này nói không chừng không còn một cơ hội tốt có thể đả động Diệp Thạch Sinh. Muốn đi tốt bước tiếp theo, thì phải dọn sẵn đường cho bản thân. Giá trị sản lượng kinh tế tỉnh Yến xếp hàng chung trong cả nước, nhưng thành phố Yến trong số thành phố tỉnh lỵ cả nước, xếp hàng rất thấp, chỉ mạnh hơn chút so với một số tỉnh nghèo vùng Tây Bắc. Tuy nhiên các tỉnh lạc hậu vùng Tây Bắc, quy mô kinh tế kém xa so với tỉnh Yến, bởi vậy sau khi so sánh, ảnh hưởng của thành phố Yến là một thành phố tỉnh lỵ trong nước, không phù hợp với xếp loại của tỉnh Yến trong nước. Thành phố tỉnh lỵ là thể diện của một tỉnh, sự lạc hậu của thành phố Yến, trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng của tỉnh Yến. Đây chỉ nguyên nhân thứ nhất. Thành phố Yến là tỉnh lỵ, tuy rằng thành bại quan hệ trọng đại, nhưng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã đạt được thành công bước đầu, cũng tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Bất kỳ sự vật nào mới phát, cũng là người đến trước có trước. Nếu như loại thành phố Yến ra khỏi thành phố thí điểm đợt 2, đợi đến đợt 3 hoặc khi mở rộng toàn diện, thành phố Yến coi như lên chuyến xe sau cùng, đến lúc đó sự tăng vọt điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã qua, vốn tăng vọt cũng đều thuộc sở hữu, sau cùng vốn còn sót lại có thể chẳng còn bao nhiêu, thành phố Yến cũng không còn lợi ích có thể đạt được, chẳng qua chỉ là một hình tượng công trình thôi. Đây là nguyên nhân thứ hai. Bí thư Diệp là bí thư tỉnh ủy có tinh thần khai sáng có quyết đoán của tỉnh Yến mà mấy năm gần đây rất hiếm thấy. Tỉnh Yến từ trước đến nay luôn bảo thủ, thiếu tiến thủ. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo đúng đắn của bí thư Diệp, dưới chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà bí thư Diệp dứt khoát thi hành, tỉnh Yến đã có được thành tích mà xưa nay chưa từng có, cũng đạt được chú ý chặt chẽ của cấp trên. Là một tỉnh lỵ được cấp trên chú ý nhất, nếu như trong nhiệm kỳ của bí thư Diệp có thể cải cách thành công, chẳng những có thể khiến thành phố Yến vượt lên trở thành thành phố tỉnh lỵ có nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong nước, cũng có thể đánh một dấu chấm câu toàn vẹn cho tỉnh Yến trong việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hạ Tưởng nói xong, vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười, trông đợi nhìn Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh bị lời nói của Hạ Tưởng làm cho cảm xúc dâng trào. Có bí thư tỉnh nào không muốn có chút thành tựu, không muốn để một bút sâu đậm trong lịch sử phát triển của một tỉnh? Cao Thành Tùng xem như đã bị đóng trên trụ sỉ nhục trong lịch sử. Từ khi Diệp Thạch Sinh tiếp nhận chức bí thư đến nay, chính là cơ hội rất tốt để ông đại triển kế hoạch lớn chỉnh đốn lại chính trị và kinh tế tỉnh Yến, sao có thể bỏ qua cơ hội lịch sử tốt như vậy? Hạ Tưởng nói quá đúng, thành phố Yến là một tỉnh lỵ vô cùng lạc hậu trong nước, chẳng những kinh tế không phát triển, diện tích nhỏ, nhân khẩu cũng ít, bây giờ nhân khẩu nội thành chỉ mới có hơn 1,5 triệu người. Những năm gần đây thì càng tiến triển chậm. Thành thị hóa không cao, nhân khẩu nội thành tăng trưởng chậm, thu hút vốn đầu tư ít. Lần trước khi ông tham dự một hội nghị toàn quốc, khi đưa ra ví dụ so sánh các tỉnh lỵ và các tỉnh cả nước, số liệu tổng thể của tỉnh Yến còn có thể nhìn được, nhưng so với thành phố Yến và tỉnh lỵ khác, số liệu có chút vô cùng thê thảm. Diệp Thạch Sinh biết, thời gian dành cho ông không còn nhiều. Là bí thư tỉnh ủy, tuy rằng phải chịu trách nhiệm đối với toàn tỉnh, đối mặt với toàn tỉnh. Nhưng dù sao ông cũng sống và làm việc trong thành phố Yến, tình cảm đối với thành phố Yến phải sâu đậm hơn chút, cũng muốn đợi khi ông rời khỏi tỉnh Yến, có thể khiến người dân thành phố Yến đều nhớ đến ông, ca tụng chiến tích của ông. Người làm quan đều yêu quý thanh danh, nhất là đến tầng lớp bí thư tỉnh ủy, đại đa số đều khó mà tiến thêm một bước, lúc này những gì cần chính là một danh tiếng tốt có thể khiến người dân bàn tán say sưa. Người đi lưu danh, một đời người không thể tránh khỏi công danh lợi lộc. Diệp Thạch Sinh đương nhiên động lòng. Ông hơi suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại lần trước khi cùng dùng cơm với Hạ Tưởng ở Sâm Lâm Cư, Hạ Tưởng nhắc đến suy nghĩ về hệ thống thủy lợi quanh thành phố và phát triển thêm quận mới, bây giờ nhớ lại, ông không khỏi động lòng. Còn gì có thể thể hiện chiến tích hơn hệ thống thủy lợi quanh thành phố, càng là công trình thành công hiệu quả vượt trội có thể cải thiện môi trường sinh sống của thành phố Yến. Còn con đường nào tốt hơn so với phát triển thêm quận mới có thể thúc đẩy mở rộng nhân khẩu nội thành và dẫn dắt nhân khẩu tăng trưởng, kể cả tăng việc làm, xúc tiến kinh tế. Hạ Tưởng thật đúng là một chàng trai khiến người khác không thể xem thường, bắt đầu trong tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, khả năng quan sát tinh tường, thậm chí có thể nói chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, mà hắn còn chưa đến 30 tuổi. Chàng trai 27 tuổi, có đôi mắt tinh tường như vậy. Có hoài bão như vậy, chỉ cần cho hắn cơ hội, không cần lo nghĩ hắn không làm nên đại sự. Diệp Thạch Sinh nghĩ đến 2 năm sau khi ông đến tuổi, không phải thăng tiến thì là về hưu, cho dù thế nào, cũng nên để lại một số người có mạng lưới quan hệ cho tỉnh Yến, để sau này có trở về tỉnh Yến, cũng có người nhớ đến cái tốt của ông.
là lúc thích đáng cũng nên bồi dưỡng Hạ Tưởng một chút. Hạ Tưởng đã ra sức không ít cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cũng tỏ vẻ dựa vào ông, cũng thường xuyên báo cáo công việc, cho dù là năng lực cá nhân hay đối nhân xử thế, ông đều tương đối hài lòng. Từ lâu dài mà xem, Hạ Tưởng cũng rất được Phạm Duệ Hằng tín nhiệm, không ngoài dự đoán Phạm Duệ Hằng sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư, đến lúc đó Hạ Tưởng chỉ cần còn ở tỉnh Yến, đương nhiên cũng là người có mạng lưới quan hệ vững vàng. Nghĩ thôi cũng khiến người khác khâm phục, Hạ Tưởng chẳng những có năng lực tinh mắt, trong xử lý quan hệ giao tế cũng có bố cục lâu dài, quả thật là một chàng trai cao hơn người khác ba phần. Diệp Thạch Sinh lần đầu tiên có ý kính nể một cán bộ cấp cục, không sai, là kính nể, bởi vì tuy rằng Hạ Tưởng có mạng lưới quan hệ, nhưng từ trước đến nay đều không kiêu ngạo không nóng nảy, vẫn thành khẩn làm việc, kể cả cách làm của hắn sau khi nhận quà rồi quyên tặng cho cơ quan từ thiện, đều là phẩm chất đáng quý hiếm có, hơn nữa hắn luôn luôn duy trì tác phong cẩn thận khiêm tốn. Quả thật là một nhân tài lớn cần đào tạo. Diệp Thạch Sinh nhìn về phía ánh mắt Hạ Tưởng, liền thêm một phần yêu thích, một sự thân thiết của trưởng bối đối với vãn bối. Lời nói của cậu cũng là một suy nghĩ rất hay. Đợi sau khi cải cách đợt 2 thành công, đợi đến khi thành phố thí điểm đợt 2 đề lên lịch trình, nếu như thành phố Yến đề xuất xin, tôi có thể suy xét một chút. Diệp Thạch Sinh không như trước không tỏ thái độ để tỏ vẻ quyền uy của một người đứng đầu, mà là trực tiếp nói ra cách nhìn với Hạ Tưởng. Thành phố Yến dù sao cũng là tỉnh lỵ, trước tiên thành phố Yến phải có ý trình báo lên trên tỉnh ủy mới được, sau đó tỉnh ủy lại nghiên cứu quyết định, đoán chừng trong tỉnh ủy sẽ có cản trở. Hạ Tưởng biết Diệp Thạch Sinh lo lắng phái bảo thủ phản đối kịch liệt, hắn cho Diệp Thạch Sinh viên thuốc an thần. Tôi tin tưởng thái độ ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Phạm. Diệp Thạch Sinh quả nhiên yên tâm, khẽ gật đầu nói. Đến lúc đó không thể thiếu phần gặp gỡ cụ thể với thành ủy thành phố Yến, e rằng nội bộ thành phố Yến cũng sẽ có tiếng phản đối. Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, trong tỉnh đối với thành phố Yến cũng phải nể ba phần, không thể chuyện nào cũng trực tiếp mệnh lệnh, mà là với giọng điệu thỏa thuận. Hạ Tưởng hiểu ý Diệp Thạch Sinh, liền nói. Cách nhìn của bí thư Trần hơi bảo thủ một chút, thái độ của chủ tịch thành phố Hồ thì tích cực hơn. Nhưng mà tôi có lòng tin thuyết phục được bí thư Trần. Quen biết bí thư Trần nhiều năm, đối với tính tình của ông ấy ít nhiều tôi cũng hiểu chút. Quan hệ giữa Trần Phong và Hạ Tưởng, ai ai cũng biết. Hạ Tưởng cũng không cần trốn tránh trước mặt Diệp Thạch Sinh, mà trực tiếp nói là sẽ thuyết phục Trần Phong, cũng mượn cớ thể hiện thâm giao giữa hắn và Trần Phong có thể tùy ý nói chuyện. Trong lòng Diệp Thạch Sinh yên tâm, Hạ Tưởng không nêu khó khăn, không đề cập điều kiện, mà ngược lại luôn muốn khắc phục khó khăn, tạo điều kiện có lợi, cũng giống như là hai tay dâng quà cho ông. Sao ông có thể không an ủi không vui vẻ? Liền cười nói. Hy vọng trước khi tôi rời khỏi tỉnh Yến, có thể nhìn thấy thắng cảnh sóng lân lân của sông Hạ Mã, có thể nhìn thấy giữa thành phố Yến và huyện Thường Sơn từ mặt đất mọc lên một quận mới, có thể nhìn thấy đôi cánh bay lên của thành phố Yến. Khi nói chuyện, ánh mắt của Diệp Thạch Sinh tràn đầy tương lai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra bình tâm mà nói, những ai sau khi ngồi lên vị trí cao, đều có suy nghĩ muốn chờ lệnh tạo phúc cho dân, chẳng qua trong quá trình thực tế, trong quá trình thi hành biện pháp chính trị, luôn có hoặc nhiều hoặc ít cản trở, hoặc là cám dỗ thế này thế kia, rất nhiều người sẽ vì cản trở mà từ bỏ, bởi vì cám dỗ mà rời xa lý tưởng ban đầu. Diệp Thạch Sinh lúc đầu cũng muốn không cầu vô công nhưng cầu vô biên ổn định trải qua cuộc sống chính trị sau cùng, nhưng cũng bị bắt thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, lại bị ép buộc mà phấn khởi ứng chiến. Cho đến bây giờ dưới sự cổ vũ của Hạ Tưởng và sự khích lệ của Hải Đức Trường, dũng cảm đối mặt, quyết định đánh một dấu chấm câu hoàn mỹ lên cuộc sống chính trị của mình, có thể nói đi qua một chặng đường mưu trí nhấp nhô. Hiện giờ ông đã nghe suy nghĩ của Hạ Tưởng, nhớ lại quan trường chìm nổi cả đời mình, không khỏi vô vàn cảm thán. Từ bí thư huyện ủy leo lên đến vị trí cao bí thư tỉnh ủy, có bao nhiêu lần vì e dè đối thủ chính trị mà từ bỏ ý kiến của mình? Có bao nhiêu lần bị ép buộc dưới áp lực mà không kiên trì công chính. Bây giờ đi đến ngày hôm nay, cho dù là vì thăng tiến thêm một bước, hay thật sự vì trách nhiệm làm quan, lý tưởng tạo phúc, cũng phải kiên trì thi hành đến cùng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hạ Tưởng thấy Diệp Thạch Sinh lâm vào suy nghĩ sâu xa, không dám quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa, Ma Thu có chút hoang mang đẩy cửa tiến vào, nghẹn ngào nói. Bí thư Diệp, xảy ra chuyện rồi. Diệp Thạch Sinh bị cắt ngang suy nghĩ, có chút không vui. Chuyện gì? Vừa nhận được thông báo của chủ nhiệm hình, Chu Kỳ Nguyên xảy ra tai nạn giao thông ở trên đường cao tốc.
bởi vì khẩn trương hay là hưng phấn, giọng nói của Ma Thu có chút nghẹn ngào, y đương nhiên biết Chu Kỷ Nguyên là người của ai, cũng biết rõ tính quan trọng của tin này đối với Diệp Thạch Sinh. Người không sao, chỉ là xe bị đụng hơi nghiêm trọng, khi cảnh sát kiểm tra hiện trường phát hiện trong cốp sau xe của Chu Kỷ Nguyên có 5 triệu tiền mặt. Cái gì? Diệp Thạch Sinh kinh ngạc. 5 triệu tiền mặt. Ma Thu vội vàng gật đầu. Không sai, đối diện với nghi vấn của cảnh sát, Chu Kỷ Nguyên không thể nói rõ nguồn gốc của khoản tiền lớn, bây giờ chuyện đã báo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Bởi vì thân phận đặc biệt của Chu Kỷ Nguyên, khoản tiền liên quan tới vụ án quá lớn, chủ nhiệm Hình xin ngài ra chỉ thị xử lý ra sao. Diệp Thạch Sinh sau khi kinh ngạc, vẻ mặt hoài nghi thoáng nhìn Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng cũng vẻ mặt kinh ngạc và khó tin, liền không nghi ngờ đó là thủ đoạn của Hạ Tưởng, cũng phải. Hạ Tưởng làm sao có thể thần thông quảng đại đến nỗi tạo ra tai nạn giao thông để Chu Kỷ Nguyên bại lộ? Làm sao hắn có thể biết thời gian và địa điểm Chu Kỷ Nguyên chở khoản tiền lớn? Ý niệm thoáng qua trong đầu, Diệp Thạch Sinh mừng rỡ. Vốn tưởng rằng còn phải tốn công sức mới có thể bắt giữ Chu Kỷ Nguyên, không ngờ có được mà chẳng tốn chút công phu. Được, tôi biết rồi. Diệp Thạch Sinh hướng về Ma Thu gật đầu, Ma Thu cũng không nói nhiều, đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cũng đầy thâm ý liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra hắn nghĩ thế nào về vụ tai nạn giao thông của Chu Kỷ Nguyên. Diệp Thạch Sinh cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Hình Đoan Đài. Sau khi nghe xong Hình Đoan Đài báo cáo ngắn gọn về tình hình, Diệp Thạch Sinh đưa ra ba chỉ thị, thứ nhất là lập tức khống chế Chu Kỷ Nguyên, khai thác sâu vấn đề của Chu Kỷ Nguyên, thứ hai là nội bộ Ủy ban Kỷ luật phải tạm thời giữ bí mật chuyện này, không nên kinh động người không liên quan, thứ ba là do Hình Đoan Đài đích thân phụ trách vụ án Chu Kỷ Nguyên, một khi có kết quả thì báo cáo với tỉnh ủy bất cứ lúc nào. Khi cần thiết, phải cùng cơ quan kiểm soát thành lập tổ liên hợp giải quyết vụ án. Chu Kỷ Nguyên là cán bộ cấp sở, muốn động đến y, cho dù Ủy ban Kỷ luật nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, cũng phải đệ trình đến hội nghị thường vụ thảo luận. Tuy nhiên chỉ cần chứng cứ xác thực, không ai dám nói giúp cho người tham ô nhận hối lộ lên đến hơn 5 triệu tệ. Diệp Thạch Sinh là người lão luyện trong quan trường, biết rõ trong giai đoạn đầu xử lý vụ án, nhiều nhất là những người cậy tình cảm nhờ quan hệ, một khi đã định tội, thì không còn ai dám lên tiếng. Hạ Tưởng rời khỏi văn phòng của Diệp Thạch Sinh, trở về văn phòng của mình, phát hiện trên bàn đặt sẵn một ly trà nóng, thơm ngát mũi, cầm lên uống một ngụm, khen nói. Đại Hồng Bào. Ai biết mình thích uống đại hồng bào? Ngoại trừ em Chu Toàn tỉ mỉ thì còn ai? Cổ Ngọc cười khanh khách đẩy cửa tiến vào, sau đó rón ra rón rén đóng cửa lại, khẽ nói. Chu Kỷ Nguyên đã xảy ra chuyện, nghe nói chưa? Nhìn bộ dạng có tật giật mình của cô, Hạ Tưởng không cảm thấy tức cười, nói. Đừng có cười trên sự đau khổ của người khác, phải cảm thấy tiếc cho đồng chí Chu Kỷ Nguyên mới phải. Một đứa con nhà nghèo tốt đến thế, vốn nỗ lực hướng tới. Tham gia quân ngũ, từ trưởng phòng từ từ lên tới giám đốc sở, còn tiền đồ quá tốt, đáng tiếc. Sau này cần phải tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, tăng cường xây dựng đạo đức đảng viên, cố gắng bồi dưỡng. Được rồi, được rồi. Cổ Ngọc giơ tay làm động tác tạm ngừng, cắt ngang lời nói của Hạ Tưởng. Giọng điệu nói chuyện của anh hiện giờ, càng ngày càng quan liêu, em rất không thích, so với bí thư còn bí thư hơn. Nói xem hành động tiếp theo của chúng ta. Là thêm dầu vào lửa, hay thêm mắm thêm muối. Hạ Tưởng mới phát hiện Cổ Ngọc cũng có mặt xấu, cũng rất thích ném đá xuống giếng, liền nói. Công việc tiếp theo của chúng ta trọng điểm là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, vấn đề của đồng chí Chu Kỷ Nguyên xử lý thế nào, lấy chứng cứ thế nào, là chuyện của Ủy ban Kỷ luật, em cũng không cần bận tâm. Anh muốn hỏi em có quen người ở CCTV không? Tề Á Nam hỏi giá cả quảng cáo của CCTV. Công khai báo giá đương nhiên rất cao, muốn nói giá cũng không quen biết người, liền nhờ Hạ Tưởng trợ giúp. Em không quen, nhưng em quen một người quen, anh cũng quen cô ấy. Cổ Ngọc cũng có ý, lập tức không nghĩ đến chuyện của Chu Kỷ Nguyên, mà bị Hạ Tưởng dẫn đến chuyện của CCTV. Làm gì, anh muốn lộ diện ở CCTV, muốn làm người nổi tiếng. Hạ Tưởng lắc đầu cười, nói ra chuyện nhà máy rượu Tương Đài muốn làm quảng cáo. Tìm Mai Hiểu Lâm là đúng rồi, một người bạn học của cô ấy chính là chủ nhiệm của bộ phận quảng cáo CCTV, chỉ cần cô lên tiếng, căn bản có thể giảm giá 70% so với giá bên ngoài. Cổ Ngọc rất rõ cách thức quảng cáo của CCTV,
việc kinh doanh đồ bằng ngọc của cô cũng quảng cáo không ít. Từ sau khi Mai Hiểu Lâm điều về thủ đô, vẫn không có gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng luôn cảm thấy luôn có một tầng ngăn cách với cô, cũng ngại chủ động liên hệ cô, đỡ phải bị cô nói thành có dụng ý khác. Nhưng chuyện quảng cáo có quan hệ trọng đại, xem ra hắn không thể không gọi điện cho Mai Hiểu Lâm. Công việc mà Hạ Tưởng cho Cổ Ngọc sắp xếp là để cô phụ trách tiếp xúc thân mật với Nghiêm Tiểu Thì, chỉ với chuyện tuyên truyền buộc chặt của thành phố Đan Thành, tiếp xúc với giới truyền thông liên quan trong tỉnh, từ đó giật dây Bắc Cầu. Cổ Ngọc cũng hơi thích tính cách của Nghiêm Tiểu Thì, liền vui vẻ đi sắp xếp. Hạ Tưởng ổn định tâm trạng một chút, cầm điện thoại gọi cho Mai Hiểu Lâm. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm nghe có vẻ miễn cưỡng, có chút không có tinh thần nói. Alo, ai đó? Là không nghe ra tiếng của anh, hay không lưu lại số điện thoại của anh? Hạ Tưởng cười, nhìn thời gian là buổi chiều 3 giờ, chẳng lẽ cô vừa mới ngủ chưa thức dậy? Liền nói. Không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Không, thì ra là anh, có chuyện sao? Giọng của cô thản nhiên, không xa không gần, ôn hòa. Đừng nói, cũng quả thật có chuyện nhờ em giúp đỡ. Hạ Tưởng mặc kệ thái độ của Mai Hiểu Lâm là cố ý xa lạ, hay có ý giả vờ, dù sao trong lòng hắn không có gì khúc mắc, liền trực tiếp nói. Nghe nói em quen với chủ nhiệm bộ phận quảng cáo CCTV. Một người bạn của anh muốn phát quảng cáo trên CCTV, nghe nói tìm đúng người thì có thể lấy được giá 70% của báo giá công khai, liền hỏi em. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm không lên xuống, nhưng cô vẫn còn để tâm chuyện của Hạ Tưởng, khẽ cười một tiếng nói. Anh nói Thang Hinh Mẫn sao? Em đương nhiên quen rồi, cô ấy và em là bạn học mẫu giáo, ha ha. Giá 70% người khác không lấy được, nhưng nếu như em ra mặt, vấn đề không lớn. Tuy nhiên anh phải nói cho em biết, người mà anh muốn ra mặt giúp đỡ, có đáng để em ra tay giúp hay không? Hạ Tưởng hơi trầm tư, cười nói. Em không quen anh ta, nhưng nếu như anh đã gọi điện cho em, chứng tỏ là anh cảm thấy anh ấy đáng giúp. Em có ra mặt hay không, chỉ xem thể diện của anh là được. Mai Hiểu Lâm lặng im, một hồi, cô mới bất đắc dĩ nói. Sau này anh có thể tìm một lý do khác để em giúp anh hay không? Đừng để cho quan hệ đơn giản giữa chúng ta trở nên phức tạp. Lời này nói có chút chẳng hiểu ra sao, Hạ Tưởng vô tội nói. Anh cứ không hiểu, giữa chúng ta vốn là quan hệ đơn giản, chỉ là em nghĩ phức tạp. Bây giờ giữa chúng ta sạch sẽ, không có liên quan gì nữa, chỉ còn tình bạn trong sáng, mọi người ra tay giúp đỡ, cũng là chuyện thường, sao em nói chuyện có chút kỳ quái. Anh không hiểu. Mai Hiểu Lâm muốn nói gì, nhưng kịp thời thu về. Trong lòng đột nhiên kích động, suýt chút thất thủ, vội cố nén khôi phục bình tĩnh, nói. Nếu như anh đã mở miệng, chắc chắn em sẽ giúp đỡ, anh fax cho em phương án quảng cáo của nhà máy rượu Tương Đài, đêm nay em hẹn Thang Hinh Mẫn dùng cơm, trực tiếp nói với cô ấy. Sau khi cảm ơn Mai Hiểu Lâm, cúp máy, Hạ Tưởng lại cảm thấy có chút thất vọng, luôn cảm thấy Mai Hiểu Lâm có thay đổi gì đó, nhưng cụ thể biểu hiện ở đâu, thì nói không ra. Nghĩ nghĩ không thấy trọng điểm. Đành phải không nghĩ nữa, chuyện cũng nhiều, không thể bận tâm đến tâm tư của Mai Hiểu Lâm. Dù sao Mai Hiểu Lâm cũng không phải là người phụ nữ đúng nghĩa của hắn. Ngày thứ ba, Ủy ban Kỷ luật tỉnh thành lập tổ chuyên án Chu Kỷ Nguyên do Hình Đoan Đài làm tổ trưởng, Hoàng Lâm và Lưu Húc làm tổ viên, đồng thời Viện Kiểm soát Nhân dân cao cấp tỉnh cũng điều động lực lượng có khả năng cao, gia nhập vào tổ chuyên án Chu Kỷ Nguyên. Có sự tham gia của Viện Kiểm soát Nhân dân cao cấp tỉnh. Cũng có nghĩa là vấn đề của Chu Kỷ Nguyên đã qua giai đoạn điều tra lấy chứng cớ, đi vào giai đoạn tư pháp. Chương 484, đệ nhất tham quan tỉnh Yến. Ủy ban kỷ luật tỉnh trong chặt ngoài lòng, bởi vì những người liên quan tới sự kiện Chu Kỷ Nguyên trong lòng đều cảm thấy bất an, tuy rằng không công khai tuyên bố biện pháp áp dụng với Cổ Nhân Kiệt, nhưng người tinh tường đã có thể thấy được, hành tung Cổ Nhân Kiệt đều nắm ở trong lòng bàn tay, chính là để phòng ngừa y đột nhiên chạy trốn. Đầu tháng, tỉnh Yến mời dự họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nghe chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hình Đoan Đài báo cáo tình hình vụ án Chu Kỷ Nguyên. Trong phòng họp hội nghị thường vụ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Thôi Hướng trong tay cầm tài liệu Hình Đoan Đài phân phát, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang lo sợ. Vài ngày trước, khi nghe tin Chu Kỷ Nguyên gặp chuyện không may kia, Thôi Hướng lúc ấy đang uống trà trong văn phòng, trong lúc kinh hãi, đã làm rơi vỡ chén trà y yêu thích. Tuy nhiên y lại tuyệt không cảm thấy tiếc,
ngay cả phần da chân bị thương do nước trà nóng đổ vào cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, đứng thẳng tại chỗ một hồi lâu không nhúc nhích. Thật là giỏi cho vụ tai nạn giao thông gây ảnh hưởng nghiêm trọng, kế hoạch chu đáo tỉ mỉ tạo ra vụ tai nạn giao thông, khiến người ta phải chú ý một cách tự nhiên từ vụ tai nạn giao thông. Hạ Tưởng, thủ đoạn giỏi, bản lĩnh tốt, phản kích tuyệt hảo. Trong nháy mắt, Thôi Hướng nhụt hết ý chí, thậm chí còn nghĩ tới việc phải chuyển khỏi Tỉnh Yến. Bởi vì y hiểu rõ, tính cách của Hạ Tưởng là làm việc không ngừng nghỉ, giống như trước kia không thể không quật ngã Cao Thành Tùng thì không ngừng. Hiện giờ y đánh giá không đúng Hạ Tưởng, sự giận dữ của Hạ Tưởng từng khiến cho Phong Lợi phải trốn chạy, chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt y? Nếu Hạ Tưởng theo đuổi không từ bỏ, chắc chắn sẽ chọn sai lầm của y làm quan nhiều năm, chắc chắn tay chân cũng có lúc không sạch sẽ. Với bản lĩnh của Hạ Tưởng, nếu muốn truy xét, nếu chẳng may bị phát hiện, có thể trở nên lớn chuyện, chẳng lẽ y và Cao Thành Tùng cuối cùng cũng giống nhau, khí tiết tuổi già khó mà giữ được. May mà sự kinh sợ cũng qua đi, Thôi Hướng dần dần bình tĩnh lại. Chu Kỳ Nguyên bị bại lộ, hiển nhiên là không thể bảo vệ được. Không nói tới y còn có việc gì khác hệ trọng hay không, chỉ nói tới khoản tiền 5 triệu tệ trên xe, đã đủ để định tội y luôn rồi. Chu Kỳ Nguyên bị bắt, tất nhiên sẽ khai ra Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt là người thông minh, biết việc gì nên nói, việc gì nên câm miệng, sẽ không khai ra tin tức về mình, cuối cùng cũng sẽ không liên lụy tới bản thân mình. Nhưng tai nạn xe cộ cùng một lúc làm tổn thất hai cán bộ cấp sở, quả thật khiến cho Thôi Hướng đau xót mãi, huống hồ lại đều là những người trợ giúp đắc lực của y. Chu Kỳ Nguyên thì không nói làm gì. Điều quan trọng là Cổ Nhân Kiệt vốn là phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, vị trí then chốt, có y ở Ủy ban Kỷ luật, có thể nắm rất nhiều manh mối trong tay. Nếu Cổ Nhân Kiệt bị bắt, thì chẳng khác nào tai mắt ở bên trong Ủy ban Kỷ luật của mình cũng không còn nữa. Thôi Hướng vô cùng đau lòng nhức óc, nhìn mảnh vỡ dưới chân, mới ý thức được là chén trà y yêu thích nhất đã bị quăng hỏng rồi, lửa giận trong lòng lại rực lên, cầm ấm trà ném xuống đất, hung tợn mắng. Hạ Tưởng, hãy đợi đấy, tao với mày không đội trời chung. Đã lỡ tay làm rơi chén trà, lại vừa cố tình quẳng ấm trà, Thôi Hướng chán nản trở lại ghế ngồi, nhấc điện thoại lên gọi cho Mã Tiêu. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định nhất trí. Một khi sự việc Cổ Nhân Kiệt được đệ trình trong thảo luận hội nghị thường vụ, bọn họ sẽ vẫn nhất trí, là kiên quyết ủng hộ quyết định của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Sau đó, Thôi Hướng lại gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong lại bình tĩnh đến lạ thường, bảo Thôi Hướng không cần lo sợ, lửa đốt cũng không tới người bọn họ, cùng lắm mới đến Cổ Nhân Kiệt thôi. Việc cần nhất trước mắt là phải dỗ dành Cổ Nhân Kiệt, khiến y giữ bình tĩnh, và hứa hẹn với y, cho dù y có bị bắt, cũng sẽ đảm bảo sự bình an vô sự cho người nhà y, bảo đảm cho y một con đường sống. Điều kiện tiên quyết là, Cổ Nhân Kiệt phải đem tất cả sự việc này chôn sâu trong lòng. Thôi Hướng rất khâm phục sự bình tĩnh và chu đáo tỉ mỉ của Phó Tiên Phong, nghĩ thầm quả đúng là người xuất thân từ gia tộc, gặp chuyện không hoảng hốt, có phong độ của một đại tướng. Buông điện thoại, y dùng điện thoại di động riêng bí mật gọi cho điện thoại di động bí mật của Cổ Nhân Kiệt. Sau một hồi giải thích, y cuối cùng cũng cảm thấy hoàn toàn nhẹ lòng. Cổ Nhân Kiệt sớm đã chuẩn bị tâm lý, nói là y không có yếu điểm trọng yếu gì trong tay Chu Kỳ Nguyên, cho dù Hình Đoan Đài muốn mượn việc này làm văn sửa trị y, cũng không có thể làm gì được y. Đồng thời Cổ Nhân Kiệt cũng biểu lộ thái độ, nếu điều tra ra được đến y sẽ nhận hết tội, sẽ không liên lụy bất kỳ một người nào khác. Cổ Nhân Kiệt rất thông minh, hiểu rõ cho dù y có khai ra Thôi Hướng, trong tài liệu của Ủy ban Kỷ luật, cuối cùng cũng sẽ bị xóa và sửa lại. Hình Đoan Đài không có quyền lực điều tra Phó Bí thư Tỉnh ủy, Diệp Thạch Sinh cũng sẽ không cho phép, trong tình huống không được Trung ương gật đầu, ai dám động vào một Phó Bí thư Tỉnh ủy. Với việc khai ra Thôi Hướng kết cục không tốt cho cả hai bên, không bằng giấu nhẹm tất cả mọi thứ, cũng tốt khiến cho Thôi Hướng mang ơn, lại đảm bảo được cả nhà y bình an. Cổ Nhân Kiệt cũng không nhận của Chu Kỳ Nguyên nhiều tiền. Đối với việc Chu Kỳ Nguyên rốt cuộc vi phạm vào nhiều vấn đề quan trọng, cũng không rõ lắm, chỉ nghĩ rằng sự việc lên đến 10 triệu tệ là cùng, nếu cuối cùng ảnh hưởng đến y, nhiều lắm cũng chỉ xử phạt trong nội bộ một cấp cho qua chuyện. Thôi Hướng đối với việc Chu Kỳ Nguyên rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu tiền, trong lòng cũng thiếu tự tin. Nếu chỉ 5 triệu tệ, Chu Kỳ Nguyên lại có thái độ tốt nhận tội, đoán chừng sẽ dược hoãn thi hành án, lại nói linh động hơn một chút, lo liệu phóng thích được. Một hai năm sau sự việc qua đi,
Cổ nhân kiệt cũng có thể đầu tiên là được phóng thích, sau đó là tìm một công việc dưỡng lão, cũng chắc là không quá tệ. Chỉ có điều khi Thôi Hướng ngồi trong hội nghị thường vụ, lúc cầm bản kết quả điều tra tội tham ô của Chu Kỷ Nguyên đã được Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉnh lý lại, đầu óc y như có một tiếng nổ, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, thiếu chút nữa không ngồi yên mà ngã xuống khỏi ghế. Sau đó ra sức dụi mắt, nhìn kỹ con số trên mặt giấy, không tồi. Giấy trắng mực đen ghi chú rõ ràng không sai sót số tiền Chu Kỷ Nguyên tham ô là 50 triệu nhân dân tệ. 50 triệu, không phải 5 triệu, trời, tương đương với thu nhập tài chính của cả tỉnh Yến và các huyện trong một năm. Mặt sau liệt kê cụ thể ngày nhận hối lộ cùng với người thực hiện, Thôi Hướng không còn tâm trạng nhìn xuống tiếp nữa. Y biết Chu Kỷ Nguyên thế là xong rồi, hoàn toàn xong rồi, đừng nói hoãn thi hành án, dứt khoát ngay cả tính mệnh cũng sẽ vứt đi. Thôi Hướng hiểu rất rõ, Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ 50 triệu nhân dân tệ, xứng đáng trở thành quan tham đệ nhất của tỉnh Yến. Thôi Hướng không ngừng lo lắng tột độ, những người có mặt đang xem số tiền tham ô nhận hối lộ của Chu Kỷ Nguyên. Hình Đoan Đài trầm giọng nói. Các đồng chí không nhìn lầm, xác thực quả thật là có nhận. Số tiền lớn 50 triệu tệ, chính xác mà nói. Trong thời gian hơn một năm dưới hai năm Chu Kỷ Nguyên đảm nhiệm chức giám đốc sở cơ điện tỉnh, bình quân hàng ngày ông ta nhận hối lộ 80.000 tệ. Căn cứ vào những số liệu trước mắt chúng ta có thể thấy, Chu Kỷ Nguyên trước mắt sẽ bị xét xử tội quan tham đệ nhất cả nước. Diệp Thạch Sinh đã không thể nào hình dung được tâm trạng của y, tỉnh Yến vừa mới vững vàng không lâu, vừa mới thoát khỏi bóng ma của Cao Thành Tùng, mà trước đó không lâu, Vũ Phái Dũng mới bị chấp hành án tử hình, trở thành một trong số ít những cán bộ cấp sở bị chấp hành án tử hình của tỉnh Yến từ khi thành lập cho tới nay, không nghĩ tới, lại còn nảy sinh ra một tham quan đệ nhất Chu Kỷ Nguyên. Thật sự là khiến cho người ta không biết là may mắn nhờ phát hiện ra vụ án Chu Kỷ Nguyên, để lên giọng tuyên dương tỉnh Yến tích cực chống tham nhũng, hay là nên vì tỉnh Yến lại một lần nữa khiến cho cả nước chú ý mà tự cảm thấy xấu hổ. Sau khi Hình Đoan Đài nói xong, một sự im lặng hiếm thấy bao trùm hội nghị thường vụ, sau một hồi lâu cũng không có lấy một người lên tiếng. Mọi người đang ngồi ở đó đều có tâm trạng giống nhau, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên tỏ thái độ như thế nào. Là căm phẫn trào dâng hay là cay đắng tột cùng, có vẻ như đều không cần thiết. Tỉnh Yến có tham quan đệ nhất cả nước, mỗi một ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây đều không làm tròn bổn phận, có thể nói, tất cả mọi người trên mặt đều không có chút ánh sáng. Hình Hoan Đài cũng cảm thấy được một loại áp lực vô hình, hắng giọng nói. Thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tôi đã không kịp thời phát hiện sự việc đồng chí Chu Kỷ Nguyên phạm tội tham ô nhận hối lộ, cảm thấy vô cùng đau lòng. Giờ đây xin chịu sự phê bình của tỉnh ủy. Mọi người đều sửng sốt, Hình Hoan Đài từ khi nào lại trở nên đức độ, chủ động chịu nhận trách nhiệm. Nếu bắt được một quan tham, ủy ban kỷ luật có mắc sai lầm không làm tròn bổn phận, ủy ban kỷ luật vẫn nên về nghỉ ngơi cho tốt. Giữa lúc mọi người còn đang không hiểu, chỉ nghe Hình Đoan Đài nói tiếp. Có nguyên nhân sơ suất trong việc giám sát của cá nhân tôi, cũng có nguyên nhân ủy ban kỷ luật quản giáo không tốt. Cũng có nguyên nhân có những đồng chí cá biệt dung túng trong nội bộ ủy ban kỷ luật. Hình Đoan Đài vô tình cố ý liếc mắt nhìn Thôi Hướng một cái, sau đó giọng điệu vô cùng nghiêm khắc nói. Đúng là bởi vì đồng chí Cổ Nhân Kiệt tự mình giấu đi một số lượng lớn thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên, nên mới dẫn tới ủy ban kỷ luật không phát hiện sớm một bước sự thật Chu Kỷ Nguyên phạm tội tham ô nhận hối lộ, mới khiến Chu Kỷ Nguyên muốn làm gì thì làm, lá gan càng lúc càng lớn, mức tham ô càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trở thành đệ nhất tham quan cả nước. Các đồng chí, thật là một bài học sâu sắc. Lời của Hình Đoan Đài như bùng nổ, ngay tức khắc làm dấy lên một loạt tiếng bàn luận. Tất cả mọi người đều nghĩ, Cổ Nhân Kiệt xem như là xui xẻo tột bậc, tự mình ém nhẹm thư tố cáo sự tình nhưng hết lần này cố tình giấu hồ sơ chính là Chu Kỷ Nguyên thư báo cáo. Nhưng số liệu tham ô của Chu Kỷ Nguyên còn đặc biệt thật lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bởi vậy hành động của Cổ Nhân Kiệt liền có vẻ đặc biệt nổi trội. Đặc biệt ý vị sâu xa, cũng đặc biệt dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng. Có phải Cổ Nhân Kiệt đã sớm biết sự thật Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ hay không? Có phải đồng lõa với Chu Kỷ Nguyên hay không? Có phải bị Chu Kỷ Nguyên hối lộ hay không? Hình Đoan Đài mặc dù không nhằm vào hành động của Cổ Nhân Kiệt để đưa ra kết luận gì, nhưng ủy viên thường vụ ở đây không khỏi nghĩ tới. Cổ Nhân Kiệt cuối cùng giấu thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên xuất phát từ mục đích gì? Có thể nguyên nhân Cổ Nhân Kiệt ém nhẹm thư tố cáo, là mấu chốt quyết định vận mệnh Cổ Nhân Kiệt.
nếu chỉ xuất phát từ quan hệ cá nhân thay Chu Kỷ Nguyên giữ lại thư tín, cũng không biết sự thật Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ, Cổ Nhân Kiệt chỉ là vi phạm kỷ luật. Nếu Cổ Nhân Kiệt biết rõ Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ, thậm chí còn nhận tiền của Chu Kỷ Nguyên, thì Cổ Nhân Kiệt đã vi phạm pháp luật. Mọi người ở đây không ai bảo ai mà trong lòng cùng nghĩ, Cổ Nhân Kiệt chắc chắn sẽ nói điều thứ nhất. Đương nhiên cũng có người nghĩ phức tạp hơn một chút, chờ xem Chu Kỷ Nguyên có cố chấp hay không, nếu y khai ra Cổ Nhân Kiệt nói cái gì cũng vô dụng. Hình Đoan Đài thấy phát huy hiệu quả, mới đưa ra đề nghị của y, qua quá trình điều tra nghiên cứu, quyết định áp dụng biện pháp quản chế cần thiết với đồng chí Cổ Nhân Kiệt, và đệ trình hội nghị thường vụ phê chuẩn lập hồ sơ điều tra đối với đồng chí Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt là phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu lập hồ sơ điều tra, theo quy định phải được tỉnh ủy phê chuẩn, còn phải báo cáo lên ủy ban kỷ luật trung ương. Thôi Hướng liếc mắt nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, y cũng biết nếu xử lý không thích đáng số phận Cổ Nhân Kiệt, thì sẽ là thử thách sinh tử như thế nào. Chu Kỷ Nguyên có khai ra Cổ Nhân Kiệt hay không y không thể biết được, ủy ban kỷ luật đối với việc này chắc chắn sẽ kín như hũ nút, tuy nhiên y tin là cũng có thể âm thầm thăm dò nghe ngóng ra. Nhưng Chu Kỷ Nguyên khai cung cũng không phải mấu chốt là thái độ Diệp Thạch Sinh và các ủy viên thường vụ khác. Thời khắc quyết định vận mệnh Cổ Nhân Kiệt tới rồi, Thôi Hướng hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng một chút, ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại. Diệp Thạch Sinh biết lúc này là cơ hội tốt nhất để đánh Thôi Hướng kiêu ngạo, chặt đứt cánh tay của gã, đương nhiên không chịu buông tha, liền tỏ thái độ đầu tiên. Nội bộ ủy ban kỷ luật này sinh vấn đề, quả thật khiến người ta đau lòng. Đồng chí Cổ Nhân Kiệt vốn là phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật, tự giấu riêng thư tố cáo, cố tình vi phạm pháp luật, có thể nói đúng là bởi vì Cổ Nhân Kiệt dung túng mới có Chu Kỷ Nguyên hung hăng làm càn, gây nên tổn thất không thể bù đắp cho đảng và quốc gia, tôi rất đau lòng, cũng rất buồn. Các đồng chí, tỉnh Yến có một tham quan lớn nhất cả nước, mỗi chúng ta đang ngồi ở đây, đều không còn mặt mũi nào. Bởi vì kinh tế tỉnh Yến chúng ta ở bậc trung trong cả nước, nhưng lại nảy sinh tham quan bậc nhất cả nước, sẽ khiến cho người khác chê cười chúng ta thế nào. Diệp Thạch Sinh biểu lộ một vẻ mặt vô cùng đau đớn, ánh mắt lần lượt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người Thôi Hướng, nghiêm túc nói. Đồng chí Cổ Nhân Kiệt giấu thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên bất kể là xuất phát từ mục đích gì, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là sỉ nhục ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, đề nghị của đồng chí Đoan Đài, tôi hoàn toàn ủng hộ. Diệp Thạch Sinh bày tỏ thái độ ủng hộ lập hồ sơ điều tra Cổ Nhân Kiệt, Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng và những người lại đều nhao nhao bày tỏ thái độ ủng hộ quyết định của ủy ban kỷ luật. Mã Tiêu và Thôi Hướng liếc nhau, hai người trao đổi ánh mắt một chút, Mã Tiêu nói. Phó chủ nhiệm Cổ là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật, công tác mười mấy năm ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật, đối với kỷ luật của ủy ban kỷ luật sẽ không thể không rõ ràng. Tất cả chúng ta cũng đều hiểu rõ, ở bên trong hệ thống ủy ban kỷ luật, ém nhẹm thư tố cáo sự tình một số vấn đề bé xé ra to, thường xuyên phát sinh. Suy cho cùng một số thư tố cáo là có người cố ý đả kích chỉ trích cán bộ làm càn, giữ lại mấy bức thư tố cáo đánh lừa dư luận, cũng là để đảm bảo tính nghiêm túc trong công việc của ủy ban. Theo tôi được biết, giữa phó chủ nhiệm Cổ và Chu Kỷ Nguyên cũng không có quan hệ quá thâm giao, ông ta giấu nhẹm thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên, có lẽ chỉ xuất phát từ sự quý trọng đối với một quan lớn cấp sở, cũng không biết rõ ràng lắm sự việc Chu Kỷ Nguyên nghiêm trọng như thế nào, là hành động vô tình không cố ý. Mã Tiêu âm thầm quan sát vẻ mặt mọi người đang ngồi một chút, thần sắc Mai Thái Bình vẫn như cũ không sao cả. Tuy nhiên khóe miệng hiếm thấy mà lộ ra một tia cười lạnh giễu cợt. Tống Chiêu Độ bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phạm Duệ Hằng vẫn vẻ mặt như cũ, trên mặt cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trái lại Trần Phong, vẻ mặt rất phẫn nộ. Mã Vạn Chính cũng là có hơi tức giận, tuy rằng vừa rồi gã không có tỏ thái độ ủng hộ nhưng xem vẻ mặt của gã, cũng là căm thù đến tận xương tủy việc Chu Kỷ Nguyên một ngày thu vào 80.000 tệ. Chỉ có điều không rõ lắm gã có ý tưởng gì để xử trí. Chính ủy quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, thần sắc không đoán được. Sau khi Mã Tiêu thu hết trong mắt vẻ mặt của mọi người, trong lòng vẫn không thỏa mãn, tuy nhiên lại không thể thấy chết mà không cứu được, dù sao Cổ Nhân Kiệt đóng góp không ít trong việc lên kế hoạch nhiều công việc của bọn họ, liền lại tiếp tục nói. Phó chủ nhiệm Cổ làm việc cho ủy ban kỷ luật nhiều năm, không có công lao cũng có vất vả. Còn phá không ít đại án, cũng vì muốn góp phần làm trong sạch hóa bộ máy chính trị tỉnh Yến mà đã cống hiến rất nhiều. Phó chủ nhiệm Cổ làm quan thanh liêm,
tác phong công việc nghiêm chỉnh, chưa từng có vấn đề gì về kinh tế và cuộc sống nảy sinh, là một đồng chí có tâm tốt. Nếu chỉ bởi vì ém nhẹm thư tố cáo việc nhỏ, mà ngay lập tức lập hồ sơ điều tra đối với một vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chẳng những gây tổn hại hình ảnh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, sau khi báo cáo đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng sẽ khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương sinh ra ý tưởng không hay đối với việc xây dựng bộ máy chính trị riêng trong sạch của tỉnh Yến. Pháp luật không gì khác ngoài tình người, nếu bởi vì vấn đề kinh tế hoặc tác phong mà lập hồ sơ điều tra phó chủ nhiệm cổ, thì cũng có thể bỏ qua. Nhưng chỉ bởi vì thư tố cáo liền nghi ngờ nhân phẩm phó chủ nhiệm cổ, liền cho rằng giữa phó chủ nhiệm cổ và Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ có quan hệ gì đó, ngẫm lại cũng khiến cho người ta thất vọng. Mã Tiêu thực ra cố gắng nói, vốn là muốn dùng tình cảm để thuyết phục ý chí, những lời nói ra, có không ít người ở đây cũng không khỏi có phần biến đổi sắc mặt. Trong những ủy viên thường vụ ở đây, có không ít người biết cổ nhân kiệt, cũng nhiều ít có tình bạn hữu qua lại. Hơn nữa những điều Mã Tiêu vừa nói cũng hợp lý, nên không tránh khỏi có chút do dự. Ngay cả Diệp Thạch Sinh nghe xong, cũng khẽ nhíu mày, hạ mí mắt thấp xuống. Tiền Cẩm Tùng vốn quen thuộc tính cách của Diệp Thạch Sinh, thấy vậy liền biết y lại tái phát bệnh mềm lòng với lời mềm mại bên tai, có vẻ không đành lòng xuống tay với Cổ Nhân Kiệt. Tiền Cẩm Tùng và Cổ Nhân Kiệt không có tình bằng hữu gì, y không thể không thừa nhận rằng mấy lời vừa rồi Mã Tiêu nói quả thật cũng có thể rung động rất nhiều người. Làm việc ở Ủy ban Kỷ luật thể hiện ra bên ngoài là nở mày nở mặt, thực tế bất kể có phải điều tra vụ án hay không thì đều có nguy hiểm đủ loại, một sơ suất cũng có thể thất thế. Nếu Cổ Nhân Kiệt quả thật không biết sự thật Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ, chỉ dựa vào đúng một việc ém nhẹm thư tố cáo này để lập hồ sơ điều tra, cũng khó tránh khỏi gây ra chấn động không nhỏ trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật. Nhưng Cổ Nhân Kiệt rốt cuộc thật sự không biết rõ Chu Kỳ Nguyên có tham ô nhận hối lộ hay không thì không biết. Tiền Cẩm Tùng đoán, Cổ Nhân Kiệt hẳn là biết Chu Kỳ Nguyên quả thật có vấn đề về kinh tế, nhưng cũng không rõ ràng lắm tiền Chu Kỳ Nguyên tham ô nhiều như vậy. Y im lặng, do dự một chút, theo bản năng mà liếc mắt nhìn Hình Đoan Đài một cái, chợt phát hiện Hình Đoan Đài vẻ mặt bất động, một bộ dạng lã vọng buôn cần, ngồi im lặng bất động trong lòng khẽ động. Hiểu rõ tâm tư Hình Đoan Đài, Tiền Cẩm Tùng âm thầm cười, mở miệng nói. Vừa rồi tuy rằng tôi tỏ vẻ ủng hộ lập hồ sơ điều tra đối với đồng chí Cổ Nhân Kiệt, nhưng vừa nghĩ lại, thì thấy hiện tại liền lập hồ sơ điều tra đối với phó chủ nhiệm Cổ còn quá sớm để nói. Tuy nhiên đề nghị của chủ nhiệm Hình cũng là xuất phát từ suy nghĩ cấp bách giữ gìn sự liêm khiết bên trong Ủy ban Kỷ luật, có thể lý giải. Trải qua suy xét thận trọng, cá nhân tôi đề nghị, nếu Chu Kỳ Nguyên khai ra giữa ông ta và Cổ Nhân Kiệt có giao dịch, sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tiến hành lập hồ sơ điều tra đối với đồng chí Cổ Nhân Kiệt cũng không muộn. Tiền Cẩm Tùng không phải đổ thêm dầu vào lửa cháy, thực ra cũng là đòn gió, là để phối hợp với kế sách của Hình Đoan Đài. Y cũng thấy rõ, chắc chắn là Ủy ban Kỷ luật vẫn chưa khai thác được điều gì hữu dụng từ miệng Chu Kỳ Nguyên. Chỉ cần Chu Kỳ Nguyên khăng khăng không mở miệng, không có chứng cớ, chỉ dựa vào một thư tố cáo cũng quả thật không thể làm gì Cổ Nhân Kiệt. Nhưng Hình Đoan Đài hiển nhiên lại không muốn buông tha Cổ Nhân Kiệt như vậy. Cho nên mới sẽ cố ý nêu ra vấn đề lập hồ sơ điều tra đối với Cổ Nhân Kiệt, chính là tìm tòi trước khi hành động. Nếu có người ủng hộ, liền thuận nước đẩy thuyền lập án. Nếu ít người ủng hộ, y cũng nên cần chuẩn bị kế sách khác. Hình Đoan Đài là phô trương thanh thế, muốn tìm ra điểm mấu chốt của đám người Thôi Hướng. Thôi Hướng trong lòng nhảy dựng, nếu thật sự chờ khi Chu Kỳ Nguyên khai ra thì mọi việc đã xong hết rồi. Đến lúc đó khiến Cổ Nhân Kiệt vùi lấp đi vào không thể tự thoát ra được, nói không chừng hình thành vụ án lớn nữa, có lẽ mạng cũng chẳng còn. Còn không bằng hiện tại tự chặt tay, lấy lui vì tiến, bảo vệ thanh danh quan trọng hơn, hắn liền vội vàng nháy mắt với Trương Kiến Quốc. Chương 485, làn sóng phản kích thứ tư. Trương Kiến Quốc hiểu ý, thong thả nói. Tôi và Nhân Kiệt là bằng hữu lâu năm, cũng coi như là hiểu rõ về ông ấy. Nhân Kiệt tính tình điềm đạm. Nhưng chính là quá nặng tình cảm, trọng bằng hữu. Trước kia Chu Kỳ Nguyên từng một lần giúp ông ấy giải quyết việc, ông ấy liền ghi tạc trong lòng. Khi Chu Kỳ Nguyên được chuyển công tác đảm nhiệm chức giám đốc sở cơ điện tỉnh, rất tận tụy, Nhân Kiệt đối với ông ta ấn tượng rất tốt. Sau đó Chu Kỳ Nguyên lại nói bởi vì ở sở cơ điện xử lý vấn đề phân phối nhà ở, đắc tội với một vài lão công nhân viên chức liền cho rằng ông ta tham ô nhận hối lộ, liền đến Ủy ban Kỷ luật phản ánh tình hình. Nhân Kiệt tiếp đãi bọn họ,
sau khi hiểu rõ tình hình biết được là nhóm lão công nhân viên chức hiểu lầm Chu Kỷ Nguyên, sau Ủy ban Kỷ luật lại liên tục nhận được thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên. Nhân Kiệt vốn cũng không để bụng, cho rằng có người bàn lộng thị phi, để không ảnh hưởng tới nhiệt tình công tác của Chu Kỷ Nguyên, không muốn gây ảnh hưởng bất lợi đến một cán bộ cấp sở, cũng là suy xét xuất phát từ việc bảo vệ danh dự của một cán bộ, đã giữ lại hết thư tố cáo. Về phần Chu Kỷ Nguyên về sau đã làm gì, đồng chí Nhân Kiệt quả thật không biết sự tình. Đúng vậy, đồng chí Kiến Quốc nói rất đúng. Đồng chí Nhân Kiệt về bản chất có thể nói là một đồng chí tốt, một cán bộ tốt. Không thể bởi vì vô tình phạm một sai lầm nhỏ mà ngay lập tức phủ định hoàn toàn thành tích trước kia của người ta, không thể đem việc Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ quy tội cho đồng chí Nhân Kiệt. Thôi Hướng Nhân thể nói tiếp, tiếp tục biện bạch cho cổ Nhân Kiệt. Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không thể đem toàn bộ tham quan của tỉnh ra công lý, nếu xuất hiện một tham quan, thì chỉ trích Ủy ban Kỷ luật tỉnh không phát hiện ra quan tham và hành vi phạm tội tham ô nhận hối lộ từ trước, cũng là chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của Ủy ban. Hy vọng đồng chí Đoàn Đài thận trọng suy xét vấn đề của đồng chí Cổ Nhân Kiệt, không nên tùy tiện quyết định, nên có suy nghĩ khoan dung độ lượng trị bệnh cứu người. Tống Chiêu Độ sau một hồi lâu trầm mặc, rốt cục lên tiếng. Mọi người nói đều rất có lý, đề nghị của tôi là đồng chí Cổ Nhân Kiệt đã không còn thích hợp ở lại Ủy ban Kỷ luật. Tống Chiêu Độ chỉ nói một câu rồi im bặt, vẻ mặt lấy lại trạng thái bình tĩnh. Thôi Hướng nghi hoặc liếc mắt nhìn Tống Chiêu Độ một cái, nghĩ thầm Tống Chiêu Độ thời gian qua luôn quan hệ mật thiết với Hình Đoan Đài, hôm nay sao lại không cùng Hình Đoan Đài đứng chung một chỗ, cùng truy hỏi và đập lại vấn đề Cổ Nhân Kiệt, trái lại muốn thay mặt Cổ Nhân Kiệt nói chuyện. Nghĩ lại thì thấy, không chừng lời nói Mã Tiêu đã làm Tống Chiêu Độ cảm động, cũng không phải loại người với ai cũng hạ độc thủ. Tống Chiêu Độ trước đây cũng từng qua lại với Cổ Nhân Kiệt, đều là đồng nghiệp ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng không phải người không xem một chút tình cảm liền dậu đổ bình leo. Hình Đoan Đài là bởi vì Cổ Nhân Kiệt vốn là phó chủ nhiệm thứ nhất cũng không phải người của y, tự nhiên muốn mượn cơ hội này đánh cho Cổ Nhân Kiệt không đứng lên nổi, những người khác vẫn còn kịp nhớ lại tình bạn cũ. Mã Vạn Chính cũng lên tiếng. Chiêu Độ nói đúng, tôi cũng nghĩ hay là không cần lập hồ sơ điều tra đồng chí Cổ Nhân Kiệt thì hơn. Đưa ông ấy ra khỏi hệ thống Ủy ban Kỷ luật, trước hết là để tránh nghi ngờ, sau đó cũng là để giác ngộ những người khác trong Ủy ban Kỷ luật. Đồng chí Cổ Nhân Kiệt thời gian gần đây thể trạng cũng không tốt lắm. Sau khi xảy ra sự việc Chu Kỷ Nguyên, cũng vô cùng đau lòng nhức óc, vô cùng hối hận, từng bộc lộ ý muốn chủ động rút lui. Tôi cho rằng, không bằng trực tiếp để cho đồng chí Cổ Nhân Kiệt lui ra, như vậy, tương đương với việc Ủy ban Kỷ luật và đồng chí ấy đều có giải thích. Đồng thời cho đồng chí Nhân Kiệt một lần tự kiểm điểm sâu sắc. Thôi Hướng lại đột nhiên đưa ra một đề xuất khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bất kể là suy xét từ góc độ của ông ấy, hay là từ ảnh hưởng nghiêm trọng của sự kiện Chu Kỷ Nguyên, đồng chí Nhân Kiệt không chỉ không phù hợp tiếp tục ở lại Ủy ban Kỷ luật làm việc, cũng không thích hợp tái đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo gì. Hình Đoan Đài lập tức lên tiếng phản đối. Tôi không tán thành để Cổ Nhân Kiệt rút lui. Ông ấy cần phải ở nguyên vị trí để nhận điều tra mới có thể làm gương cho tất cả các cán bộ của Ủy ban Kỷ luật. Đồng chí Đoan Đài. Thôi Hướng nói chân thành. Đồng chí Nhân Kiệt tự kiểm điểm sâu sắc, lại chủ động lui ra, coi như là một thái độ vô cùng tích cực, nên cho đồng chí Nhân Kiệt một cơ hội hối lỗi sửa sai. Không nên chỉ bởi vì một chuyện nhỏ đã bắt ép không tha, dù sao sai lầm của đồng chí Nhân Kiệt cũng không quá nghiêm trọng. Ý Thôi Hướng rất rõ ràng. Là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có, để Cổ Nhân Kiệt hoàn toàn rút lui. Đổi lại, Ủy ban Kỷ luật khoan hồng đối với y, không hề truy cứu gì trách nhiệm lãnh đạo của y. Sở dĩ không để Cổ Nhân Kiệt đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo gì, động cơ của y cũng là để tranh thủ được sự đồng tình của các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây, lấy lui vì tiến, lấy việc hoàn toàn rút lui để bảo toàn thanh danh. Việc này chỉ đến vậy thôi. Nói cách khác. Vụ án Chu Kỷ Nguyên chỉ đến Chu Kỷ Nguyên thôi, không truy cứu xa hơn nữa. Sau khi Cổ Nhân Kiệt rút lui, chỉ cần không hề điều tra gì vấn đề Cổ Nhân Kiệt, thì vĩnh viễn cũng không điều tra ra y. Thôi Hướng cũng là vì lo lắng cho chính y. Y cũng hiểu rõ, nếu Cổ Nhân Kiệt không hoàn toàn rút lui mà vẫn còn tại vị, cho dù là một chức quan nhàn tản, cũng không khác nào một cái bia ngắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta công kích, bị người ta khơi lại chuyện cũ. Một khi đã rút lui, câu chuyện cũng sẽ nguội lạnh, ai còn rảnh rỗi mà truy đuổi một người đã rút lui. Lựa chọn tốt nhất cho Cổ Nhân Kiệt chính là mờ dần đi khỏi tầm mắt của mọi người,
bị người quên đi. Cho nên Thôi Hướng mới có quyết tâm tráng sĩ tự chặt cổ tay, cũng là dưới sức ép của Hình Đoan Đài, bất đắc dĩ lựa chọn. Hình Đoan Đài vẫn đang kiên quyết mà tỏ vẻ phản đối. Tôi vẫn giữ vững quan điểm của tôi, để Cổ Nhân Kiệt lấy thân phận phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chấp nhận điều tra, và tiến hành lập án đối với ông ta. Thôi Hướng có chút bất mãn liếc mắt nhìn Hình Đoan Đài một cái, hết sức không vui nói. Đồng chí Đoan Đài không nên hành động theo cảm tính. Tiền Cẩm Tùng rút ra kết luận từ lời phát biểu không nhất trí của Tống Chiêu Độ và Hình Đoan Đài, trong lòng càng thêm kiên định với phán đoán vừa rồi, liền ở giữa cười hòa giải. Phó Bí Thư Thôi và chủ nhiệm Hình đều đã bày tỏ quan điểm của tôi là suy nghĩ cấp thiết của chủ nhiệm Hình có thể lý giải được, nhưng cũng tán thành suy nghĩ trân trọng lão đồng chí của Phó Bí Thư Thôi. Cũng suy xét trên góc độ không để các đồng chí lão thành phải thất vọng đau khổ, tôi cho rằng nên giải quyết thỏa đáng cho đồng chí Nhân Kiệt. Đồng chí Nhân Kiệt rút lui, sự việc rồi sẽ qua đi. Đồng chí Nhân Kiệt là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, cả đời vì Đảng công tác, luôn luôn cư xử rất tốt. Với tư cách là một đồng chí kỳ cựu, đảng viên kỳ cựu, cũng quả thật nên chiếu cố một cách phù hợp. Phạm Duệ Hằng xem xét bày tỏ thái độ, ông ta liếc mắt nhìn Tống Chiêu Độ một cái, lại không thể không đảo mắt qua người Hình Đoan Đài, cuối cùng trao đổi ánh mắt với Diệp Thạch Sinh một chút, nói. Ý kiến của tôi cũng là nên cho phép đồng chí Nhân Kiệt rút lui, xóa hết sự việc trước kia. Phạm Duệ Hằng cũng tán thành để Cổ Nhân Kiệt rút lui để đổi lấy yên ổn. Xem ra, thật đúng là pháp luật không vượt qua tình người. Thôi Hướng liếc mắt nhìn Mã Tiêu một cái, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc, thể hiện sự tán thưởng bài phát biểu đầy cảm xúc vừa rồi của Mã Tiêu. Tiền Cẩm Tùng gặp thời cơ thích hợp, cũng gật đầu nói. Tôi cũng nhất trí với ý kiến của Chủ tịch tỉnh Phạm. Diệp Thạch Sinh sau khi nghe Mã Tiêu diễn thuyết một bài liền mềm lòng, ông ta cũng biết Cổ Nhân Kiệt nhiều năm, nếu phải trị tội Cổ Nhân Kiệt cũng không đành lòng, lại thấy ngay cả Phạm Duệ Hằng cũng tán thành để Cổ Nhân Kiệt chủ động rút lui, liền thuận nước đẩy thuyền, nói. Quyết định như vậy, đồng chí Đoan Đài cũng không cần có ý kiến. Lão đồng chí Nhân Kiệt công tác ở tỉnh ủy nhiều năm, phải cho ông ấy một cơ hội rút lui. Hơn nữa hiện giờ cũng không có chứng cứ cho thấy ông ấy cố ý bao che Chu Kỷ Nguyên, đúng không? Lại chuyển hướng Thôi Hướng nói. Mời Phó Bí Thư Thôi thay mặt tỉnh ủy truyền đạt quyết định của hội nghị thường vụ đối với đồng chí Nhân Kiệt, mặt khác mời đồng chí Đoan Đài tiếp tục điều tra thấu đáo vụ việc Chu Kỷ Nguyên, sau khi tập hợp tài liệu báo cáo cho tôi. Tan họp. Sau khi tan họp, không như mong muốn nhưng vẻ mặt Hình Đoan Đài không hề có một chút thất vọng, nhỏ giọng nói mấy câu với Diệp Thạch Sinh. Sau đó sóng vai cùng Tống Chiêu Độ đi ra khỏi phòng họp. Nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở cầu thang, trong lòng Thôi Hướng bỗng nhiên hiện lên một tia nghi vấn, có phải Hình Đoan Đài giấu giếm điều gì hay không? Thôi Hướng thật đúng là đoán không sai, hắn quả thật bị Hình Đoan Đài đùa giỡn. Trải qua quá trình thẩm vấn Chu Kỷ Nguyên, Hình Đoan Đài phát hiện Cổ Nhân Kiệt giấu thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên quả thật chỉ là hành động vô tình, chỉ xuất phát từ mục đích bảo vệ Chu Kỷ Nguyên. Cổ Nhân Kiệt cũng không rõ ràng lắm Chu Kỷ Nguyên tham lam thế nào, rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu tiền. Tuy rằng Chu Kỷ Nguyên cũng thừa nhận là y đã sai người âm thầm hãm hại Hạ Tưởng, trong đó cũng có bút tích của Cổ Nhân Kiệt, nhưng cái này là việc nhỏ chẳng đáng là bao, không thể đánh giá Cổ Nhân Kiệt như thế nào được. Dựa vào một việc tự mình ém nhẹm thư tố cáo, nhiều lắm là xử phạt cảnh cáo Cổ Nhân Kiệt. Nhưng Hình Đoan Đài thật sự chán ghét cái mặt Cổ Nhân Kiệt, muốn đá lão một cước văng ra. Làm sao bây giờ? Ông ta đã nghĩ ra một kế sách lừa dối. Bởi vì hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc làm việc quả thật rất tốt, kiểm soát vô cùng nghiêm khắc việc thẩm vấn Chu Kỷ Nguyên, nên một chút tin tức bên ngoài cũng tìm không ra. Hình Đoan Đài liền dốc sức lợi dụng thông tin không cân xứng, trong hội nghị thường vụ đưa ra đề nghị lập hồ sơ điều tra Cổ Nhân Kiệt. Kỳ thật ý định ban đầu của ông ta chính là muốn ép Thôi Hướng chủ động đề xuất ý kiến lấy lui đổi lấy bình an. Kết quả được thúc đẩy bởi thế lực các bên, mấu chốt là gợi ý của Tống Chiêu Độ, khiến kế hoạch của ông ta có thể thực thi thành công. Trong lòng Hình Đoan Đài vô cùng phấn chấn. Dẹp được Cổ Nhân Kiệt, về sau công tác ở Ủy ban Kỷ luật cũng sẽ triển khai rất tốt, không những là Hạ Tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm, mà cũng chặt đứt cơ sở ngầm của Thôi Hướng ở Ủy ban Kỷ luật. Cuộc chiến này vừa mới lấy đi của Thôi Hướng hai người trợ giúp đắc lực, công lao của Hạ Tưởng không thể không nói tới. Mặc dù Hạ Tưởng không chủ động nói sự kiện tai nạn xe cộ và hắn có liên quan gì, Tống Chiêu Độ cũng không nói bóng gió, Hình Đoan Đài vẫn đinh ninh cho rằng Hạ Tưởng chính là người đứng phía sau đẩy tay,
nếu không thì không có khả năng sự việc lại vừa khéo đến như vậy. Hình Đoan Đài cũng là người thông minh, Tống Chiêu Độ không nói, ông ta cũng sẽ không chủ động đến hỏi, chỉ cần có kết quả là được, cần gì biết quá trình. Hơn nữa ông ta cũng biết có một số việc người khác không muốn lộ ra, ông ta cần gì phải hỏi cho rõ ràng. Miễn là sự việc diễn biến theo hướng có lợi cho mục tiêu khuếch trương của ông ta là tốt rồi. Hình Đoan Đài vừa đi vừa nói chuyện với Tống Chiêu Độ, nói vài câu không quan trọng, ông ta liền cười hỏi một câu. Phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật tỉnh, lại là một vị trí vỡ đầu. Tống Chiêu Độ lại nói. Sau khi phá xong đại án Chu Kỷ Nguyên, Đoan Đài, ông cũng nên thay đổi vị trí. Hình Đoan Đài gật đầu kín đáo mà cười. Mong là vậy. Hai người chia tay, Tống Chiêu Độ bần thần một lát, mỉm cười lắc đầu, độc thoại một câu. Đoan Đài quả thật nên di chuyển, đại án Chu Kỷ Nguyên phá xong, xem như công lớn nhất. Trong lúc vô tình, Hạ Tưởng đã tặng Đoan Đài một phần đại lễ. Nhưng Hạ Tưởng không ý thức được hắn đã làm một người tốt, tặng cho Hình Đoan Đài một phần đại lễ. Hắn hiện tại đang rất bận rộn chuẩn bị bước về đích cuối cùng. Mai Hiểu Lâm đi đàm phán giá cả cho quảng cáo rượu của nhà máy rượu Tương Đài, giảm giá tới 3 lần, hơn nữa Mai Hiểu Lâm vốn không định chen vào giờ vàng. Giờ vàng vốn đã sớm sắp xếp đầy quảng cáo, nhưng bởi vì có một hãng đã gặp vài vấn đề, dựa theo lẽ thường sẽ không được phát. Mai Hiểu Lâm lại nghĩ có lẽ nên đưa quảng cáo lên vào giờ vàng là hiệu quả tốt nhất. Ngay khi mới mở lời, Thang Hình Mẫn liền đồng ý luôn, lấy suất chiếu của nhà máy không đáp ứng được trực tiếp đổi cho nhà máy rượu Tương Đài. Với mức giá cực thấp thì không có khả năng được quay vào giờ vàng, bởi vì quảng cáo vào giờ vàng bình thường được quyết định từ cuối năm trước, xen vào giữa về cơ bản là không thể, nhưng nhờ Mai Hiểu Lâm ra mặt, dễ dàng nắm được trong tay, Hạ Tưởng cũng vô cùng phấn chấn, khi báo tin cho Tề Á Nam, Tề Á Nam mừng rỡ như điên. Tề Á Nam vốn không ngờ là cũng có lúc có thể được quảng cáo vào giờ vàng như thế này, tính toán tốt nhất của y chắc chắn là quảng cáo trên đài CCTV ngoài giờ vàng. Thế mới nói, có thể quảng cáo ở đài CCTV vào giờ vàng cùng với mấy hãng khác thì quá tốt rồi, hơn nữa dựa theo kế hoạch tuyên truyền của Hạ Tưởng, tin tức thời sự này cũng sẽ loan ra khắp tỉnh Yến. Để quảng cáo được phong phú theo cách của nông thôn, y dự định đầu tư 6 triệu tệ gồm 5 triệu tệ giải quyết vấn đề quảng cáo ở đài CCTV và 1 triệu tệ làm nguồn vốn linh động, bất cứ lúc nào cũng có thể đầu tư vào hệ thống truyền thông của tỉnh Yến. Nhưng bởi vì đột nhiên được đăng vào giờ vàng ở kênh có tỷ lệ truy cập cao nhất CCTV, Tề Á Nam vui mừng khôn xiết, ngay lập tức quyết định tăng thêm 2 triệu tệ chi phí đầu tư quảng cáo, tất cả góp vào quảng cáo trong giờ vàng ở CCTV. Tề Á Nam được mở mang kiến thức từ khả năng kinh doanh xuất sắc và năng lực phi thường của Hạ Tưởng, cũng đột nhiên nảy sinh năng lực, nếu muốn khiến rượu Tương Đài ngạo mạn trở nên mạnh mẽ, trở thành thương hiệu rượu nổi tiếng cả nước, thì phải có dũng khí và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Hạ Tưởng nghe xong quyết định của Tề Á Nam, tỏ vẻ tán thành. Đầu tư vốn vào quảng cáo là chi tiêu cần thiết không thể thiếu trong quá trình tuyên truyền cho xí nghiệp, chỉ cần có đủ tài chính và thực lực, chỉ cần chất lượng sản phẩm vượt qua thử thách. Cộng với quảng cáo tốt, thì cổng thị trường sẽ rộng mở. Vài ngày sau, Tề Á Nam lên thủ đô và chính thức ký kết hợp đồng quảng cáo với kênh quảng cáo CCTV, quyết định ngày 15 tháng 9 sẽ chính thức quảng cáo sản phẩm rượu Tương Đài. Việc cải tổ xí nghiệp năng lượng mặt trời thành phố Bảo đã hoàn thành, một thời gian ngắn trước đó Hạ Tưởng đã cử vệ tân bay về Mỹ chuyển lời cho Mai, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thành phố Bảo ký kết hiệp nghị chính thức. Rất nhanh tin tức từ bên đó truyền đến. Nói là ngày mùng 10 tháng 9 sẽ có giao ước. Hạ Tưởng mừng rỡ, đúng là hiệu quả hắn mong muốn, hai việc gộp vào một, có thể tạo ra hiệu ứng chấn động lớn hơn nữa. So với làn sóng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp thứ hai sắp tới, Hạ Tưởng cũng không chú ý nhiều lắm đối với tiến triển của vụ án Chu Kỷ Nguyên. Không lâu sau khi vụ án Chu Kỷ Nguyên bắt đầu thủ tục tư pháp, Cổ Nhân Kiệt phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban kỷ luật tỉnh Yến lấy lý do sức khỏe không tốt. Đệ trình đơn xin từ chức vì bệnh nặng. Tỉnh ủy đồng ý rất nhanh, Ủy ban kỷ luật tỉnh phê chuẩn đơn từ chức vì bệnh nặng của đồng chí Cổ Nhân Kiệt, và trong quá trình thông báo theo thể lệ cũng có trực tiếp đánh giá các mặt tốt của Cổ Nhân Kiệt, tuy rằng từ ngữ cũng không hề tâng bốc quá lời, nhưng cũng khiến Cổ Nhân Kiệt ít nhiều cảm thấy một chút vui mừng. Mặc dù sau đó ông ta cùng Thôi Hướng bàn luận, suy đoán ra ý tưởng của Hình Đoan Đài, nhưng sự việc đã định đoạt, hối hận thì cũng đã muộn, cuối cùng cũng không đề xuất yêu cầu gì. Trực tiếp rút lui. Thôi Hướng từ đó hận Hình Đoan Đài thấu xương,
cho rằng Hình Đoan đài vờ tha để bắt thật, là người nham hiểm. Dù sao cũng là y chủ động đưa ra ý kiến để Cổ Nhân Kiệt rút lui đổi lấy bình an trong cuộc họp ủy viên thường vụ. Trên thực tế nếu Cổ Nhân Kiệt không rút lui, Hình Đoan đài cũng không chắc có thể làm gì y. Đáng tiếc là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Đương nhiên, Thôi Hướng cũng căm hận Hạ Tưởng tương tự, bởi vì y cũng nghe ngóng được tin tức từ bên cạnh, biết được quả thật là Hạ Tưởng ở sau lưng điều tra được sự việc Chu Kỷ Nguyên tham ô, còn thuyết phục Hoàng Lâm và Lưu Húc cùng điều tra truy mãnh Chu Kỷ Nguyên. Về phần vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc cũng là thủ đoạn của Hoàng Lâm và Lưu Húc, còn Hạ Tưởng ở phía sau giật dây thì không quan trọng. Quan trọng là, việc này do một tay Hạ Tưởng thao túng nên mới đưa tới cục diện ngày hôm nay. Đương nhiên, Thôi Hướng cũng sẽ không tự trách mình vốn là y ra tay trước, vì muốn hãm hại Hạ Tưởng nên mới khiến cho Hạ Tưởng ứng chiến, đầu sỏ gây nên là y mới đúng. Thôi Hướng ở trước mặt Hạ Tưởng lại một lần nữa chiến bại, Chu Kỷ Nguyên bỏ mạng, Cổ Nhân Kiệt từ quan, trong khoảng thời gian ngắn cũng có phần mệt mỏi, cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ biện pháp khác đối phó với Hạ Tưởng. Chờ diệu kế của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng cũng không biết rằng có người để nhằm vào hắn, đã sớm chủ tính diệu kế, đợi thời cơ thích hợp, mà hắn cũng đang chờ đợi một thời cơ tốt nhất để tiến tới. Đối với Hạ Tưởng mà nói, thời gian vừa qua quả thật có phần sứt đầu mẻ chán. Vừa mới xử lý xong hoàn toàn vụ việc Cổ Nhân Kiệt và Chu Kỷ Nguyên, tận mắt thấy đòn phản kích quan trọng thứ ba cùng với việc Mai đến Trung Quốc và quảng cáo của rượu tương đài trên kênh CCTV. Đều sắp xảy đến, Trình Hy Học lại không cam chịu im lặng, đã đăng bài báo phản bác trên Quốc gia Nhật Báo. Trình Hy Học đem nick danh việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến ra phê bình, chỉ trích cái gọi là điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, sự thật không đúng với cái tên. Thành phố Đan Thành chỉ có một dự án du lịch văn hóa mới, mặt khác lại như là một doanh nghiệp nhà nước già cỗi thay đổi chế độ xã hội, không có thành tích gì. Thành phố Bảo cũng y như thế. Chỉ khác là Đạt Phú và Kodak đàm phán trong thời gian hơn một năm, cuối cùng để Kodak tiến hành đầu tư thêm mà thôi. Có thể nói, việc chuyển dịch cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến phát động thực hiện đã được nửa năm, nhưng về cơ bản chưa thật sự làm ra điều gì, càng không có thành tích gì đáng khen. Bài báo Trình Hy Học vừa đăng tải, Diệp Thạch Sinh giận tím mặt. Diệp Thạch Sinh ngay lập tức gọi Cát Sơn và Hạ Tưởng vào văn phòng, yêu cầu hai người lập tức phối hợp lực lượng tiến hành phản bác bài báo của Trình Hy Học. Cát Sơn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cũng vô cùng tức giận, bởi vì tranh cãi tới hiện tại, trên cơ bản phương diện mọi người nên chỉ trích đã chỉ trích xong, những luận điểm nên chọn dùng cũng đều đã dùng hết, sẽ không còn có thêm ý tưởng gì mới. Đoán chừng Trình Hy Học cũng đã trải qua một giai đoạn bàn cãi, cảm thấy ở trong giai đoạn rằng có căng thẳng trước mắt trái lại không có lợi đối với y, cho nên liền trực tiếp lấy chuyện điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến để nói chuyện. Ý đồ làm Diệp Thạch Sinh tự loạn đầu trận tuyến, cũng nhân tiện thay đổi cục diện rằng có trước mắt. Mặc dù phải nói thực ra Trình Hy Học vẫn chiếm thế thượng phong. Dù sao tên tuổi của Trình Hy Học vẫn là lớn nhất, hơn nữa ở xung quanh y cũng có một đám người trí thức tay sai đoàn kết, quả thật là một lực lượng hùng mạnh không thể bỏ qua. Cốc Nho tuy rằng tên tuổi không thể so bì nhiều ít với Trình Hy Học, nhưng có điều lấy Cốc Nho cầm đầu phái ủng hộ suy cho cùng, so sánh tương quan. Cảm giác hơi có phần mạnh ai nấy làm, bài báo đăng tải sẽ không như bài báo công phu có tổ chức của Trình Hy Học vừa có sự đanh thép, vừa có phần châm trích. Chương 486, tới Bắc Kinh. Trình Hy Học từ bên ngoài với hàng ngàn ưu thế đột nhiên nhằm vào điểm yếu của tỉnh Yến đánh, hứng thú quyết chiến đến cùng với tỉnh Yến, cũng là muốn mượn việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp để tấn công tỉnh Yến, với luận điệu việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp ở trong nước không thể phát triển. Hạ Tưởng dựa vào đó dự đoán khả năng có người ở trên cấp cao bất mãn vì tranh luận quá lâu. Thắng hay thua cũng phải đưa ra được một phán quyết, nếu tiếp tục rằng có căng thẳng như hiện tại, trái lại sẽ bất lợi cho phe đối lập, bởi vì càng hiểu nhiều về chính sách điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, thì lại càng được dân chúng ủng hộ. Phá vỡ cạnh tranh độc quyền chắc chắn sẽ là việc tốt được đông đảo quần chúng hoan nghênh. Trong tương lai không có sự tách biệt giữa mạng viễn thông và điện tín, viễn thông Trung Quốc ngạo mạn và phí sử dụng đắt đỏ, nhưng không ít người vẫn phải cam lòng sử dụng dịch vụ mạng của bọn họ. Sau đó một tách làm hai, Bắc và Com, rồi cuối cùng không phân biệt Nam Bắc, cả hai tranh giành khách của nhau, chất lượng thái độ phục vụ của Com lập tức tăng vọt. Không có cạnh tranh thì mãi mãi không có phát triển, dân chúng mãi mãi không bao giờ được hưởng thụ sự phục vụ chu đáo, sẽ vẫn phải khó chịu sau khi trả tiền mua hàng.
có lẽ ở cấp cao có người nhận ra điều này nên muốn đem cả tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Hoa ra tranh luận. Điều đó chẳng có gì tốt đẹp, cho nên Trình Hy Học mới theo lệnh hành động, phải chấm dứt tranh cãi càng sớm càng tốt, thì mới bình được thiên hạ. Hạ Tưởng không thể để y thành công được, không phải vì muốn tiếp tục tranh cãi thêm với y trên truyền thông, mà là trước tiên để cho y đắc ý vài ngày, đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới ra một trận chiến định thắng bại. Tất nhiên một phần là phải giành chiến thắng về phe của mình, đồng thời cũng khiến cho Trình Hy Học thất bại thảm hại. Tuy nhiên đối với cơn thịnh nộ của Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng cũng hoàn toàn hiểu được trong lòng Diệp Thạch Sinh, hắn đứng lên cung kính nói. Bí thư Diệp, vừa vặn đúng lúc có một việc tôi muốn báo cáo ngài một chút. Ngày mai tôi muốn đi lên Bắc Kinh, đi tiếp Cốc Lão, cùng Cốc Lão mặt đối mặt thảo luận bài báo phản bác lại Trình Hy Học. Trên truyền thông ở Bắc Kinh, chúng ta chỉ có thể là một người quan sát, cố gắng không tham dự vào, nếu không sẽ làm cho người ta cảm giác không kiên nhẫn. Nhưng trên truyền thông tỉnh Yến, chúng ta vẫn phải dựa theo phương châm trước kia, kiên định mà từng bước đẩy mạnh bước đánh trả tiếp theo. Vì vậy sau khi tôi tới Bắc Kinh, sẽ cung cấp cho Cốc Lão một ít tư liệu chi tiết có liên quan đến tiến triển của việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến, để tạo điều kiện cho Cốc Lão viết bài báo phản bác. Nhưng trong giai đoạn hiện tại trước mắt ở tỉnh Yến, cần phải chờ thêm khoảng một tuần. Diệp Thạch Sinh nghe xong lời Hạ Tưởng nói, cũng từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì kế sách đối ứng Hạ Tưởng đã chủ tính rất tốt, đang chờ đợi thành phố Bảo ký kết các thỏa thuận đầu tư nước ngoài mới, đang chờ đợi thời cơ rượu nhà máy tương đài được quảng cáo rộng rãi. Lúc này nếu bị một bài báo của Trình Hy chọc giận mà vội vã lật con át chủ bài, sẽ khiến Trình Hy Học có sự chuẩn bị, đến lúc đó sẽ không thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Hạ Tưởng không trực tiếp nói ra thất sách của hắn, mà chỉ kín đáo nói muốn đi Bắc Kinh thảo luận đối sách với Cốc Lão, cung cấp một ít thành tích có thể công khai bên trong việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Hạ Tưởng quả thật là một thanh niên tinh mắt, Diệp Thạch Sinh âm thầm khen ngợi, quay ra Cát Sơn nói. Đồng chí Cát Sơn, trước tiên cậu tổ chức một nhóm học giả chuyên gia, liệt kê một vài ví dụ thành công trong quá trình điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến có thể công khai, trước tiên là viết mấy bài báo trước, khiến mấy gã coi thường thành tích của tỉnh chúng ta phải ngạc nhiên. Có gì không rõ lắm thì có thể hỏi Hạ Tưởng, cậu ta nắm rõ mọi chuyện trong tay. Cát Sơn cung kính nói. Vâng, tôi nhớ rõ rồi, bí thư Diệp. Diệp Thạch Sinh vừa động viên hai người mấy câu, vừa đặc biệt giao trọng trách cho Hạ Tưởng nói. Thay tôi vấn an Cốc Lão, mời Cốc Lão khi nào có điều kiện, đến tỉnh Yến mở một cuộc tọa đàm. Tôi sẽ bảo tất cả ủy viên thường vụ cùng với các cấp cán bộ kinh tế chủ quản tỉnh Yến tham gia. Hạ Tưởng hiểu, ý nghĩa sâu xa của hành động này của Diệp Thạch Sinh tỏ rõ, ông ta sẽ chọn dùng lý luận kinh tế của Cốc Lão làm phương châm cầm quyền. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng vui mừng, hành động này của Diệp Thạch Sinh tuy rằng tác dụng thực tế không phải rất lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng sâu xa. Bí thư tỉnh ủy chọn dùng lý luận kinh tế của Cốc Lão, mà hắn là học trò của Cốc Lão. Lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở tổ lãnh đạo, trong mắt người ngoài, còn có ý nghĩa không tầm thường khác. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng, Phạm Tranh cùng với Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì, bốn người ngồi chung một xe đi lên Bắc Kinh. Hạ Tưởng đến tiếp kiến Cốc Lão có ba mục đích quan trọng, một là muốn nhờ việc, hai là cũng quả thật muốn thảo luận để tạo ra phản bác kiên định nhằm vào bài báo chỉ đích danh của Trình Hy Học, bởi vì Trình Hy Học trực tiếp nêu tên tỉnh Yến. Hắn vốn là nhân vật trung tâm của việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, nếu không ra mặt đại diện ứng chiến cũng không thể nào nói nổi, sẽ bị người đời coi thường, cũng làm cho người ta cảm thấy tỉnh Yến không có người. Thứ ba là lần trước Cốc Lão cảm thấy rất hứng thú với bài báo của Nghiêm Tiểu Thì, khi nghe nói Hạ Tưởng muốn tới thì đề xuất muốn gặp mặt Nghiêm Tiểu Thì. Hạ Tưởng vừa nhắc tới, Nghiêm Tiểu Thì hiển nhiên lòng tràn đầy vui mừng, lập tức bỏ hết việc đang làm, cùng Hạ Tưởng đi lên Bắc Kinh. Phạm Tranh muốn gặp Cốc Lão là vì muốn tiếp kiến thầy giáo và cũng muốn tham gia bàn luận. Cổ Ngọc quay về Bắc Kinh, cũng là muốn mượn cớ trở về vấn an Lão Cổ, cô đã lâu không gặp Lão Cổ, hơn nữa sự kiện quốc bảo lần trước, cô cũng muốn giáp mặt nói rõ ràng với ông nội mới thôi. Vừa lên xe, lúc đầu Hạ Tưởng lái xe, Phạm Tranh ngồi lái phụ, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì ngồi ở phía sau. Chỉ một lát sau, Phạm Tranh đề xuất để Nghiêm Tiểu thì ngồi ở lái phụ. Y muốn ngồi ở hàng ghế sau để nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Tiểu thì nhìn ra ý đồ của Phạm Tranh, cười không chịu. Không được, anh rõ ràng là có tình ý với Cổ Ngọc, muốn nhân cơ hội làm quen với Cổ Ngọc. Em cũng nói cho anh biết, anh không phải mẫu người của Cổ Ngọc đâu.
Phạm Tranh bị nói toạc ý đồ, cũng không giận, cười ha hả. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cổ ngọc giống như ngọc nữ, chính là người tình trong mộng anh tha thiết ước mơ, nói nhân duyên có thể gặp nhưng không thể cầu, hôm nay gặp gỡ, vì hạnh phúc cả đời, kiểu gì cũng phải tranh thủ một chút chứ. Cổ ngọc chỉ che miệng mà cười, không nói lời nào, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đang hết sức chăm chú lái xe một cái. Qua cửa kính mờ mờ, cũng thấy Hạ Tưởng cười. Phạm Tranh trong chốc lát tỉnh ngộ, vội hỏi Hạ Tưởng. Là sao, chẳng lẽ cổ ngọc lại là của để dành của cậu? Hạ Tưởng vui vẻ. Sao lại là tôi, đại sự cả đời cổ ngọc có liên quan gì tới tôi đâu? Cô ấy vừa không phải là của để dành của tôi, cũng không phải đồ ăn độc nhất vô nhị của tôi, cô ấy có thể nói là một viên ngọc đẹp tuyệt mỹ. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt cổ ngọc đang cười trộm, và liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái, nói tiếp. Quân tử so đức với ngọc, cổ ngọc muốn chọn người, tất nhiên phải chọn đàn ông như ngọc, phẩm chất như ngọc, bên ngoài như ngọc, lời nói cử chỉ cũng ôn nhuận như ngọc. Phạm Tranh không khỏi thất vọng. Ý của anh là nói, tôi không có được đẹp như ngọc hả? Y vừa nói vừa mở tấm che nắng của ghế lái phụ, lộ ra tấm gương trước mặt, soi gương vài lần. Không đúng, trong gương rõ ràng là một chàng trai bảnh bao nhã nhặn, hiền lành như ngọc, cổ ngọc, em nói thử xem, anh có điểm nào không tốt? Cổ ngọc rất vui, nhưng chỉ cười. Nghiêm Tiểu Thì cười đến rung hết cả người, hứng thú nói. Nói chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu là bằng không, thì hành động vừa rồi của Phạm Tranh đã đủ chứng minh một sự thật. Khi đàn ông gặp được người phụ nữ làm rung động trái tim, tương tự cũng sẽ làm những việc quá mức, thậm chí đôi lúc có thể khiến người ta kinh ngạc. Anh đang hỏi cổ ngọc, không khiến em nói nhiều. Phạm Tranh bất mãn nói, sau đó quay đầu vẻ mặt tươi cười, hỏi cổ ngọc. Bé Ngọc, em nói xem anh có điểm gì không tốt, anh sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Đối ngược với vẻ bên ngoài của người đàn ông chính là bản chất và bản tính. Bề ngoài của anh cũng không tồi, cao hơn mức trung bình, lại thêm thân phận không tầm thường và tài ăn nói của anh, trên cơ bản 80% các cô gái đều khó thoát khỏi tầm tay của anh. Nghe cổ ngọc khen một câu, Phạm Tranh không khỏi không tự kìm hãm được sự vui sướng, đắc ý liếc mắt đáp lễ Nghiêm Tiểu Thì một cái. Tuy nhiên nói tới người đàn ông chân chính có thể hiểu được phụ nữ, anh bên ngoài như ngọc, phẩm chất như thạch, bản tính như kim, sẽ không phải là đối tượng tốt nhất để phó thác cả đời. Lúc cổ ngọc đàm luận về quan hệ nam nữ, lý lẽ rõ ràng đâu ra đấy, một câu nói ra lập tức khiến Phạm Tranh ngẩn người ngay tại chỗ. Ý em là gì, cái gì mà ngọc, thạch, kim, anh không hiểu. Phạm Tranh vẻ mặt căng thẳng hỏi. Cổ ngọc mỉm cười, nói. Bên ngoài như ngọc, là nói vẻ ngoài khiến người ta nhìn cảm thấy dễ chịu, có cảm giác công bằng chính trực nhã nhặn. Phẩm chất như thạch, là nói với vẻ ngoài ngoại hạng như vậy, mà lại chỉ có được phẩm chất loại 2, chỉ đạt tới phẩm chất của đá, thì chắc chắn là thiếu tính ôn nhuận như ngọc. Bản tính như kim chính là nói tính cách bên trong của anh có khí bá đạo. Nói văn hoa hơn một chút chính là khí lạnh, nếu anh nghe không hiểu, có thể thay thế bằng từ hống hách. Chính vì có kim khí, mới phá hủy khí ôn nhuận của anh, mà em thích chính là sự thô sơ. Trời cao đất dày, sự thô sơ dưỡng ngọc nhất. Bởi vì ngọc là tự sản sinh dưới mặt đất, mà kim khí thì làm ngọc tổn thương, cho nên nói, giữa em và anh, bản tính trời sinh khác nhau, ngũ hành bất hòa, không phải cùng loại người. Những lý luận cổ ngọc nói dường như quá uyên thâm, Phạm Tranh nghe muốn nhức đầu, tuy nhiên cũng đã hiểu, dù sao y cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp kinh tế học. Tuy rằng hiện giờ nghiên cứu sinh không hẳn là hiểu hết văn hóa truyền thống của Trung Quốc, những lời cổ ngọc nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Y liền hiểu ngay cổ ngọc hết sức rõ ràng mà nói cho y biết, giữa y và cô không có khả năng. Từ chối thì từ chối, lại còn dùng cái gì mà bất hòa ngũ hành lấy lệ, Phạm Tranh cảm thấy hơi mất mặt, ngượng ngùng mà cười. Cho vàng còn không lấy, lại muốn tìm bùn, không trách được anh, chỉ có thể trách mắt em quá kém. Nếu đúng như em nói, thì người như thế nào mới là dáng vẻ quê mùa, mới xứng đôi vừa lứa với ngọc khí của em? Thử lấy ví dụ thực tế đi. Cho anh xem một chút. Cổ ngọc cười mà không nói. Nghiêm Tiểu Thì lúc đầu là nhìn Phạm Tranh, rồi lại nhìn Hạ Tưởng, rồi nói giảng giải. Người có dáng vẻ quê mùa, đôn hậu nhưng thận trọng mà điềm tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, làm cho người ta cảm giác giản dị tin cậy như đất. Họ không cần nói thêm cái gì, tất cả mọi người cũng sẽ đều vô cùng tín nhiệm đối với họ, đều coi trọng họ. Nếu họ đi đường,
họ sẽ đứng ở bên trái anh để bảo vệ anh. Nếu họ lái xe, họ sẽ vô cùng vững vàng, không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm giác ngồi trên xe họ thì vô cùng an toàn và vững chắc. Ánh mắt Phạm Tranh dừng ở trên người Hạ Tưởng, vỗ đầu, ảo não nói. Hôm nay tôi thật hối hận vì đã ngồi cùng một chỗ với anh. Được rồi, bây giờ anh đã trở thành hình ảnh tốt đẹp đầy hào quang, còn tôi thì trở thành nền của anh. Anh thử nói xem, có phải rất không công bằng hay không? Hạ ca, tôi trước kia cũng không nghĩ anh có duyên với phụ nữ như vậy, hôm nay làm sao mà cả hai đại mỹ nữ ngồi sau xe đều vô cùng thích anh. Hạ Tưởng ra vẻ trầm ngâm mà thở dài một hơi. Tôi là lái xe, các cô ấy biết tôi vất vả, cho nên phải khen tôi, để tôi tiếp tục yên tâm mà lái xe cho mấy người. Anh phải biết rằng, bên trong xe có tổng cộng hai nam, tôi thì lái xe còn anh thì tán gái, anh nói, không công bằng với ai hơn. Phạm Tranh cười ha ha. Được, đến lượt tôi lái cũng được, tôi cũng là một người tận tụy. Phạm Tranh đổi sang lái xe, rút cuộc y ngược lại rất buồn bực bởi vì do Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc khăng khăng yêu cầu, Hạ Tưởng đành phải không phụ lòng mỹ nhân, ngồi ở giữa ghế sau, bên trái Nghiêm Tiểu Thì, bên phải Cổ Ngọc. Mặc dù Hạ Tưởng có vẻ hiền lành mà ngồi bất động nghiêm chỉnh, nhưng trong mắt Phạm Tranh, làm sao có thể ngồi nhìn Hạ Tưởng trái ôm phải ấp, đang tận hưởng hạnh phúc có hai cô gái xinh đẹp bên cạnh, không khỏi liên tục lắc đầu thở dài. Cổ Ngọc, em đừng để ý đến Hạ Tưởng, anh ta kết hôn rồi. Phạm Tranh vừa nghĩ cách dập tắt ảo tưởng của Cổ Ngọc, vừa không quên châm biếm Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì em tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người lấy đi, đừng có cứ lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào Hạ Tưởng. Em thích Hạ Tưởng, không có nghĩa là Hạ Tưởng cũng thích em. Nghiêm Tiểu Thì lại cười hì hì, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, cố ý chọc giận Phạm Tranh. Biết vì sao phụ nữ đều thích đàn ông tính thổ không? Bởi vì đàn ông tính thổ cũng như đất đều làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Anh làm sao biết được Hạ Tưởng không thích em, một công trình thủy lợi có hàng trăm loại người cùng hưởng, nhưng bởi vì Hạ Tưởng ý chí rộng lớn, cho nên bất kể trong lòng như thế nào thì cũng vẫn thích. Hạ Tưởng cũng cảm thấy cô độc, nếu Nghiêm Tiểu Thì muốn trêu đùa Phạm Tranh, thoải mái một chút cũng không có làm sao, tuy nhiên nghe Nghiêm Tiểu Thì nói hắn phụ nữ nào cũng đều thích. Không khỏi đổ mồ hôi, vội chừng mắt liếc nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái. Đừng nói bậy, anh từ bao giờ lại được bác ái như vậy? Nghiêm Tiểu Thì cũng không biết là cố tình hay là mượn cơ hội nổi cáu, không lùi bước chút nào mà đón ánh mắt của Hạ Tưởng, hỏi lại. Làm sao vậy, chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp, chẳng lẽ anh lại ghét em? Người có tấm lòng bao la rộng lớn bao giờ cũng bác ái như trái đất. Trái đất lúc nào cũng sinh dưỡng ra đủ loại hoa tươi. Mà cũng không phải là chỉ sinh trưởng một loại, có phải không, Hạ ca ca? Cổ Ngọc cũng hùa theo đùa Hạ Tưởng, cũng bắt chước Nghiêm Tiểu Thì ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp, chẳng lẽ anh ghét em? Hạ Tưởng rốt cục rất đau đầu, ai bảo nhiều cô gái đẹp xung quanh là người có phúc. Quả thật cũng là một loại tra tấn thống khổ, hắn bất đắc dĩ mà nói với Phạm Tranh. Phạm Tranh! Hay chúng ta thay đổi vị trí? Phạm Tranh trông có vẻ rất hả hê, vội vàng lắc đầu lia lịa nói. Khó nhất là làm vui lòng người đẹp, anh cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, tôi lái xe, tôi chỉ lái xe thôi. Hạ Tưởng dứt khoát một lòng, nói với hai cô gái. Các em quả thật đều rất xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Tuy rằng anh mang trong lòng tính năng của đất, nhưng đất cũng có hàng trăm loại đất, lại càng trồng không dưới trăm loại hoa. Cho nên hai bông hoa xinh đẹp, đừng gây khó dễ cho anh. Trên thế giới người bề ngoài tốt bên trong xấu như Phạm Tranh không nhiều lắm, nhưng phân bò lại rất nhiều, tha hồ mà tìm một đám phân bò thích hợp để bám rễ. Phạm Tranh vừa nghe cười ha ha. Đúng, đúng, mau mau tìm một đám phân bò vẫn còn đủ nhiệt tình mạo hiểm mà cưới đi. Tiểu Thì, khi nào em kết hôn, anh sẽ tặng em một món quà rất lớn. Nghiêm Tiểu Thì và Nhiễm Ngọc liếc nhau. Trong mắt hai người lóe ra một tia gian xảo, sau đó Hạ Tưởng liền cảm thấy một cảm giác đau nhói đồng thời truyền đến hai cánh tay, đau đến mức không khỏi kêu lên thành tiếng. Tới địa điểm đã định ở Bắc Kinh, Cổ Ngọc xuống xe, hướng Hạ Tưởng vẫy tay tạm biệt. Động tác lúc tạm biệt người khác của Cổ Ngọc lại vô cùng đẹp, đầu tiên là cô đứng vững vàng, hai chân đều thẳng, tay trái gấp khúc đặt ở trước ngực, tay phải nâng ở trước mặt, ngón tay giống như cuộn sóng nhấp nhô. Cùng phối hợp với vẻ lưu luyến không rời trên khuôn mặt, lúc nghe giọng nói mê người của cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ tạm biệt là lúc âm thanh rung động lòng người kia làm cho người ta quyến luyến.
Phạm Tranh ở một bên lắc đầu nói. Quyến rũ, dáng người quyến rũ, giọng nói quyến rũ, ánh mắt quyến rũ. Tất cả đều vô cùng quyến rũ. Tôi say rồi. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai của y, nói. Tỉnh lại, dậy làm việc mau. Nghiêm Tiểu thì khẽ lay người Phạm Tranh. Tỉnh lại, đừng có nằm mơ, Cổ Ngọc người ta đang chào tạm biệt Hạ Tưởng, chứ không phải là anh. Tình cảm dạt dào bỗng chốc hóa thành hư không, Phạm Tranh bùi ngùi. Sớm biết ảo mộng sẽ thành hư không, thì thà đừng gặp nhau trước đây thì tốt hơn. Tới Viện Khoa học Xã hội, sau khi gặp được Cốc Lão, không thể thiếu một hồi hàn huyên. Sau khi hàn huyên, Hạ Tưởng giới thiệu Nghiêm Tiểu Thì với Cốc Lão. Cốc Lão, đây là Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì ở trước mặt Cốc Lão, cười mỉm, dịu dàng tùy mị, đoan trang nền nã, Hạ Tưởng nhìn mà âm thầm cảm thán. Nói phụ nữ trăm hình vạn dạng, quả nhiên, Nghiêm Tiểu Thì lúc thì cổ quái danh mãnh, lúc thì quyến rũ động lòng người, bây giờ lại là một dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, khiến hắn mơ hồ không thể nắm bắt nổi người nào mới chính là cô chân thật nhất. Cốc Lão nhìn Nghiêm Tiểu Thì vài lần, khẽ lắc đầu, nói. Trong đám học trò nữ của tôi không có ai xinh đẹp giống như cô, không được, vốn muốn nhận cô làm học trò, cũng nghe Hạ Tưởng nói qua cô cũng có ý này. Tuy nhiên sư mẫu của cô có lệnh, kiên quyết không được nhận học trò nữ xinh đẹp, muốn nhận cô làm học trò, nhưng lại không dám làm trái lệnh sư mẫu của cô, thật khó đôi đường, khó đôi đường. Hạ Tưởng không nhịn được cười ra thành tiếng, không nghĩ tới đường đường một học giả Cốc Nho nổi tiếng không ngờ lại sợ vợ như cọp đến mức này, hơn nữa còn đáng yêu đến mức nói ra trước mặt mọi người. Vẻ mặt Phạm Tranh lại bình tĩnh, nhìn giống như đã quá quen thuộc, một chút cũng không cười, có vẻ như trước đấy đã không ít lần nghe Cốc Nho nói qua việc sợ vợ. Cốc Lão cũng là người thật thà hiếm thấy. Nghiêm Tiểu Thị oan ức nói. Cốc Lão, chẳng lẽ xinh đẹp cũng là một cái tội sao? Nếu sự xinh đẹp của em là vật cản cháu trở thành học trò của Cốc Lão, em có thể lựa chọn, em tình nguyện không xinh đẹp, chỉ muốn làm học trò của Cốc Lão. Hạ Tưởng tiện việc, đem bài báo ba người bọn họ vừa mới viết đưa cho Cốc Lão. Cốc Lão khoát tay chặn lại, ra hiệu mấy người không nói, sau đó ông ta không quản mấy người đang ngồi đó, vùi đầu vào đọc bài báo. Hơn 10 phút sau, Cốc Lão ngẩng đầu lên đầu tiên là liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi hướng Phạm Tranh gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Nghiêm Tiểu Thì, xúc động nói. Tôi cả đời nhận vô số học trò, như bây giờ mới nhờ các em mà có được vinh quang. Bài báo của Hạ Tưởng rất phong phú, trong sự rộng rãi bao quát, có một sự mượt mà khiến người ta tìm không ra khuyết điểm, nhưng ở bên trong sự mượt mà lại có đủ sắc bén. Bài báo của Phạm Tranh như chiến tranh, khí thế như cầu vồng, nhưng ở bên trong sự phóng đãng lại có cạm bẫy và u ám khiến người ta không thể phát hiện ra. Bài báo của Nghiêm Tiểu Thì mới nhìn làm cho người ta cảm thấy như gió mùa xuân, trông có vẻ như rủ rỉ êm tai, nhưng thực tế ở bên trong hé ra, cũng ẩn chứa sát khí, là một đao phong mềm mại. Ba người các em thật đúng là không hổ danh ba kiếm khách, quần anh tụ hội. Ba bài báo mà đăng, có thể khiến cho rất nhiều người lập tức á khẩu không mở miệng nói được. Nghiêm Tiểu Thì nghe ra ngụ ý. Cốc Lão, Hạ Tưởng và Phạm Tranh là đệ tử danh chính ngôn thuận của thầy. Em thì không thể, thầy nhất định phải nghĩ cách để em được làm học trò của thầy, nếu không em sẽ khóc nhẹ, em sẽ chơi xấu. Chương 487, cơ hội tốt. Vũ khí lớn nhất của con gái chính là làm nũng, nhất là ví dụ đặc biệt như Nghiêm Tiểu thì có khả năng gây sát thương kinh người. Cốc Lão bộc lộ hết thảy sự quý mến và yêu thích Nghiêm Tiểu thì, nhưng vẫn tiếc nuối nói. Thật sự sư mẫu em yêu cầu rất nghiêm, tôi luôn vô cùng kính trọng cô ấy. Hơn nữa không nhận nữ học trò xinh đẹp cũng là từ chính mồm tôi nói ra. Đã quy ước thì tôi cũng không thể tự phá bỏ danh dự được. Hạ Tưởng thấy hai người đều vô cùng khó xử, Phạm Tranh lại ở một bên vô tâm không để ý, cũng không có ý chủ động giúp đỡ, chỉ giỏi ra vẻ làm người tốt. Em có cách làm sư mẫu yên tâm nhưng sợ Cốc Lão sức hấp dẫn hơn người, sợ nữ học trò xinh đẹp không cẩn thận mà sẽ thích Cốc Lão. Thật ra không phải sư mẫu không cho Cốc Lão thu nạp học trò nữ xinh đẹp, mà là không cho Cốc Lão thu nạp học trò nữ độc thân, mà nữ học trò lại xinh đẹp, nếu hoa đã có chủ, thì sư mẫu cũng không có gì phải lo lắng. Ý kiến hay. Cốc Nho mừng rỡ, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng nói. Tôi đương nhiên hiểu rõ mong muốn thực sự của sư mẫu cậu, có điều nói không biết xấu hổ, cậu cũng hiểu phụ nữ, nhìn thấu mấu chốt trong đó. Tiểu thì chẳng phải chưa kết hôn. Mà nghe nói ngay cả bạn trai cũng chưa có.
Điều đó không dễ làm đâu. Sao lại không dễ làm? Rất đơn giản. Phạm Tranh chấp được thời cơ, vội vàng không nhịn nổi nhảy ra, cười ha hả. Để Hạ Tưởng giả bộ làm bạn trai tiểu thì hoặc bạn cùng học, dù sao bọn họ cũng quen thuộc, cũng ăn ý, sẽ không lộ bí mật. Còn nữa, sư mẫu mà thấy hai học trò là một đôi thì càng yên tâm. Hạ Tưởng vội vàng trừng mắt nhìn Phạm Tranh, Phạm Tranh đắc ý cười, tỏ ý đáng đời, tới lượt anh diễn trò. Ánh mắt Nghiêm Tiểu thì sáng lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Tưởng. Em không ngại anh là người đã kết hôn đâu. Hạ Tưởng mặt mày nhăn nhó. Nhà của anh cũng có cọp mẹ. Cốc lão cười ha ha, vô cùng vui vẻ nói. Văn ví như người, ba người các cậu kết hợp ra tay, quả nhiên không tầm thường. Quyết định như vậy đi, Hạ Tưởng, cậu làm được tốt, buổi tối cùng đến làm khách trong nhà của tôi, chính thức giới thiệu với sư mẫu của cậu tiểu sư muội Nghiêm Tiểu thì của các cậu. Nghiêm Tiểu thì vui mừng nhảy dựng lên, bay nhanh qua hôn một cái trên mặt Hạ Tưởng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức gần như có thể bỏ qua, cô mặt hơi đỏ nói một câu. Cảm ơn anh. Phạm Tranh cao hứng. Khi về tôi sẽ báo cho Cổ Ngọc, để cô ấy dập tắt ảo tưởng đối với anh đi. Cốc lão quay mặt sang một bên. Tôi không có thấy cái gì hết. Cùng một lúc, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Buổi tối tới làm khách nhà Cốc lão. Gia đình Cốc lão ở một khu nhà kiểu cũ, quan hệ hàng xóm láng giềng vô cùng hòa thuận. Dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi Cốc lão. Cốc lão vẻ mặt tươi cười đáp lại từng người. Hạ Tưởng, Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì đều có quà ra mắt. Quà của Hạ Tưởng là một cặp đồng hồ đeo tay cùng với mấy bình rượu tương đài tinh chế. Quà của Phạm Tranh là một bộ đồ dùng tập thể hình. Quà của Nghiêm Tiểu thì là đáng chú ý nhất, chỉ tặng Cốc lão một chiếc bút máy, nhưng lại mua cho sư mẫu đồ trang điểm, quần áo và một chiếc vòng cổ ngọc trai. Nhà Cốc lão cũng không lớn, chỉ có 90 mét vuông, hai phòng ngủ, một thư phòng. Lý Hoa phu nhân Cốc lão hiện tại đang làm giáo viên ở Đại học Trung Sơn, chăm sóc không tồi, tinh thần lẫn vẻ mặt đều rất tốt, có một loại khí chất quang vinh lịch sự nhã nhặn. Hạ Tưởng nghĩ, nhìn tướng mạo Lý sư mẫu tuyệt nhiên không phải là một người vợ nghiêm khắc. Tuy nhiên khi Hạ Tưởng nhìn thấy Lý sư mẫu trong nháy mắt để ý tới Nghiêm Tiểu thì, là lúc sắc mặt hơi hơi lạnh, không khỏi cười thầm, quả nhiên là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Sư mẫu đối với nữ học trò xinh đẹp, có thái độ thù địch tự nhiên. Cũng may là sau khi Cốc lão giới thiệu Nghiêm Tiểu thì là, bạn gái, hắn, khi Nghiêm Tiểu thì thông minh mà biết điều ôm lấy cánh tay hắn, là lúc vẻ cảnh giác trên mặt sư mẫu mới dần dần biến mất. Ngay sau đó ba người lần lượt mang quà ra, sư mẫu từ chối một hồi rồi nhận lấy, vẻ tươi cười trên mặt mới bắt đầu nở rộ. Nhất là lúc Nghiêm Tiểu thì mang quà của cô ra, sau khi dạy cho Lý Hoa chăm sóc da như thế nào, bảo dưỡng da làm sao. Trên mặt Lý Hoa tràn đầy vẻ niềm nở tươi cười cho thấy cảnh giác của bà đối với Nghiêm Tiểu thì đã hoàn toàn loại bỏ. Cốc lão cảm thấy như chút được gánh nặng vẻ mặt hướng Hạ Tưởng và Phạm Tranh cười. Socrates và Lincoln đều có lưỡi gươm nghiêm khắc. Hạ Tưởng hiểu Cốc lão tự giễu, vội cười chuyển hướng đề tài. Trình Hy học gần đây đã đăng một bài báo trên Quốc gia Nhật Báo, động chạm tới Bí thư Diệp bảo ba người chúng em viết bài báo phản bác. Còn nữa, Bí thư Diệp muốn mời thầy tới tỉnh Yến để tổ chức một buổi tọa đàm về tình hình kinh tế hiện tại, muốn xem khi nào thuận tiện cho thầy. Cốc lão nghe xong, hơi trầm tư, gật đầu đồng ý. Tọa đàm kinh tế là việc tốt, cũng là một việc nhỏ. Chờ tôi sắp xếp thời gian một chút nói về bài báo của ba người trước, phát biểu vài lời, cũng coi như là một lần đánh trả mạnh mẽ. Chờ sau khi tôi xem qua lại thật cẩn thận một lần nữa, thì tìm một cơ hội thích hợp mà đăng tải. Nói xong, ông lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Nói đến nơi tổ chức tọa đàm, thật vừa khéo, ngày mai Trình Hy học sẽ tổ chức một buổi tọa đàm kinh tế học ở Đại học Trung Sơn, chỗ sư mẫu của các cậu, cô sẽ dẫn dắt các cậu tiến vào bên trong giảng đường nghe giảng, còn có thể đặt câu hỏi cho Trình Hy học tại chỗ. Các cậu có hứng thú hay không? Thật là một cơ hội tốt nghiên cứu lý luận của Trình Hy học, Hạ Tưởng gật đầu đồng ý. Cơ hội tốt, đáng giá tham gia. Là cơ hội tốt tìm kiếm khuyết điểm của Trình Hy học. Phạm Tranh quả nhiên mạnh dạn hơn so với Hạ Tưởng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Nghiêm Tiểu thì cũng tỏ vẻ đồng ý. Tiếp xúc gần gũi Trình Hy học, nghe lời nói xem hành động, đối chiếu lại với bài báo của ông ta, có thể tiến thêm một bước hiểu biết về cách đối nhân xử thế của ông ta, có thể biết người biết ta. Vừa đúng lúc,
còn có rất nhiều vấn đề em muốn đến thỉnh giáo giáo sư Trình. Cốc Nho nhìn nhìn ba người vẻ mặt khác nhau, Hạ Tưởng bình tĩnh, Phạm Tranh lạnh lùng, Nghiêm Tiểu thì nhẹ nhàng tinh tế, không khỏi trong lòng vui mừng, nói. Có ba học trò tâm đắc của ta kết hợp, Trình Hy học tự nhận tài trí hơn người, chỉ sợ cũng sẽ phải cúi đầu chịu thua. Lý Hoa rất hài lòng với ba người, nhất là với Nghiêm Tiểu thì vô cùng yêu thích, nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cháu thật có phúc, tìm được một cô bạn gái xinh đẹp sắc sảo, giỏi hơn nhiều so với con trai của cô. Nếu con trai cô không xuất ngoại, cô phải bảo nó cạnh tranh với cháu, bắt nó không thể không đoạt lấy Tiểu thì đem về. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Cháu đến lúc đó sẽ trở thành bạn tốt với Cốc Khả trước, cho anh ấy biết đạo lý không thể cướp vợ bạn, anh ấy sẽ không cướp bạn gái của cháu đâu. Nghiêm Tiểu thì lại hướng về phía hắn cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tươi cười có vẻ thỏa mãn hạnh phúc, dường như hắn giống như người bạn trai thật sự không thể quay lại của cô. Hạ Tưởng cũng không muốn tiếp tục đề tài về mối quan hệ giữa hắn và Nghiêm Tiểu thì, đang muốn nói sang chuyện khác, thật may đúng lúc Phạm Tranh cuối cùng làm được một việc tốt. Y khá quan tâm đến diễn thuyết của Trình Hy học, liền hỏi Lý Hoa. Sư mẫu, đề tài diễn thuyết của Trình Hy học là cái gì? Luận bàn về lợi và hại của cải cách kinh tế hiện tại, là do Đại học Trung Sơn khởi xướng, đồng thời mời Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh còn có một số giáo sư kinh tế học và học viện có ảnh hưởng tham gia, tổ chức ở hội trường lớn nhất của Đại học Trung Sơn, có thể chứa hơn 1.000 người. Ngoại trừ các học sinh ưu tú của Đại học Trung Sơn tham gia ra, nghe nói còn có một vài nhân vật chính có ảnh hưởng tham gia, cụ thể là ai tôi cũng không rõ ràng lắm. Lý Hoa chỉ là một giảng viên bình thường ở Đại học Trung Sơn, không chức không quyền, không biết cụ thể rõ ràng tình hình bên trong cũng là bình thường. Tuy nhiên các cháu muốn tham gia, đưa các cháu vào cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ đi cùng các cậu. Cốc Nho vẻ mặt hưng phấn, ông ta rất chờ mong ba học trò của mình cùng kết hợp hỏi Trình Hy học, khiến cho Trình Hy học phải bối rối. Ăn bữa tối ngay tại nhà, Lý Hoa tự mình xuống bếp nấu cơm cho mấy người, Nghiêm Tiểu thì ở một bên trợ giúp. Lúc ăn cơm, Cốc Nho rất tò mò vì sao Hạ Tưởng đưa rượu tương đài cho ông, Hạ Tưởng liền nhân cơ hội giới thiệu lịch sử rượu tương đài cho Cốc Nho. Cốc Nho tuy rằng là nhà kinh tế học, nhưng cũng cảm thấy hứng thú với lịch sử và truyền thống văn hóa, nghe Hạ Tưởng nói rất thú vị, liền lên cơn thèm rượu, không khỏi uống liền mấy ngụm. Cốc Nho đánh giá rượu tương đài là hảo hạng. Có thể nhập khẩu. Nhưng nếu muốn bán được ở thủ đô, thì còn cần phải có bao bì đóng gói công phu và hợp thị hiếu. Nồng độ rượu tương đài nhẹ không phải khuyết điểm, nhưng hương vị khá nhạt, dễ đau đầu chính là khuyết điểm. Bây giờ người ta uống rượu rất chú trọng việc tận hưởng nhưng không thể bị đau đầu, bằng không về sau nhớ lại mỗi lần bị đau đầu sau khi uống rượu, thì cơ bản sẽ không uống lại lần thứ hai nữa. Hạ Tưởng khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của Cốc Lão. Ghi nhớ từng điều ở trong lòng. Sau khi ăn xong ba người hẹn gặp Cốc Lão vào sáng sớm ở Viện Khoa học Xã hội, sau đó liền cáo từ ra về. Ra tới bên ngoài mới chợt nhớ ra một vấn đề, tối ngủ ở đâu. Phạm Tranh rất vô ý mà giơ tay chặn một chiếc xe taxi, nói. Tôi có hẹn với bạn học, sáng mai gặp ở Viện Khoa học Xã hội nhé, tôi đi đây. Phạm Tranh vừa đi. Hạ Tưởng cũng không thể bỏ mặc Nghiêm Tiểu thì mà đi tìm Tiếu Giai, nói. Đi nào, đi tới khách sạn. Nghiêm Tiểu thì nhẹ nhàng mà, một tiếng, cười khẽ nói. Chúng ta là giả bộ chứ không phải là thật. Hạ Tưởng vừa bực mình vừa buồn cười. Trên mặt anh biểu lộ vẻ cấp bách lắm sao? Thật kỳ lạ là anh rõ ràng là một người tốt, nhưng luôn luôn có người vừa gặp đã nghĩ rằng anh háo sắc, trời đất chứng giám. Đàn ông! Ai chẳng nhân cơ hội là tiến tới. Nghiêm Tiểu thì không phục mà đáp trả Hạ Tưởng một câu. Nếu em tối nay chủ động nhào vào ôm lấy, có phải vừa đúng như mong muốn của anh hay không? Em không nông cạn như vậy, anh cũng không nông cạn như vậy. Hạ Tưởng không nhẹ không nặng mà nói một câu, khởi động ô tô, lại hỏi. Tầm 2 sao hay là 3 sao? 2 sao thì anh còn có thể trả tiền, 3 sao thì phải tự trả tiền. Tầm 4 sao, anh trả tiền. Nghiêm Tiểu thì nói, không hiểu sao lại trở nên tức giận. Tìm được một khách sạn 4 sao, nhưng không may là chỉ còn có một phòng, Hạ Tưởng định tìm khách sạn khác, nhưng nhân viên phục vụ lại nói. Đừng tìm nữa, thế nào cũng không còn phòng đâu. Bây giờ đang là Quốc Khánh, khách sạn cấp 4 sao trở lên ở thủ đô đều đã đầy khách. Hạ Tưởng còn chưa nói, Nghiêm thì đã nói.
Em là bạn gái của anh, cũng không phải người ngoài, anh sợ cái gì? Ở đây đi. Nhân viên phục vụ vừa làm thủ tục, vừa che miệng nhìn Hạ Tưởng cười trộm, chắc chắn là cười sự can đảm của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ. Vừa mới quen được 3 ngày, chưa quá hiểu, không phải là một khởi đầu tốt. Tôi là một người đàn ông tốt, không dễ dàng lừa dối con gái. Nhân viên phục vụ tuổi không lớn, nhiều nhất là 20 tuổi, mặt trái xoan, mắt to, trông rất ưa nhìn, nghe Hạ Tưởng vừa nói, lập tức đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Có hoa mà không hái cẩn thận kẻ khác hái mất, hơn nữa bạn gái của anh thật sự rất đẹp, em cũng hâm mộ người xinh đẹp như cô ấy, làn da cũng rất đẹp. Tiên sinh, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hạ Tưởng thất bại, ban đầu hắn cho rằng nhân viên phục vụ tuổi không lớn, đã định trêu đùa cô một chút, không nghĩ rằng cô nàng trông thì có vẻ e thẹn, cũng rất xấu hổ, nhưng những lời nói ra cũng thật mạnh mẽ, khiến hắn không còn lời nào để nói, đành phải mỉm cười, lại nói một câu. Em chắc chắn chưa có bạn trai. Bởi vì lúc Hạ Tưởng tới đã là hơn 10 giờ tối, đã không có người khách nào, cho nên tổng đài cũng không vội, nhân viên phục vụ cũng nhàn hạ. Nhân viên phục vụ số 2012 cũng hứng thú nói chuyện quá, Hạ Tưởng hỏi cái gì liền trả lời cái đó. Làm sao anh biết em không có bạn trai? Nhân viên số 2012 mắt mở to, nhìn thẳng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại ra vẻ thần bí nói. Bí mật, anh nhìn tướng mạo. Sau khi chờ hắn và Nghiêm thì cùng đi lên lầu, 2012 sửng sốt nhìn bóng dáng hai người trong chốc lát, mới tự nói. Thật sự là một cặp đẹp đôi, khi nào mình cũng phải tìm một người bạn trai giả vờ nghiêm chỉnh như hắn mới được, đàn ông thành thật quá thì không có gì thú vị, chỉ có đàn ông giả vờ đứng đắn, mới là đàn ông hảo hạng nhất. May mắn Hạ Tưởng không nghe thấy lời 2012 nói, nếu không thật đúng là được fan cười ra nước mắt. Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì vào đến phòng, vừa khéo lại đúng phòng số 2012, Hạ Tưởng cởi giày trước, sau đó liền trực tiếp nằm ở trên giường. Thoải mái mà duỗi người, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác cả người thả lỏng thoải mái, đã bị Nghiêm Tiểu thì kéo dậy. Nghiêm Tiểu thì không do dự giúp Hạ Tưởng cởi áo khoác, oán giận nói. Mặc áo khoác nằm ở trên giường không sạch, còn nữa, anh cũng không tắm rửa đã lên giường luôn, sao có thể ngủ được. Mau cởi quần áo đi tắm đi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ vừa cởi quần áo vừa nói. Em chỉ là một bạn gái giả, sao lại kiểm soát giống như cô bé Lê nhà anh vậy? Lúc cởi được một nửa, hắn mới chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói. Quay mặt đi, đừng có mà nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Tiểu thì ửng hồng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Làm như ai cũng muốn nhìn anh, đàn ông ai cũng xấu chết đi được. Bầu không khí giữ được coi như thoải mái, không có gì kiều diễm và mờ ám, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng vừa vặn, không để cho ý loạn tình mê tạo cơ hội. Hắn chạy vọt vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó quấn khăn đi ra, liền phát hiện Nghiêm Tiểu thì đã đặt cả tất và giày của hắn gọn gàng một chỗ, cả quần áo của hắn cũng được treo lên, còn đặt cả một ly trà nóng ở đầu giường. Lại thấy Nghiêm Tiểu thì mặc một bộ áo ngủ, ngồi ngẩn ra ở trên giường. Thật đúng là một cô gái cẩn thận chu đáo, Hạ Tưởng nghỉ ngơi, bảo cô cũng đi tắm rửa. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Nghiêm Tiểu thì cũng không biết nghĩ tới cái gì, hai má ửng hồng. Ngay cả cổ cũng là một mảnh phấn hồng vô cùng mê người. Áo ngủ của cô vô cùng mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được nội y bên trong. Thân thể của cô duyên dáng uyển chuyển, đặc biệt thon thả, eo nhỏ duyên dáng, cái mông rất tròn, Hạ Tưởng lơ đãng chỉ nhìn thoáng qua, đã thu hết trong đáy mắt cảnh tượng tuyệt vời. Người xưa có câu, mỹ nhân như hoa trong đám mây. Đối với Hạ Tưởng mà nói, hiện giờ cũng là mỹ nhân như hoa ở trước mắt. Hắn đột nhiên liền nhớ tới truyền thuyết xúc động lòng người cầm thú và không bằng cầm thú, nghĩ thầm rằng thôi đi, đàn ông không thể lúc nào gặp thời cơ cũng nhân cơ hội, phải có tự chủ, phải có quyết tâm và dũng khí để không phá vỡ điều tốt đẹp, liền tỏ vẻ không có việc gì hướng Nghiêm Tiểu thì nói. Áo ngủ rất đẹp đấy, nhưng anh không có đồ ngủ, buổi tối chỉ mặc quần lót đi ngủ. Nhưng em yên tâm, anh là nước giếng, em là nước sông, không ai quan tâm đâu. Em đi tắm rửa đi, anh ngủ trước. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Nghiêm Tiểu thì, phì cười. Anh làm như em cũng giống như anh ấy. Nói cho anh biết, em là cô gái tốt biết giữ mình như ngọc, anh mà có ý quấy rối, cẩn thận đấy, em cũng học võ phòng thân đấy. Nghiêm Tiểu thì nói xong,
nghĩ rằng Hạ Tưởng còn có thể nói thêm vài câu, không ngờ đợi một hồi không thấy một chút tiếng động, cô đánh bạo liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, chỉ thấy đầu hắn đã ngoẹo ra ngủ. Nghiêm Tiểu thì vừa tức vừa giận, đồ đàn ông thối, mỹ nữ ở cùng phòng mà không ngờ có thể say sưa ngủ, rất không coi sự xinh đẹp của cô là gì trong mắt. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, cô một chút không sức hấp dẫn cũng không có. Tâm tư của phụ nữ từ trước đến nay vẫn mâu thuẫn, đàn ông mà vồn vã hơn, các cô sẽ ác cảm. Đàn ông không thèm quan tâm đến, các cô lại sẽ oán giận đàn ông không biết trân trọng, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nghiêm Tiểu thì đi vào phòng tắm, trong mũi còn truyền đến hơi thở đàn ông của Hạ Tưởng vừa tắm vẫn còn lưu lại, bất giác mặt đỏ lên, cơ thể nóng lên. Cởi quần áo trên người, đến khi cả người trần truồng mà đứng ở dưới vòi phun, cô vẫn còn cảm thấy trong cơ thể từng đợt khô nóng. Nước ấm xả xuống, chảy qua cơ thể đầy đặn trưởng thành. Nghiêm Tiểu thì không tránh được bùi ngùi, cô năm nay đã khá nhiều tuổi, tuy rằng nói đã từng có một bạn trai, nhưng chỉ trong giới hạn nắm tay mà thôi, trên thực tế đến hiện tại cô còn chưa từng chính thức tiếp xúc thân mật với đàn ông. Người thiếu nữ nào mà chẳng biết yêu, Nghiêm Tiểu thì vừa tắm rửa, vừa thoa sữa tắm toàn thân, ngón tay chạm qua từng tấc da thịt trên người, liền nghĩ tới cách đó không xa người đàn ông mà cô không hề ghét đang ngủ say. Không chịu hăng hái tới cùng, trong lòng lại ầm ầm nhảy dựng lên. Tuổi tác nói lớn cũng không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ, nhưng hôm nay quả thật là lần đầu tiên cùng ở chung một phòng với đàn ông, tuy rằng không cùng giường, nhưng cũng cảm thấy dường như là cú đột phá đầu tiên trong đời. Nhớ tới quyết định táo bạo vừa rồi ở dưới lầu, cuối cùng là giả vờ khí thế, hay là trong lòng đã có chút suy nghĩ ảo tưởng đối với hắn. Nghiêm Tiểu thì càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Làm sao thể có chuyện phụ nữ đến tự thú nhận với nam giới được. Nhưng sau đó nghĩ đến người đàn ông đang ngủ ở kia, dường như đối với cô cũng không có chút hứng thú nào, có mỹ nhân ở cùng phòng, lại có thể nằm xuống mà ngủ ngay được, có phải đàn ông hay không vậy? Cho dù không có hứng thú can đảm tới mức dám động tay động chân, thì ít nhất cũng nên úp úp mở mở nói vài câu trêu ghẹo đùa bỡn chứ, làm sao lại có thể chủ động phân rõ ranh giới rồi sau đó lăn ra ngủ liền ngay được. Thật không tin nổi lại có người đàn ông can đảm như vậy. Nghiêm Tiểu thì lại hờn tủi một hồi, cho rằng Hạ Tưởng có mắt không tròng, khiến cho sự tự tin của cô về sức hấp dẫn của chính mình cũng giảm đi. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, mình thật sự đã già rồi sao? Đúng rồi, Cổ Ngọc trẻ hơn so với mình, phong cách cũng khác so với mình, chẳng lẽ hắn thích những em trẻ tuổi như vậy? Nghiêm Tiểu thì lại nhớ đến Tào Thù Lê và Tống Nhất Phàm, càng thêm kiên định quan điểm về Hạ Tưởng. Cô bé Lê nhà hắn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, Tống Nhất Phàm nhỏ hơn hắn 10 tuổi, xem ra hắn thật đúng là chỉ thích mấy cô gái tuổi còn trẻ, không thích mấy cô gái tuổi lớn hơn. Vấn đề là, mình cũng nhỏ tuổi hơn hắn có phải quá kén chọn hay không? Chương 488, kiên định lập trường. Nghĩ ngợi lung tung, Nghiêm Tiểu thì tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, lau khô người rồi nhẹ nhàng từ trong phòng tắm đi ra ngoài căn phòng ánh đèn mờ ảo. Hạ Tưởng đã ngủ rất say, cô không quấn khăn tắm mà chỉ mặc quần lót, rón ra rón rén mà mò tới giường của mình, lặng lẽ không một tiếng động chui vào trong chăn, bất chợt cười. Vừa rồi thật là khờ, nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ? Mình là một người con gái tốt, người theo đuổi cũng nhiều, cần phải khiến hắn coi trọng mới được chứ? Hừ, hắn đã là người có gia đình, làm sao mà mình lại còn ảo tưởng hắn với mình, thật phải làm như thế nào? Chẳng lẽ lại tự dưng biếu không cho hắn được món hời? Mình đi theo hắn, ngoài việc để hắn lấy đi cái quý giá nhất của mình ra, hắn còn có thể mang lại điều gì cho mình nữa? Dù sao cũng không thể để cho hắn ta vớ được món hời được. Suy nghĩ một hồi, Nghiêm Tiểu thì chìm dần vào giấc ngủ. Thực ra cô nào biết đâu rằng, Hạ Tưởng vẫn chưa ngủ. Chỉ có điều Hạ Tưởng biết rằng, không giả vờ ngủ cũng không được, nếu không hai người ở chung một phòng. Anh một lời tôi một lời, nói qua nói lại nếu chẳng may ý loạn tình mê, cuối cùng giả biến thành thật thì phải làm sao? Hạ Tưởng không phải không chuẩn bị trước, bình tĩnh mà xem xét, có hai người hắn yêu sâu đậm nhất, một là Tào Thù Lê, một là Liên Nhược Hạm, mà Tiếu Giai có vị trí đặc biệt trong cuộc đời hắn, nói không có cảm tình, cũng có, nói là yêu, cũng không phải. Tiếu Giai giống như một giấc mơ của hắn, không có chị từ bé nên hắn có cảm tình rất tốt với Tiếu Giai. Cũng bị cơ thể của cô mê đắm. Có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Giai, cũng như bù lại tiếc nuối của kiếp trước, nói tóm lại là không chỉ có cảm giác không thể quên được, mà thực sự có cả cảm xúc sâu đậm lúc hoạn nạn có nhau. Sau khi có ba người phụ nữ trong đời,
đối với những người phụ nữ khác, Hạ Tưởng cảm thấy khó mà có thể sống trong cảm giác yêu đương say đắm, cho dù bất chợt động lòng, cũng chỉ là một loại tình cảm nhất thời bình thường. Đương nhiên là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy người xinh đẹp như Nghiêm Tiểu thì, lại cùng ở trong một phòng, phản ứng sinh lý là vô cùng bình thường, không có phản ứng mới là không bình thường. Hơn nữa nói thật, Hạ Tưởng cũng có kích động, khi hắn khép hờ hai mắt ở trong bóng tối, nhìn thấy Nghiêm Tiểu thì mặc quần lót bước qua trước mặt hắn, cũng cảm thấy mạch máu sôi sục, tim đập nhanh hơn. Làn da Nghiêm Tiểu thì vừa trắng vừa đẹp, vừa tắm xong lại càng mềm mại, dưới ánh sáng mờ ảo, toàn thân lấp lánh hào quang lóng lánh mê người. Nhất là cặp đùi thẳng tắp và rắn chắc của cô, đôi vai xinh đẹp gầy yếu, chiếc eo nhỏ có thể một tay nắm giữ, lại có dáng người mặc dù không đầy đặn nhưng vô cùng cân xứng, nên lúc cô nhẹ nhàng đi qua, vòng eo vặn vẹo, cặp mông lay động, khiến cho người ta mơ màng tưởng tượng vô hạn. Hạ Tưởng cũng rất không hứa hẹn mà có khát khao sinh lý. Đâu đã có đó, con người đối nhân xử thế chính là nhờ có khả năng tự kiềm chế. Hạ Tưởng cũng không muốn bởi vì kích động nhất thời, lại gây phiền toái về sau. Khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà có khi xa xôi, có khi lại gần trong gang tấc, quan hệ đột phá thường chỉ tồn tại trong nháy mắt. Lúc trước, có lẽ có thể thong dong bình tĩnh, sau đó, lại rất khó thản nhiên đối mặt. Giống như hắn và Mai Hiểu Lâm, đương nhiên hắn thì không có gì nhưng Mai Hiểu Lâm thì luôn luôn mất tự nhiên. 36 kế, ngủ là kế tốt nhất, Hạ Tưởng liền không nghĩ ngợi nữa. Dù sao Nghiêm Tiểu thì cũng không phải người bình thường, một khi dính vào, về sau rất khó có thể chia lìa, coi như chưa có gì xảy ra. Có câu rằng nói cho cùng, lên núi thì dễ xuống núi mới khó, quả thật nói một cách khác cũng rất đúng, lên giường thì dễ xuống giường mới khó. Hạ Tưởng lại nghĩ tới buổi diễn thuyết ngày mai, việc quan trọng nhất trong đầu, liền thật sự từ từ đi vào giấc mộng đẹp. Một đêm không nói chuyện quả thật không nói chuyện thì đã tốt, cũng sẽ không có việc gì từ nay về sau. Lúc Hạ Tưởng đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động làm bừng tỉnh. Trong mơ màng hắn quên mất mình đang ở đâu, đứng dậy trả lời di động, là điện thoại của vệ tân gọi tới. Này, kế hoạch thay đổi, mai có việc khác quan trọng hơn, không thể sắp xếp thời gian, anh ta muốn hỏi ý kiến của anh, chính thức ký kết hợp đồng trước hay là để sau. Thói quen của mỗi người không giống nhau, thói quen của Hạ Tưởng là gặp vấn đề lớn, thích đi lại suy nghĩ. Hắn liền đứng dậy, đi giày rồi đi qua đi lại ở trong phòng, suy nghĩ một chút lại hỏi. Ký trước mấy ngày, nếu mà để sau, thì là bao lâu? Nếu trước, thì ký trong vòng 3 ngày, nếu ký sau, ít nhất nửa tháng sau. Giọng nói hơi khàn khàn của vệ tân từ nước ngoài truyền về, cũng rõ rệt giống như đang thì thầm bên tai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trong nháy mắt cảm giác thời gian và không gian hỗn loạn. Sau nửa tháng thì rất lâu, mà hiện tại là tháng 9, ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày, tương đương với sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Mà quảng cáo rượu nhà máy Tương Đài ở đài CCTV là ngày 15, ở giữa có một khoảng thời gian trống, dựa theo kế hoạch của hắn, ngày 10 ký hợp đồng với Mai, ngày 15 sẽ phát quảng cáo rượu Tương Đài trên kênh CCTV. Ngày 16 sẽ đăng bài báo phản bác trên cả quốc gia Nhật Báo và Nhật Báo Tỉnh Yến để tạo thanh thế. Đồng thời cử hành cuộc họp báo tại Tỉnh Yến, lên giọng tuyên bố việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp đạt được thành công bước đầu, phản kích một lần quan trọng mạnh nhất. Hai bút cùng vẽ thì mới định được thắng bại. Nhưng đột nhiên tình hình lại thay đổi, nếu ký hợp đồng trước, khó tránh khỏi sẽ không để lộ tin tức, chỉ cần có thông tin phong thanh truyền ra, thì sẽ không thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Không có bất ngờ thì khó mà đạt được tác dụng cảnh cáo đám người Trình Hy học. Như vậy tưởng tượng về cảnh thắng bại hắn vừa mới nghĩ trong đầu sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu ký sau, thời gian sẽ rất lâu, cũng không tốt. Hạ Tưởng không tránh khỏi khó xử, còn chưa kịp nghĩ kế sách thích hợp, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, không khỏi giật mình kinh hãi, chẳng lẽ trời sáng rồi. Sau đó ý thức được là ánh sáng đèn, không kìm nổi cười, vô thức quay đầu lại, lập tức giật mình kinh hãi. Nghiêm Tiểu thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen của cô là vừa mở mắt liền bật đèn. Đương nhiên cô còn có một thói quen là ngủ không mặc gì, hôm nay ngủ lại mặc quần lót, mặc dù ngủ nửa tỉnh, vẫn cảm thấy không thoải mái, thân dưới có thể vẫn còn mặc áo lót, cô liền nửa ngủ nửa tỉnh, cởi ra ném qua đầu giường. Lúc Hạ Tưởng gọi điện thoại, thì cô liền bị tỉnh giấc, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, liền theo bản năng mà giơ tay bật đèn, sau đó ngồi đứng dậy. Một cặp thỏ ngọc phơi bày ra ngoài một cách sống động đáng yêu ở trước ngực,
nhìn chằm chằm một đôi mắt to tò mò, mạnh dạn và sôi nổi nhìn Hạ Tưởng. Hơn nữa lại còn nhìn thẳng. Hạ Tưởng trong chốc lát cũng sửng sốt, cũng mở to hai mắt nhìn, bộ não trong nháy mắt cũng không có phản ứng gì. Mắt của Hạ Tưởng đương nhiên to hơn mắt của thỏ trắng bé nhỏ, vì thế liền hình thành cục diện căng thẳng hai mắt to cùng trừng lên, ước chừng quá 5 giây đồng hồ hai người mới cùng phản ứng lại. Hạ Tưởng xấu hổ mà vội vàng xoay người sang chỗ khác, Nghiêm Tiểu thì mặt cũng đỏ bừng, mở miệng mắng luôn một câu. Đồ háo sắc. Vệ Tân ở một chỗ khác nghe được rõ ràng, kinh ngạc hỏi. Có phụ nữ ở cạnh anh à? Hạ Tưởng không hổ là Hạ Tưởng, nhanh trí thốt lên. Tất nhiên, tôi là đàn ông đã có gia đình. Vệ Tân cũng không ngốc, lập tức khó hiểu hỏi han. Sao lại có bà xã mắng ông xã là đồ háo sắc? Hạ Tưởng cười ha hả. Thú khuê phòng mà thôi. Vệ Tân, hì, một tiếng mỉm cười. Tôi còn sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, không nghĩ ra, tôi gọi điện thoại cho anh vào buổi chiều, anh vẫn còn đang hứng thú khuê phòng, tinh lực tốt thật. Thời gian buổi chiều ở nước Mỹ tương đương với lúc rạng sáng ở trong nước, Hạ Tưởng liền xấu hổ mà cười cười, không trả lời câu nói của Vệ Tân, trong lòng có chủ ý. Hãy chuyển lời cho Mai tiên sinh, ký hợp đồng trước. Ký trước dù sao cũng tốt hơn sau, còn có để lộ tin tức hay không, cũng tạm thời không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể bằng mọi cách giữ bí mật tốt nhất. Hạ Tưởng trong nháy mắt quyết định, ký kết hợp đồng trước và gọi điện cho Dịch Hướng Sư, bảo ông ta giúp giữ bí mật bằng mọi cách. Có khả năng để lộ bí mật nhất chính là Bộ Ngoại thương, chỉ cần Dịch Hướng Sư gật đầu, hẳn sẽ có thể tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên sau đó sẽ phải nợ Dịch Hướng Sư một ân tình. Dịch Hướng Sư là người đa mưu túc trí, nợ ân tình của ông ta, không chừng ông ta sẽ bằng cách nào đó bắt mình phải trả lại, nhưng không còn cách nào khác, biết rõ là hố cũng phải nhảy xuống phía dưới. Hố của Dịch Hướng Sư còn ở phía sau, xử lý như thế nào là sự việc từ nay về sau, hiện tại trước mắt đang có một hố to, phải nghĩ cách nhảy ra như thế nào mới được. Hạ Tưởng ngắt điện thoại, quay đầu lại nhìn, Nghiêm Tiểu thì đã kéo chăn trùm đầu, trốn ở bên trong không dám ló ra. Tuy nhiên thời tiết bây giờ vẫn còn nóng, chăn chỉ có một lớp mỏng, Nghiêm Tiểu thì trong lúc tâm hoảng ý loạn, cũng chưa kịp mặc áo lót vào, chỉ biết cuộn người như đà điểu, càng làm chăn cuốn chặt trên người, càng làm đường cong lộ rõ, dáng người đáng yêu tuyệt vời. Ở trong mắt Hạ Tưởng, chẳng khác gì với việc không mặc quần áo. Hạ Tưởng liền vội vàng cầm ly trà lên uống một ngụm, nói. Tiểu thì, vừa rồi đèn chói quá, anh không nhìn thấy rõ cái gì hết. Mắt anh chừng được lớn như vậy, nhìn lâu như vậy còn không thấy rõ. Lừa quỷ đâu, anh cũng không phải người mù. Nghiêm Tiểu thì vừa xấu hổ vừa căng thẳng, lúc đó mới thấy có thể đôi khi phụ nữ giả bộ lớn mật, rất muốn chuyện xảy ra, nhưng cũng rất nhát gan. Mới bị người ta nhìn thoáng qua đã căng thẳng như vậy, nếu muốn hắn động tay động chân, rốt cuộc nên làm thế nào mới được? Hạ Tưởng chắc chắn không động tay động chân, mà tắt đèn, lên giường, lại nói một câu. Ngày mai đừng bảo Phạm Tranh em ở cùng một chỗ với anh, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh. Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải nghe giảng bài, có việc đại sự phải làm. Chuyện vừa rồi, em đừng để ở trong lòng, anh không phải cố ý. Không phải em thích ăn nho sao? Ngày mai anh mua nho ngon nhất cho em ăn, xem như là xin lỗi em. Nho cái gì chứ? Nghiêm Tiểu thì lại vừa tức vừa thẹn, có phải Hạ Tưởng cố ý muốn chọc giận cô hay không? Thật sự là một người xấu xa. Vừa nghĩ, cô vừa cảm thấy cả người nóng lên, hai trái nho trước ngực trở nên ngày càng nhạy cảm. Còn muốn nói thêm vài câu với Hạ Tưởng, lại nghe tiếng thở nhẹ nhẹ truyền đến bên tai. Nghiêm Tiểu thì dở khóc dở cười, thật sự là một người vô tâm vô phế, trong nháy mắt đã ngủ, thật sự tức điên lên được với những người thờ ơ với sự hấp dẫn như vậy. Trời sáng, Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì vội vàng ăn qua loa bữa sáng. Lái xe đi thẳng đến Viện Khoa học Xã hội. Tới cửa, gặp Phạm Tranh tinh thần phấn chấn đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười đen tối. Y vừa thấy Hạ Tưởng liền hỏi. Ngày hôm qua hai người ở đâu? Thuê mấy phòng? Hạ Tưởng liền trêu ghẹo hắn. Anh bỏ kệ chúng tôi, còn không biết xấu hổ mà hỏi. Chưa thấy người anh họ nào như anh, Nghiêm Tiểu thì lại là em họ của anh nữa. Đúng rồi, anh vội vàng không chịu nổi đi gặp bạn học cái gì. Chắc chắn là bạn học nữ. Phạm Tranh cười ha hả. Đương nhiên, buổi tối ai lại đi gặp bạn học nam? Là một sư muội trước kia của tôi, từng có một thời gian tình cảm,
hiện tại cô ấy sắp lập gia đình nên vương vấn với tôi một hai lần nữa thôi. Nghiêm Tiểu thì, phì, một ngụm. Một đôi xấu xa. Phạm Tranh lập tức giả bộ chính nghĩa nói. Hạ ca, tuy rằng chúng ta quan hệ không tồi, nhưng anh cũng không thể ức hiếp em họ tôi phải không? Tiểu thì, em nói xem có phải hạ tưởng làm gì em hay không? Em thèm vào anh. Nghiêm Tiểu thì tức giận, vẻ mặt ửng đỏ, tiến lên nhéo Phạm Tranh một cái. Anh không xứng đáng là anh họ của em, không một chút quan tâm, vứt em mà đi, vậy mà miệng vẫn còn nói nhảm nhí. Phạm Tranh bị Nghiêm Tiểu thì véo đau, nhếch mép bỏ chạy. Được rồi, anh không nói nữa, em thật đúng là thiên vị hạ tưởng. Anh sợ em rồi biết không? Đang nói chuyện thì Cốc Nho chạy tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cười ha hả. Tôi thích tinh thần phấn chấn của mấy người trẻ tuổi các cậu, đi nào, bốn người một sư phụ và ba kiếm khách, trực tiếp tiến công thẳng hướng Đại học Trung Sơn. Hạ tưởng ha hả cười. Được, bốn người đều ra quân, Cốc lão thật đúng là khí phách oai hùng, hào khí tuyệt không nhân nhượng người trẻ tuổi. Mấy người lên xe, cười đùa suốt dọc đường, đi thẳng đến Đại học Trung Sơn. Cốc lão giới thiệu qua loa nguyên nhân và mục đích diễn thuyết lần này của Trình Hy học vốn là do Trình Hy học muốn dung nhập tư tưởng của y vào sinh viên, đào tạo bồi dưỡng hậu duệ kiên định của y. Sinh viên là lực lượng trung kiên tiếp theo thay mặt xã hội, nói không chừng rất nhiều người lãnh đạo về sau đều sinh ra từ trong bọn họ, cho nên càng sớm dung nhập tư tưởng ý chí của chính mình vào bọn họ thì càng tốt, hình thức chế ngự nào cũng không bằng chế ngự tư tưởng khiến cho người ta vô thức mà phục tùng từ bên trong. Có thể nói, nguyên nhân và mục đích bài diễn thuyết lần này của Trình Hy học là giống nhau. Y muốn thông qua diễn thuyết lần này, khiến càng nhiều người tán thành lý luận của y, để y có thể tiến thêm một bước thắng lợi trên chiến luận. Đương nhiên cũng có thể mượn diễn thuyết này, mượn toàn bộ những câu hỏi và thảo luận của sinh viên, cho các sinh viên va chạm và có cơ hội sử dụng lý luận của y, đổi lại cũng có thể khiến cho bài báo y viết ra ghi điểm và có sức thuyết phục hơn. Nghe nói, ngoài mấy giáo sư đại học có ảnh hưởng lớn nhất ra, có thể còn có một số quan chức cấp cao cũng sẽ tham dự hội nghị, đương nhiên có lộ diện hay không thì không được biết, có lẽ sẽ giấu mặt âm thầm quan sát, có lẽ sẽ chỉ lộ mặt khi đã đi khỏi, mang ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế. Hội nghị lần này do Đại học Trung Sơn khởi xướng, trải qua gần một tháng chuẩn bị, vận dụng không ít lực người lực vật mới có thể thành công, điều này nhằm mục đích giúp Trình Hy học nổi danh hơn. Cũng là Đại học Trung Sơn nhằm mục bồi dưỡng tên tuổi học giả của mình mà một lần thử làm hành động hữu ích. Dĩ nhiên, có phải Đại học Trung Sơn do áp lực trên phương diện nào đó mà làm hay là Đại học Trung Sơn quả thật thật lòng muốn Trình Hy học làm chiêu bài cho Đại học Trung Sơn, thì không thể biết được. Tóm lại, Đại học Trung Sơn vì buổi diễn thuyết lần này có thể hao tổn tâm huyết, nhân lực và tài lực cũng không đủ hoàn vốn, cố gắng tổ chức được buổi diễn thuyết này cũng coi như là thành công lớn nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất của Đại học Trung Sơn. Khi mấy người hạ tưởng tới, trong hội đường đã đầy người ngồi. Dưới sự dẫn dắt của Lý Hoa, mấy người đi vào từ cửa bên hông, ngồi không quá xa hàng ghế đầu, đại khái trong 10 hàng ghế đầu tiên, vừa có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của người trên bục giảng, nếu đặt câu hỏi, cũng rất dễ dàng khiến người trên đài thấy rõ mặt. Hạ tưởng cũng thắc mắc Lý Hoa có thể dẫn bọn họ đến chỗ ngồi ngay giữa 10 hàng đầu tiên, ở ngay trung tâm mọi hoạt động lớn, vị trí coi như không tồi. Có thể thấy được sư mẫu cũng là nhân vật rất có ảnh hưởng ở Đại học Trung Sơn. Không ngờ Lý Hoa đắc ý nói ra sự thật, khiến hạ tưởng dở khóc dở cười. Giảng viên bố trí chỗ ngồi quan hệ không minh bạch với một nữ học trò của ông ta, bị cô phát hiện. Cô còn chưa kịp mở miệng dọa ông ta là sẽ nói cho gia đình ông ta đã sợ tới mức lập tức sắp xếp cho cô mấy vị trí tốt, tùy cô chọn lựa. Hạ tưởng liền vô cùng thông cảm mà liếc mắt nhìn Cốc lão một cái. Nghĩ thầm rằng có người vợ như thế, Cốc lão thật là đáng thương. Không ngờ Cốc lão vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ vẻ cảm thấy tỉnh ngộ hối hận, ngược lại dường như không có việc gì nói. Nói thật là nếu lão giáo sư Vương có một nửa cơ trí của cậu thì ông ấy cũng sẽ không vi phạm vấn đề tác phong sinh hoạt. Đáng tiếc, già rồi, tuổi già khó giữ được khí tiết, bị một cô bé hơn 20 tuổi kéo xuống nước. Không trách ông giáo, mà trách cái cô nữ nghiên cứu sinh kia. Lý Hoa trái lại suy nghĩ rất anh minh về việc này. Hiện tại nữ sinh viên, nữ nghiên cứu sinh đều rất tùy tiện, vì bằng cấp vì thành tích, việc gì cũng đều làm được. Cho nên em phải giám sát chặt chẽ anh một chút, đàn ông là động vật không đáng tin nhất trên thế giới, nhất là ở trước sắc đẹp quyến rũ của phụ nữ, gần như không có khả năng phòng ngự. Thật sự là lập trường bất đồng,
cách giải quyết vấn đề cũng bất đồng. Sư mẫu đứng trên lập trường giảng viên công kích nữ học trò, nhưng xem ra trong dư luận xã hội, cũng là do đạo đức của giảng viên không có, nên nữ học trò đều bất đắc dĩ hiến thân. Sự thay đổi từ giảng viên đến một động vật, từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, cũng là việc phải mất vài năm. Tuy nhiên câu nói kết luận cuối cùng rất chủ nghĩa duy tâm, Hạ Tưởng nhớ tới lập trường kiên định của hắn tối hôm qua, không khỏi đắc chí mà liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái. Nghiêm Tiểu Thì cũng đang lén nhìn Hạ Tưởng, bị hắn liếc mắt một cái hiểu ra, biết hắn lại nghĩ tới sự việc mờ ám ngày hôm qua, lập tức mặt ửng hồng, vội vàng quay đi, tim đập như đánh trống. May là Phạm Tranh đang chăm chú nhìn nhân viên công tác đi qua đi lại trên khán đài, dáng vẻ ưu tư thâm trầm, không chú ý tới vẻ khác thường của Nghiêm Tiểu Thì, nếu không y chắc chắn sẽ hiểu và sinh nghi. Lý Hoa giải thích mấy câu rồi đi, bà còn có việc gấp. Lý Hoa vừa đi, Cốc lão đã thở phào một cái, thở dài. Sư mẫu của cậu là người có con mắt tinh đời nhất mà tôi từng thấy, trực giác của bà ấy có khi sẽ khiến cho người khác cảm giác sởn tóc gáy. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh và cảm xúc của Cốc lão, nhưng lại nghĩ không ra lời an ủi tốt nhất, đành phải chuyển đề tài, hỏi. Lý luận của Trình Hy học, có bao nhiêu khả năng trong sinh viên? Cốc lão vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày. Suy nghĩ của sinh viên chưa chín chắn, dễ dàng cấp tiến, Trình Hy học đúng là nhìn trúng điểm này, mới có ý mượn tổ chức diễn thuyết, dung nhập hệ thống lý luận của ông ta vào sinh viên. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, sinh viên rất dễ bị ông ta cổ động và mê hoặc. Cho nên tổ chức diễn thuyết, đúng là sự thông minh của ông ta. Em cũng hiểu được ông ta quả thật là người có thủ đoạn, không những xác thực được có thực học, lại vừa tuyên truyền cho chính mình, đồng thời lại khoác áo khoác học giả, lấy chiêu bài nghiên cứu thảo luận, tính mê hoặc rất lớn. Nếu ông ta chủ động tổ chức buổi diễn thuyết ở tất cả các trường đại học có uy tín trong nước, thì lý luận của ông ta sẽ mê hoặc không ít người. Em cho rằng, Cốc lão cũng có thể đứng ra tổ chức diễn thuyết, cũng liên hệ các giáo sư đại học lớn, hướng sinh viên tuyên dương lý luận kinh tế của thầy, thiết lập lại trật tự. Chương 489, tấn công đích danh. Đây cũng là một chủ ý hay, chỉ là ra mặt như thế nào, liên lạc như thế nào, sắp xếp thế nào. Tôi cũng không thể ứng phó. Cốc lão là một học giả chân chính, không giống Trình Hy học am hiểu sâu sắc về quy tắc chính trị cũng như đạo xử thế. Sau đó tôi nói với Bộ trưởng Dịch về chuyện này, tin rằng ông ấy cũng có ý mong Cốc lão ra tay. Có thể mời một người như Cốc lão ra tay là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Nếu như trước đây, Cốc lão khẳng định sẽ thấy phản cảm với chuyện xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, ông ấy cũng sẽ không lựa chọn đứng cùng một phe, vẫn vùi đầu mải miết nghiên cứu tri thức. Ông ấy là một học giả độc lập không lệ thuộc, nhưng hiện tại khác rồi, bởi vì sự xuất hiện của bản thân, bởi vì Trình Hy học cố ý khơi mào rắc rối, Cốc lão cũng vô tình tham gia tranh luận, trên thực tế, cũng đã coi như là đã chọn đứng cùng một phe. Hạ Tưởng cũng có ý âm thầm đẩy Cốc lão lên trước một bước, để ông ấy từ sau hậu đài đi ra phía trước. Dù sao với Trình Hy học mà nói, chỉ có Cốc lão ra mặt mới có thể xứng tầm đối đầu cùng y. Không bao lâu, hội trường cả nghìn chỗ đã không còn trống, có không ít người đứng ở lối đi và hai bên sườn, vẻ mặt đều hưng phấn và chờ mong Trình Hy học xuất hiện. Mặc dù Trình Hy học chính là giáo sư của Đại học Trung Sơn, nhưng hiện tại y không dẫn dắt nghiên cứu sinh, càng không giảng dạy cho sinh viên mới, vô hình chung làm cho thân phận Thái Sơn Bắc Đẩu của y lại càng tăng thêm phần huyền bí. Đúng 9 giờ 30 phút, Trình Hy học cất bước đi đến bục giảng, thời gian chính xác đến từng giây từng phút. Y vừa lên đài, cả hội trường đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Mấy người Hạ Tưởng cũng đứng dậy đón chào, với Trình Hy học, ngoại trừ việc bất đồng với y về chủ trương chính trị, không thống nhất trong lý luận kinh tế, thì với học vấn và thành tựu nghiên cứu của y đều rất đáng tôn trọng. Có một số danh nhân trong lịch sử, có thể anh không thích nhân phẩm của y, nhưng cũng phải có thái độ đúng đối với những cống hiến của y. Thì như Tần Thương, tuy là đại gian thần, nhưng kiểu chữ Tống thể do y sáng tạo vẫn luôn duy trì đến nay, trở thành quy tắc. Hôm nay Trình Hy học mặc kiểu áo trung sơn, tóc bóng mượt, quần áo gọn gàng, tinh thần phấn chấn, trong tay vẫn cầm một cái tẩu màu đen rất có phong độ của một học giả quốc gia. Không cần nói gì khác, dựa vào vẻ bề ngoài, đứng ở phía trước là có thể tăng thêm không ít phần ấn tượng về y. Hay cho một Trình Hy học, rất biết lợi dụng tinh túy của vỏ bọc bên ngoài để tuyên truyền, thật là một cao nhân. Hiện giờ cho dù thần tiên giả tạo hay là học giả chân chính,
đều rất coi trọng cái vỏ bên ngoài. Dù nói là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mỗi người đều thích thú khi nhìn thấy sự vật có vẻ ngoài tốt đẹp như một thói quen lớn. Đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thích những gã đàn ông bảnh bao, ngay cả đại sư quốc gia cùng với chuyên gia học giả, cũng là một hình tượng cao nhân có cốt cách phi phàm. Có phải cao nhân hay không trước không nói đến, chỉ trước hết phải tân trang thành hình tượng cao nhân, trước hết phải đánh vào thị giác mang đến cho người khác một hình ảnh phi phàm. Quả nhiên, Trình Hy Học trong lúc đó giơ tay múa chân, tràn đầy khí phách, nếu y mặc áo dài lại để râu cá chê, thì sẽ rất giống hình tượng giáo sư Lỗ rất sống động, chỉ tiếc là khi vừa mở miệng thì lại làm giảm ấn tượng về hình ảnh của y. Bởi vì tiếng nói của y có chút khàn khàn, khi nói chuyện thanh âm không đủ to, cũng không đủ uy nghiêm, thậm chí còn có chút mềm nhũn. Đàn ông khi nói chuyện thì giọng nói phải thuần chất, giọng trầm vững chắc, âm thanh hùng hồn, mới có thể khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, có ích cho việc nâng cao hình tượng. Hạ Tường không khỏi cảm thấy tiếc thay cho Trình Hy Học. Lẽ ra với khí phách của bậc giáo sư lớn trước mặt, quả thật có thể làm cho người ta kinh ngạc trên thị giác, chỉ có điều vừa mở miệng ra thì lại làm giảm đi hình tượng. Có thể thấy một con người muốn được sẵn sàng cả về hình tượng và thần sắc, muốn đạt đến trong ngoài như một là chuyện không dễ. Trình Hy Học cũng không biết đám người Hạ Tường ở đây, càng không rõ Hạ Tường đang đăm chiêu suy nghĩ. Vì buổi diễn thuyết lần này, y còn cố tình mời công ty thiết kế, chuyên thiết kế một hình tượng cho y. Từ quần áo cho đến kiểu tóc, từ dáng đi điệu bộ đến nhất cử nhất động, đều được ôn tập chuẩn bị tỉ mỉ. Công ty thiết kế cũng đã từng kín đáo nói rằng, điều kiện giọng nói của y không được tốt, tuyến thanh quá nhỏ, làm giảm mất giá trị toàn bộ hình tượng, nếu không đã có thể tạo thành một hình tượng học giả hoàn mỹ. Trình Hy Học không nghĩ là đúng, y nghĩ y diễn thuyết là học vấn, là tri thức, không phải bán vẻ bề ngoài. Trình Hy Học đứng ở phía trên bục giảng, nhìn đám người đông nghịt phía dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt. Hàng đầu tiên là các chuyên gia học giả của các trường đại học lớn ở thủ đô, đều là những người xuất sắc cùng ngành, có thể đến đây nghe y diễn thuyết, khiến trong lòng Trình Hy Học cảm thấy vô cùng an ủi, có một cảm giác thỏa mãn vì được thừa nhận. Tuy là danh tiếng Thái Sơn Bắc Đẩu của y sớm được truyền đi, nhưng phần nửa là tin đồn, một nửa là tự phong. Chỉ có hôm nay nhìn thấy hầu hết các giáo sư có ảnh hưởng lớn của các đại học tại thủ đô đều tề tụ ở đây, nghe y diễn thuyết cũng được, cổ động cho y cũng được, tóm lại, họ ngồi ở vị trí hàng đầu, cũng xem như đã xác nhận thân phận Thái Sơn Bắc Đẩu của y. Sự kích động trong lòng của Trình Hy Học khó có thể nói nên lời. Ngồi hàng thứ hai là các lãnh đạo khoa và lãnh đạo viện của Đại học Trung Sơn, cùng với vài học giả có chút thành tựu vượt trội trong lĩnh vực kinh tế học. Tương đương với Đại học Trung Sơn đối với y hoàn toàn khẳng định. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 10, đều là các tinh anh về kinh tế học của thủ đô, cũng có một vài người cấp cao không tiện lộ diện trà trộn trong đó. Trong đó không hiếm những người được phe chống lưng của Trình Hy Học cử đến, cũng có cả những tinh anh trong các ngành nghề khác. Còn lại toàn bộ là học sinh ưu tú của Đại học Trung Sơn, đều là cán bộ được chọn lựa của hội học sinh cùng với học sinh ưu tú đến đây nghe giảng. Không có chút khoa trương mà nói, các vị đang ngồi đây, không có người nào là vô danh tiểu tốt, đều là những người nổi bật cùng ngành cùng trang lứa. Những người soàng xính, căn bản là không có tư cách vào trong hội trường. Trình Hy Học thỏa thuê mãn nguyện. Thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các em học sinh, thật vui mừng hôm nay có thể đứng ở đây, cùng mọi người thảo luận về những vấn đề xảy ra trong việc cải cách nền kinh tế trước mắt. Đầu tiên cảm ơn mọi người đã hạ cố đến đây. Cùng các vị lãnh đạo có thể bỏ lại trăm công nghìn việc bớt chút thời gian tổ chức buổi thảo luận này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng mình. Trình Hy Học trước tiên là hoàn thiện cái mã ngoài, trịnh trọng cúi đầu chào về phía dưới đài. Sau khi tiếng vỗ tay ngớt đi, Trình Hy Học bắt đầu chính thức diễn thuyết. Trước mắt việc cải cách kinh tế về tổng thể là tốt, nhưng lại xuất hiện một số những sai lầm. Ở trong cả hai phương diện thả con tép bắt con tôm đều có vấn đề. Ở phương diện, thả con tép, thể hiện là một vài người cầm quyền trong lúc, thả con tép, đã đem những xí nghiệp nhỏ vốn của nhà nước và xí nghiệp thị trấn thị xã của chính quyền cơ sở bán cho bạn bè thân thích của mình hoặc nguyên là giám đốc xưởng trưởng với giá rất thấp. Trên thực tế là nửa bán nửa cho, rõ ràng là bán nhưng lại ngấm ngầm là tặng, cướp bóc, tham ô tài sản của công. Về phương diện, bắt con tôm, thể hiện là, trong quá trình các doanh nghiệp lớn của nhà nước góp vốn liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, mặt ngoài là đưa vào khoản đầu tư lớn, nhưng thực tế lại bị thương nhân nước ngoài giành được quyền khống chế cổ phần.
thậm chí ngay cả những nhãn hiệu nổi tiếng của mình cũng bị lạnh nhạt bị vứt bỏ, là lấy lợi ích ngắn hạn mà đổi lấy tổn thất lâu dài, là hành động mất nhiều hơn được. Về lâu về dài, là không chịu trách nhiệm đối với con cháu thế hệ sau, là hành vi thiển cận cực kỳ ngu xuẩn. Sau năm 1999, tăng tốc tổ chức lại các ngành trọng điểm và cải cách các xí nghiệp nhà nước quy mô lớn, tiến hành tổ chức lại các ngành nghề tập trung xí nghiệp nhà nước quy mô lớn bao gồm dầu mỏ, thông tin, đường sắt, điện lực. Kết hợp tiến hành cải cách xí nghiệp và tổ chức lại ngành nghề, ước chừng đã làm được 3 sự kiện, chia tách chính trị và xí nghiệp, phá vỡ lũng đoạn, tổ chức lại xí nghiệp trở thành công ty thật sự, tham gia vào hoạt động kinh doanh ở thị trường trong nước và thế giới. Như vậy cái khung của chế độ công ty hiện đại được dựng lên, đã hình thành cái khung tổng vận hành theo thị trường kinh tế. Đương nhiên, doanh nghiệp nhà nước là thuyền lớn khó quay đầu, lại có quán tính lịch sử của kế hoạch kinh tế mấy chục năm, có một số vấn đề quan trọng không thể giải quyết trọn vẹn, cho nên hiệu quả đề cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận không quá rõ ràng. Mà giai đoạn hiện tại có một số tỉnh đang thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cũng không giải quyết vấn đề khách quan thuyền lớn khó quay đầu của doanh nghiệp nhà nước, ngược lại chỉ là một mực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoặc là cưỡng ép tiến hành thay đổi chế độ xã hội, kết quả ngoài việc làm sói mòn tài sản sở hữu nhà nước, ngoại trừ khiến nền kinh tế nhà nước giữ lấy tỷ trọng càng ngày càng thấp trong nền kinh tế, ngoại trừ khiến chính quyền địa phương trong khoảng thời gian ngắn đạt được cái gọi là tăng trưởng GDP. Khiến một ít lãnh đạo có chiến tích sáng chói, đối với quốc gia và nhân dân thì chẳng được lợi ích gì. Trình Hy Học mặc dù tiếng nói không đủ to, nhưng y hiển nhiên cũng biết kỹ xảo diễn thuyết, rất biết dựa thế tạo thế, đầu tiên là gióng giạc sôi nổi, sau đó nói một câu mạnh mẽ. Lời nói của y liền khiến cho rất nhiều người đồng tình, hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài một chập. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, là nhân vật tiêu biểu lớn nhất cho phái bảo thủ, Trình Hy Học thật đúng là biết ngầm thay đổi khái niệm, nói cách khác, treo đầu dê bán thịt chó. Quả thực, bất luận những sự việc gì mới phát sinh trong quá trình phát triển, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ nảy sinh ra vấn đề. Dù sao cũng là sự việc mới phát sinh, phải có một sự tiếp thu và quá trình thích ứng. Với khái quát toàn bộ hoặc với các mặt chi tiết cũng không toàn diện. Hở ra là lấy sự thất thoát tài sản nhà nước để phủ nhận cải cách chế độ xã hội, là con đường sai lầm và lý luận hoàn toàn hoang đường. Bởi vì Hạ Tưởng biết rõ, tình huống hiện tại, cái gọi là các doanh nghiệp nhà nước ở các nơi không phải đóng cửa thì là phá sản, làm sao còn có tài sản nhà nước có thể bị trôi mất. Ngoài trừ đất đai, nhà xưởng cũ kỹ, không có công nhân kỹ thuật, cùng với cấp quản lý không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Nói dễ nghe một chút là có cơ sở nhân lực vững vàng. Nói khó nghe một chút là gánh nặng lương hưu to lớn. Mấy chục năm không phân chính trị và xí nghiệp, mấy chục năm cơm tập thể, nuôi một đám người ăn không ngồi rồi từ công nhân viên chức cho đến quản đốc phân xưởng. Trình Hy Học không phải không hiểu rõ, mà là cố tình bỏ qua, chọn kiểu coi như không thấy. Đứng trên lập trường nào thì nói những lời nói đó, chỉ cần đứng vào một phe sẽ có thành kiến, sẽ có ngôn luận không công chính. Đừng nói trong nước như vậy, toàn thế giới này cũng đều giống như thế. Hạ Tưởng trong lòng đã có chủ ý, liền tĩnh tâm lắng nghe liệu Trình Hy Học còn có thể phát biểu ra được những lý luận độc đáo như thế nào. Tiếp theo là tổng hợp lại những xu hướng kinh tế trước mắt và quan điểm của tôi. Trình Hy Học lấy giọng, uống một ly trà, khuôn mặt vừa rồi vì quá cảm thán kích động mà hơi ửng đỏ dần dần bình tĩnh trở lại, đổi lại là một biểu hiện nghiêm túc và trịnh trọng, y ngẩng đầu lên nhìn quanh một chút mọi người. Tiếp tục nói. Sau năm 1997 xảy ra khủng hoảng kinh tế Đông Á, Trung Quốc cũng nảy sinh những vấn đề kinh tế, nhu cầu không đủ, tăng trưởng không nổi. Năm 1998 lại xuất hiện tình trạng giảm giá hàng hóa, kinh tế học gọi là thắt chặt tiền tệ. 1998 đến 1999 chỉ số vật giá vẫn chậm tăng trưởng âm, ảnh hưởng tiêu cực tới xu thế kinh tế. Các sản phẩm của xí nghiệp không bán được. Nhu cầu lại tiếp tục suy giảm, hình thành một vòng tròn ác tính. Năm 2000 xuất hiện sự thay đổi trong tình hình kinh tế tăng trưởng 8%, tình hình đầu tư, tiêu dùng, vật giá đều có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chuyển biến có chiều sâu như thế nào, tính chất thế nào, xu thế trong thời gian dài sẽ thế nào thì lại có ý kiến không giống nhau. Hiện tại hình thức kinh tế phát triển rất tốt đẹp là chuyện có thật không phải nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận chính là, bên trong sự phát triển tốt đẹp, cũng còn xảy ra nhiều việc không hài hòa. Có những tỉnh thấy điều chỉnh kết cấu sản nghiệp các tỉnh ven biển phía Nam có được chút thành công tạm thời không bàn luận thành công này có phải là thành công thật sự hay không,
là một thành công ngắn hạn hay là sự tổn thất về lâu về dài muốn bảo chế đúng cách, muốn theo khuôn mẫu mà làm, cũng muốn thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cũng muốn đạt được thành tích từ vốn đầu tư nước ngoài, đạt GDP từ góp vốn. Quan điểm của cá nhân tôi cũng thừa nhận với việc thu hút đầu tư nước ngoài, đưa nguồn vốn vào, có rất nhiều lợi ích trong việc cải thiện và điều chỉnh cơ cấu trong kinh tế. Nhưng vấn đề là tình hình kinh tế giữa các tỉnh rất khác nhau, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng chỉ xem như thành công trong khu vực Lĩnh Nam và Giang Tích, một số tỉnh trong nội địa cũng muốn làm theo thành công của các tỉnh vùng Duyên Hải, thì tôi lại cho rằng đó là một ý tưởng không hợp thời, bởi vì thành công là không thể sao chép. Trong số các tỉnh nội địa muốn sao chép thành công của người khác, tỉnh Yên là tỉnh dám thử thách đầu tiên. Hạ Tường nghe xong không đồng ý mà cười cười, nhớ tới hậu thế hoàn toàn tham gia sao chép thành công của QQ. Nếu như lúc này Mã Hóa Đằng có mặt, nếu Mã Hóa Đằng cũng là thính giả chân thành của Trình Hy Học, có thể nào chỉ vì lý luận của Trình Hy Học, bóp chết từ trong nôi mô hình kinh doanh bản sao chép vĩ đại, chim cánh cụt tham lam, mà người người đều biết hay không? Hạ Tường chỉ cười trừ. Cốc lão khẽ lắc đầu, Phạm Tranh cùng Nghiêm Tiểu thì đều lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên bị Trình Hy Học chỉ đích danh tỉnh Yến của họ mà tức giận bất bình. Phạm Tranh cùng Nghiêm Tiểu thì cũng không phải là người của tỉnh Yến, nhưng bởi vì Phạm Duệ Hằng là chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến, đương nhiên cũng xem tỉnh Yến là nhà mình, không cho phép người khác nói xấu tỉnh Yến, nhất là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lại chính là phương châm chính sách được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Phạm Duệ Hằng. Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thanh nói nhỏ một câu. Luận điệu hoang đường. Phạm Tranh lại nói. Lát nữa tôi sẽ lên đài hỏi cho ông ấy cứng họng. Chợt nghe Trình Hy Học tiếp tục chỉ tay năm ngón về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Trên ý nghĩa chặt chẽ mà nói, tỉnh Yến không thể nói là tỉnh đầu tiên trong nội địa thi hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nhưng tỉnh Yến là tỉnh nội địa đầu tiên đi sâu vào thi hành và đạt được một chút thành tựu, hiện đang mang tính tiêu biểu nhất. Nên lấy ra làm ví dụ để cùng các chuyên gia thương thảo. Tiến độ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến cũng không nhanh, trước đó chỉ có thí điểm tại hai thành phố là thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Tình hình cụ thể của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo là Trình Hy Học rõ ràng trước đó cũng là có chuẩn bị đầy đủ, đem tình hình thực tế của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo ra phân tích thật sự rất đúng chỗ, liệt kê ra ví dụ về tai hại của kết cấu sản nghiệp và thiếu sót của kết cấu kinh tế của hai thành phố. Cũng đâu vào đấy rất có lý lẽ. Hạ Tường nghe xong liên tục gật đầu, Trình Hy Học vẫn có những cái nhìn sâu sắc về phương diện kinh tế học. Tuy rằng y vì nguyên nhân tính cách hoặc lập trường, chỉ đưa ra những ví dụ không công bằng trong những chuyện có thật, nhưng cũng chứng minh rằng y quả thật có cái nhìn rất sâu sắc. Sau khi Trình Hy Học đưa ra hết ví dụ về tình hình của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, sau đó nói rằng, sau khi trở thành thành phố thí điểm, thành phố Đan Thành chỉ đề ra hai hạng mục. Một là tuyến đường sắt nối ra biển, vừa rồi tôi đã thuyết minh tỉ mỉ về lợi và hại của tuyến đường sắt nối ra biển, có thể nói là lợi nhiều hơn hại, đáng để thử nghiệm, nhưng cũng chỉ có lợi cho một thành phố Đan Thành, không, chỉ là cho một nhà máy thép Đan Thành. Có thể nói hao phí quá nhiều mà thu lại thì ít. Nói thẳng ra thì là nhiều tổn thất mà không có thành quả gì, chỉ là một công trình được biết đến ở mặt ngoài. Lời nói của Trình Hy Học dẫn đến một trận cười vang. Nếu nói phần đầu lý luận của Trình Hy Học còn có điều hợp lý, y so sánh tuyến đường sắt nối ra biển coi như là một công trình mang tính chất hình thức, chỉ có nhà máy thép Đan Thành là có lợi, bến cảng Hoàng Dịch chẳng có phát triển, đến đây, Hạ Tưởng đối với trình độ của Trình Hy Học cũng đã có hiểu biết rõ ràng. Cho dù y là vì hạ thấp thành tựu của thành phố Đan Thành mà cố tình nói ra những lời dối lòng, cũng có thể thấy phẩm hạnh và phẩm cách của y đã hạ thấp đến mức độ nói dối trắng trợn. Ngay cả Cốc Lão cũng không nghe lọt tai. Đối với lời nói của Trình Hy Học cười nhạt mà bảo. Cho dù quan điểm của Trình Hy Học có hạn, không thấy được nhờ có sự tham gia của nhà máy thép Đan Thành, sẽ kéo theo cảng Hoàng Dịch tiến lên, ông ta cũng có thể tỉnh táo mà thấy rằng, phía trung nam của tỉnh Yến hoàn toàn có thể làm theo kiểu mẫu tuyến đường sắt nối ra biển của nhà máy thép Đan Thành. Cũng vì Hoàng Dịch mà xây dựng một cửa khẩu, không cần phải suy đoán cũng có thể tưởng tượng được, sẽ mang lại những cơ hội gì cho những thành phố phía trung nam tỉnh Yến. Đáng tiếc, Lão Trình, mấy năm gần đây lòng ông không yên, tâm không tĩnh, làm sao có thể nhìn xa. Công kích xong tuyến đường sắt nối ra biển, Trình Hy Học lại bắt đầu công kích đến du lịch văn hóa. Thành phố Đan Thành còn dựng lên một dự án du lịch văn hóa mới, nghe nói là chủ kiến của một vị trưởng phòng trong tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến Hạ Tường.
Nghe nói đồng chí Hạ Tưởng vẫn còn trẻ tuổi, mới chừng 30. Trưởng phòng 30 tuổi thật hiếm thấy, có thể thấy được cậu ấy cũng là một người có tài năng. Tuy nhiên cũng là vì tuổi trẻ, 30 tuổi đang là độ tuổi nhiều ảo vọng. Tôi nghĩ một số những nghiên cứu sinh, tiến sĩ đang ngồi đây, thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu ấy. Các vị nghiên cứu kinh tế nhiều năm, có thể suy nghĩ một chút, dùng những thành ngữ chuyện xưa lôi kéo du lịch văn hóa, trên di tích cung Triệu Vương suy đồi hao phí mấy chục triệu thậm chí trên trăm triệu kinh phí, dựng lên một tòa thành du lịch văn hóa, rốt cuộc là một giấc mộng cao xa, hay là một phương án thiết thực khả thi. Đề tài này, nếu trở thành luận văn tốt nghiệp cho các vị đang ngồi ở đây, khẳng định có nhiều ý để viết. Lại rộ lên một trận cười, trong tiếng cười có coi thường, có châm biếm. Phạm Tranh tức giận đến xanh xám cả mặt, Nghiêm Tiểu thì thân là nhà đầu tư, lại càng tức giận đến ngực đập phập phồng, gần như muốn đập bàn đứng dậy. Cốc lão còn đỡ một chút, dù sao tuổi tác cũng lớn, học rộng hiểu nhiều, cũng tự chủ được. Ba người đều nghĩ rằng Trình Hy học trực tiếp chỉ ra tên của Hạ Tưởng càng tức giận, không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa. Không ngờ Hạ Tưởng vẻ mặt cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng Trình Hy học trên đài, cười nói. Tôi muốn cảm ơn giáo sư Trình đã giúp tôi nổi danh. Ngẫm lại xem, trong số các chị em học sinh có mặt ở đây, ít nhất cũng có mấy chục người đẹp. Sau khi đại danh của tôi được giáo sư Trình tuyên dương, nói không chừng tôi còn có thể nhân cơ hội này mà chiếm được trái tim của vài người đẹp. Rốt cuộc dù ít nhiều cũng là một người có tiếng tăm rồi, tiếng tốt tiếng xấu không quan trọng, có tiếng tăm là được. Nghiêm Tiểu thì không thể tin được nhìn Hạ Tưởng một lúc, bỗng nhiên hé miệng cười. Anh giỏi thật. Bị người ta coi như tài liệu phản diện hạ thấp uy tín, không cho rằng đó là nhục, lại nói đó là vinh quang, da mặt dày tới cả thước, khâm phục, thật sự là khâm phục. Cốc lão cũng cười. Hạ Tưởng không phải da mặt dày, là bụng dạ bao dung, nếu không vì một câu nói đã nổi trận lôi đình, như thế sao có thể bình tĩnh ứng phó. Tiểu Thi, Phạm Tranh, các cô cậu ở điểm này phải học tập Hạ Tưởng nhiều hơn. Có thể làm được việc không thể hiện sự giận dữ ra ngoài. Là các cô cậu đã cách thành công không xa. Chương 490, một công đôi việc. Trình Hy học không biết rằng Hạ Tưởng mà y chỉ đích danh đang ngồi ở dưới hội trường nhìn y. Nếu y biết Hạ Tưởng cũng trà trộn giữa đám người, chỉ sợ không có được tự tin như vậy để ung dung mà diễn thuyết. Trình Hy học tiếp tục nói. Dự án du lịch văn hóa phải chăng thành công tạm thời không đề cập tới, xuất phát từ lòng tốt, tôi vẫn hy vọng hạng mục này có thể thành công. Nếu không mấy chục triệu tiền vốn đầu tư sẽ trôi theo dòng nước, cũng là tổn thất của quốc gia. Tuy nhiên tôi ở đây cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng với tinh thần can đảm của đồng chí Hạ Tưởng, dù sao người trẻ tuổi cũng phải có khát vọng, phải có sự sôi nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.